Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 121, không có vương pháp. Điền Hạ rất sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tại trong điện thoại nhượng nhạc phụ của hắn Đinh Hồng mang nhiều một ít võ cảnh qua đây, hiện tại chỉ cần đằng Đinh Hồng bọn họ vừa đến Tây Viên Trấn, Điền Hạ là có thể tướng khẩu khí này hoàn toàn phát tiết ra ngoài, hắn muốn cho Tây Viên Trấn máu chảy thành sông, dù sao cái này là biên cảnh không chính phủ quản hạt dài đất. Lại mà nhạc phụ của hắn Đinh Hồng tại mảnh đất này mới thượng, cũng có thể nói là cái tay che trời. Diệp Thần Phong có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn đứng ở gió lạnh chính giữa run lẩy bẩy Điền Hạ, hỏi thế nào? Là điều không phải cảm giác rất lạnh. Điền Hạ vết thương buồn thiêu trên khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đối với uy hiếp của hắn hết sức không có sợ hãi, vì tánh mạng của mình an toàn muốn, hắn chỉ có thể trước chịu đựng, ngoài miệng thận trọng hỏi, huynh đệ. Cùng ngươi đánh cái thương lượng được không? Trước hết để cho ta bả y phục mặc tốt. Điền Hạ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng muốn như vậy, đảng lão tử cứu binh đến, xem ta như thế nào thật tốt dằn vặt ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Điền Hạ khuôn mặt thượng lóe lên cho dù vẻ lo lắng bị Diệp Thần Phong thu nhập đáy mắt, Diệp Thần Phong đi tới Điền Hạ trước mặt, vỗ vỗ Điền Hạ vai, nói rằng, da của ngươi trái lại thẳng trơn trượt mà. Mặc quần áo thì không cần. Súc sinh coi như là mặc y phục còn là một súc sinh. Điền Hạ dầu gì cũng là một gã cảnh sát phân cục cục trưởng, lại mà trong ngày thường có nhạc phụ của hắn Đinh Hồng giúp hắn chỗ dựa, hắn chỗ nào đã bị qua cái này loại khí. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất nhẫn nại, sắc mặt âm trầm nói, ngươi không nên ép người quá đáng, bằng không đợi đảng nhạc phụ ta tới, ngươi cũng không nên khóc cầu ta. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, thì là ta cho ngươi mặc quần áo. Đồng thời hiện tại xin lỗi ngươi, ngươi hội tha thứ ta. Tha thứ Tây Viên Trấn thôn dân. Sợ rằng đợi chờ ngươi cái kia cái gì chó má nhạc phụ đến Tây Viên Trấn, các ngươi sẽ đối Tây Viên Trấn thôn dân vung tay đi. Diệp Thần Phong mặt bên không gián đoạn phách Điền Hạ vai, mặt bên tiếp tục nói, như vậy ngươi cho là ta chủ động cho ngươi viện binh, ta sẽ không lo lắng cái này hậu quả sao? Ngươi Điền Hạ nhìn vẻ mặt hí ngược Diệp Thần Phong, trong miệng vừa định muốn nói lời nói. Chỉ thấy Diệp Thần Phong trực tiếp một cước đá vào Điền Hạ trong quần. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, xì tiếng xương gãy kèm theo chim nhỏ bị đá bể thanh âm đang quanh quẩn ở trong không khí. A, Điền Hạ cổ họng chính giữa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hắn che ở khố đã hạ thủ trưởng cuối cùng cũng không có thể đủ cải biến hắn trở thành thái giám số phận. Hai chân uốn lượn quỳ xuống đất, nửa người dưới đau đớn cùng trên bàn tay đầu khớp xương nát đau đớn. Có thể dùng Điền Hạ hai điều lông mi chăm chú ninh tại cùng nơi, thời gian không bao lâu, Điền Hạ vậy mà đau đến đã bất tỉnh. Diệp Thần Phong gần như bạo lực thủ đoạn, những Tây Viên Trấn những thôn dân này một đám hô to đã nghiền, phải biết rằng Điền Hạ thế nhưng khai bắn chết Tây Viên Trấn hai người ni. Một người trong đó càng là Tây Viên Trấn nước cao vọng trọng trưởng trấn, cho nên theo bọn họ coi như là bà Điền Hạ xuất sinh này lăng chỉ cũng nhất điểm không quá đáng. Mao Khang Bình đỡ hai chân chúng đạn thiết nghiêu ngồi xuống hai bên trái phải trên một tảng đá lớn, hắn còn lại là đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh mô dạng, hắn trong lòng càng cảm thấy Diệp Thần Phong không đơn giản, trong lòng suy đoán lẽ nào Diệp tiên sinh phía sau cũng có cường ngạnh hậu trường. Hay là hắn căn bản là đại gia tộc chính giữa thiếu gia? Không thể có thể, đại gia tộc chính giữa thiếu gia hầu như đều là ăn chơi trác táng. Tại sao có thể có Diệp tiên sinh bản lãnh như vậy ni? Một phen suy đoán không có kết quả sau, Mao Khang Bình cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ tin tưởng Diệp Thần Phong có thể thuận lợi giải quyết hôm nay phiền phức, dù sao từ hắn gặp phải Diệp Thần Phong sau đó, hắn đã thấy đối phương sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích. Tây Viên Trấn thôn dân đều coi Diệp Thần Phong là thành thần tiên, bọn họ là càng thêm tin tưởng Diệp Thần Phong, tại bọn họ cho rằng không có chuyện gì là tiểu thần tiên không giải quyết được. Kết quả là bọn họ cũng một đám đứng tại gió lạnh chính giữa cùng đợi Điền Hạ viện binh đến. Khoảng chừng 2 sau 3 canh giờ, nổ vang động cơ thanh từ xa đến cận truyền vào mọi người trong lỗ tai, khẩn đón lục thất lượng xe jeep nhà binh xe lái vào Tây Viên Trấn, tại xe jeep đằng trước còn có chiếc Mercedes xe có rèm che. Lục thất lượng xe jeep nhà binh trên xe đi xuống 3-40 danh thủ chính giữa kiềm giữ hỏa lực vũ khí võ cảnh. Bọn họ một đám thần tình cảnh giác đứng ở bôn ba xe có rèm che hai bên. Bôn ba xe có rèm che tài xế từ chủ điều khiển thượng đi xuống, khai xuất xe hậu môn,
hai gã 40-50 tuổi trung niên nam nhân từ chỗ ngồi phía sau đi xuống, một tên trong đó tây trang giày da nam nhân chính là Điền Hạ Nhạc phụ Đinh Hồng, mà một gã khác mặc võ cảnh bộ đội đồng phục nam nhân còn lại là võ cảnh bộ bộ trưởng, tên là Lý Sơn. Lý Sơn cùng Đinh Hồng là nhiều năm bạn tốt, Đinh Hồng vừa tiếp xúc với đến bản thân con rể điện thoại sau, tự liên lạc với Lý Sơn, nhượng hắn cùng đi Tây Viên Trấn. Nguyên bản Đinh Hồng còn tưởng rằng Điền Hạ tại trong điện thoại nói ngoa ni. Hắn cũng hiểu rõ vô cùng chính hắn một hỗn đản con rể tính cách, thế nhưng khi hắn đi xuống xe, thấy trước mắt 5-60 cụ cảnh sát thi thể, cùng với Điền Hạ người trần truồng, nửa người dưới chảy máu tươi, ngất hình ảnh sau, trong lòng tức giận tức khắc tăng đi lên trên. Hắn Đinh Hồng tại cái này một mảnh đất mới lúc nào đã bị qua người khác khi dễ. Tuy rằng hắn đối chính hắn một con rể đặc biệt không hài lòng, thế nhưng Điền Hạ như thế nào đi nữa vô năng cũng là con rể của hắn a. Bà con rể của hắn chỉnh thành bộ dáng này, cái này đều không phải hung hăng đánh hắn Đinh Hồng khuôn mặt mà. Thấy Đinh Hồng sắc mặt đỏ lên dáng dấp, Lý Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, lão ca, ngươi cũng khí phôi thân thể, cái này có thể không đáng. Ngược lại đối đứng tại hai bên võ cảnh ra lệnh, bà cái này bang hung thủ giết người toàn bộ mang về. Tây Viên Trấn thôn dân thấy liền võ cảnh đều tới, bọn họ tuy rằng tin tưởng tiểu thần tiên năng lực, thế nhưng trong lòng vẫn là không tự chủ chỉ luống cuống, từ xưa dân không đấu với quan, bình dân thấy làm quan trong lòng tự nhiên mà vậy hội sản sinh một loại sợ hãi tâm lý. Chậm đã, các ngươi không hỏi một tiếng rõ ràng nhất định chúng ta là hung thủ giết người. Diệp Thần Phong cổ họng trong chợt quát lên. Lẽ nào nơi này cảnh sát không phải là các ngươi giết chết sao? Ban ngày ban mặt còn có vương pháp hay không? Đinh Hồng nghĩa tránh ngôn từ quát dẹp đường. Diệp Thần Phong tướng thôn dân vừa rồi chuẩn bị xong một chậu nước lạnh, một luồng não bát đến Điền Hạ trên người, Điền Hạ toàn thân một cái run, cổ họng trong lần thứ hai tê tâm liệt phế gọi lên, a, không có vương pháp, không có vương pháp, lẽ nào ngươi còn muốn làm chúng hành hung sao? Đinh Hồng tức giận ngực kịch liệt phập phồng, Diệp Thần Phong không kiêng nể gì cả, nhượng hắn trong lòng chắn được khó chịu. Vương pháp, các ngươi bọn khốn kiếp kia còn hiểu vương pháp? Diệp Thần Phong hí ngược nghi vấn hỏi, ta gặp các ngươi ăn hối lộ trái pháp luật sự tình không có bớt làm đi. Một đám ăn mặc trái lại nhân mô cẩu dạng, cầm quốc gia tiền lương, các ngươi đều ta đã làm gì? Bớt ở ra ra trước mặt của ta nói vương pháp, các ngươi không xứng. Diệp Thần Phong ngày hôm nay sẽ làm Đinh Hồng bọn họ biết cái gì mới gọi chân chính vương pháp. Chương 122, toàn bộ xong. Diệp Thần Phong lời nói dường như ngòi nổ tướng Đinh Hồng cùng Lý Sơn lửa giận trong lòng thuốc hoàn toàn đốt, bọn họ hai cái khổ cũng là cái quan đi. Với lại ở bên cạnh hoàn cảnh mang ai không cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi nhục mạ, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể đủ chịu được. Bị nước lạnh bát tỉnh Điền Hạ phát hiện nhạc phụ của hắn tới, cổ họng trong thống khổ ô nức nở nuốt, dựa vào hai tay bò đến Đinh Hồng trước mặt, ôm Đinh Hồng đại thối. Nói rằng, nhạc phụ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Người này không chỉ có giết thủ hạ ta cảnh sát, còn bà ta. Điền Hạ hai con người chính giữ hiện lên một ít hung ác độc địa, mạng của hắn dễ trực tiếp bị Diệp Thần Phong đá bạo. Điều này đại biểu sau đó hắn chỉ có thể qua thái giám sinh sống. Điều này làm cho hắn một cái nam nhân bình thường làm sao chịu được. Cái này loại thống khổ là trong lòng cùng trên thân thể hai phương diện. Đinh Hồng nhìn mình cái này kẻ bất lực con rể, lửa giận trong lòng thay đổi được càng thêm thịnh vượng, đối bên cạnh Lý Sơn nói rằng, lão đệ, ngày hôm nay người ở chỗ này, chúng ta một cái cũng không thể đủ buông tha, bọn họ đều là người mang tội giết người. Lão ca, người yên tâm đi, chúng ta thẳng thắn tới một cái ngay tại chỗ tử hình được, dù sao nơi này là không chính phủ quản hạt giải đất, đến lúc đó chúng ta có thể nói Tây Viên Trấn người là bị đi qua nơi này đạo tặc giết chết. Lý Sơn thuận miệng nói rằng, dường như căn bản không có bả Tây Viên Trấn thôn dân tính mệnh coi ra gì tình. Nằm trên mặt đất Điền Hạ nghe được Lý Sơn cùng Đinh Hồng đối thoại sau, giữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói với Đinh Hồng, nhạc phụ, tiểu hỗn đản tính mệnh thỉnh giao cho ta xử lý, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi thật xác định muốn làm như vậy? Điền Hạ lời của vừa mới rơi. Diệp Thần Phong thân ảnh tự xuất hiện ở bên cạnh hắn, một chân hung hăng dẫm nát Điền Hạ trên thân thể, khuôn mặt hí ngược. Ngươi, Đinh Hồng liên tiếp nói ba cái ngươi, cũng chưa xong chỉnh nói ra một câu,
Diệp Thần Phong vừa rồi rõ ràng cách bọn họ còn có chừng 10 thước cự ly nhi. Thế nào thời gian một cái nháy mắt tựu ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Nhanh, nhanh cấp ta đánh gục hắn. Lý Sơn vội vội vàng vàng mệnh lệnh hai bên võ cảnh. Ta khuyên ngươi còn là không muốn làm như vậy tốt, vạn nhất cơ thể của ta lóe lên khai, đạn không phải bắn tại các ngươi trên người. Diệp Thần Phong vẻ mặt không sao cả nói rằng. Lý Sơn sắc mặt trắng bệch lại ra lệnh, trước biệt nổ súng, trước biệt nổ súng. Vừa giơ lên súng máy chuẩn bị nhắm ngay Diệp Thần Phong xạ kích võ cảnh, đang nghe Lý Sơn mệnh lệnh sau lại để tay xuống chính giữa thương. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đinh Hồng trợn mắt trừng trừng nhìn trước mặt Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, ta muốn thế nào? Thấy rõ ràng, người bảo bối này con rể tới Tây Viên Trấn đều làm chút gì? Hắn thân là cảnh sát cục trưởng không chỉ cùng đạo tặc cấu kết, còn đang Tây Viên Trấn tại chỗ hành hung, người nói ta muốn thế nào? A Đinh Hồng cổ họng trong phát ra cười lạnh một tiếng, nói rằng, hành hung. Ta chỉ có thấy được ngươi hành hung, còn có. Đinh Hồng lời nói chỉ nói đến phân nửa tụ tạp tại cổ họng trong, chỉ thấy Diệp Thần Phong dẫm nát điền hạ trên thân thể chân chợt nâng lên, lại chợt rơi hạ, như vậy tới lui lui thất tám lần. Bang 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 bang. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Điền hạ sau lưng đeo xương cột sống toàn bộ bị Diệp Thần Phong cấp đạp vỡ, cổ họng của hắn trong không ngừng phun ra máu tươi tới, ôm Đinh Hồng bắp đùi hai tay dùng sức cầm lấy. Hình như là đang gọi Đinh Hồng cứu hắn, nhưng mà không có qua vài giây, Điền Hạ nghẹo đầu, tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Diệp Thần Phong nguyên bản không có ý định lưu Điền Hạ người như thế cha trên thế giới này, sở dĩ nhường hắn sống lâu như vậy, Diệp Thần Phong là muốn tướng ẩn giấu phiền phức thoáng cái đều giải quyết rồi, hiện tại Điền Hạ thế lực sau lưng đều đăng tràng, cho nên không có kế tục giữ lại cần thiết. Tiểu thần tiên uy vũ. Tiểu thần tiên uy vũ. Diệp Thần Phong sau lưng một đám Tây Viên Trấn thôn dân một đám hoan hô lên, theo bọn họ Điền Hạ cái này loại khoác cảnh y người cặn bã là tử không có gì đáng tiếc. Đinh Hồng cùng Lý Sơn cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt, bọn họ sống hơn nửa đời người vẫn là lần đầu tiên thấy được như thế tàn nhẫn thủ đoạn ni. Thế cho nên bọn họ không có ở trước tiên nội phản ứng kịp. Đầy đủ qua đại sau một lúc lâu, Đinh Hồng mới phẫn nộ quát ngươi, ngươi quá con mắt không vương pháp. Cũng dám tại trước mặt chúng ta trước mặt mọi người sát nhân. Sát nhân, ta cũng không nhận ra hắn là người, hắn nhiều lắm chính là một cái xúc sinh mà thôi, lẽ nào giết chết một người xúc sinh cũng phạm pháp sao? Diệp Thần Phong hai con ngươi lãnh đạm nhìn Đinh Hồng nói rằng. Đinh Hồng dưới chân bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau một bước, ngược lại cổ họng trong cười to lên, nói rằng, lẽ nào ngươi còn muốn đối với chúng ta hành hung sao? Chỉ cần các người đụng đến bọn ta một đầu ngón tay, Tây Viên Trấn tất cả mọi người trốn không thoát quan hệ. Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm Diệp Lão Gia Tử dành riêng điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Diệp Lão Gia Tử hiền hòa thanh âm, Thần Phong, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến cấp gia gia người ta gọi điện thoại. Ta có thể nghe người tiểu thúc nói, người ly khai thiên hải. Hiện tại ở nơi nào hồ đồ ni? Gia Gia, ta cái này đều không phải muốn ngài mà. Ta có chuyện tình muốn cầu Gia Gia ngài giúp một tay. Diệp Thần Phong tướng Tây Viên Trấn sự tình đại khái đối Diệp Lão Gia Tử nói một lần, Diệp Lão Gia Tử nghe được việc này sau, tại trong điện thoại nói liên tục rất nhiều lần con sâu làm dầu nồi canh, con sâu làm dầu nồi canh A, đồng thời đáp ứng Diệp Thần Phong lập tức xử lý việc này. Đinh Hồng cùng Lý Sơn tướng Diệp Thần Phong tại trong điện thoại nói nghe được là nhất thanh nhị sở, bọn họ thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng không giống như là một cái có lai lịch người A. Cho nên bọn họ hai cái nhận định Diệp Thần Phong là ở cố lộng huyền hư. Ngươi cho là một chiếc điện thoại là có thể cứu được ngươi. Cứu được Tây Viên Trấn mọi người. Ngươi thiếu nằm mơ, Đinh Hồng trêu đùa. Nếu không Diệp Thần Phong sợ sau đó Tây Viên Trấn người còn sẽ gặp phải phiền phức. Hắn sớm liền trực tiếp bà Đinh Hồng cùng Lý Sơn giết đi, lần này Diệp Lão Gia Tử đứng ra sau, sợ rằng sau đó không có người nào không trường ánh mắt quan viên tới Tây Viên Trấn tìm phiền toái. Đinh Hồng cùng Lý Sơn điện thoại di động tại cái này thời gian rất không thích hợp vang lên, bọn họ hai cái rất không nhịn được nhận nghe điện thoại, thế nhưng trong điện thoại nói sự tình nhượng hai người bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, thẳng đến trong điện thoại truyền đến đô 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 chiếu cố tin tức sau. Bọn họ hai cái trong tay điện thoại di động xoạch một tiếng rơi vào trên mặt đất.
Bọn hắn bây giờ hai cái mới biết được trước mặt cái này ăn mặc bẩn thỉu thanh niên thân phận không đơn giản a. Thế nhưng hết thảy đều chậm, bọn họ hai cái là hoàn toàn xong đời. Diệp Thần Phong thấy Đinh Hồng cùng Lý Sơn sắc mặt khó coi, hắn tự đoán được ra ra hắn đã giúp hắn giải quyết chuyện này, Diệp lão gia tử giàu gì cũng là cao tầng nhân vật trọng yếu, một chiếc điện thoại đi xuống hiệu suất sốt cuộc chính là nhanh. Lại mà vừa vặn nước Hoa điều tra bộ môn thủ chính giữa ác có rất nhiều Đinh Hồng cùng Lý Sơn tham ô căn cứ chính xác cư, bọn họ đang đợi một cái càng thêm thời cơ tốt tướng hai người chóc nã quy án. Diệp Trấn Hồng là ai? Nước Hoa năm đại thủ trưởng chi nhất, hôm nay liền Diệp Trấn Hồng đều tự mình gọi điện thoại xuống, bọn họ những này điều tra bộ môn người, đương nhiên là tại trước tiên muốn đem Đinh Hồng cùng Lý Sơn cấp xử theo pháp luật. Chương 123, lòng của thiếu nữ nghĩ. Trong điện thoại nói đặc biệt minh bạch, Đinh Hồng cùng Lý Sơn danh hạ ngân hàng tài khoản đã toàn bộ đóng kết, lại mà bọn họ hai cái từ giờ khắc này không còn là nước Hoa quan viên, kế tiếp còn nhất định phải phối hợp có quan hệ ngành điều tra, thẳng đến tướng sự tình cha cha ra manh mối mới thôi. Đây đối với Đinh Hồng cùng Lý Sơn mà nói quả thực như tình thiên phích lịch, bọn họ hai cái mấy năm nay có thể không có thiếu tham ô nhận hối lộ. Thậm chí ngay cả mua hung chuyện giết người đều đã làm không thiếu ni. Chỉ cần quốc gia có quan hệ bộ môn tham gia điều tra, bọn họ những này chuyện hư hỏng nhất định sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ hai cái liền lao để tỏa xuyên tư cách cũng không có, trực tiếp hội bị phán xử tử hình. Đinh Hồng trong lòng cái kia gọi hối hận a, hắn hiện tại hận không thể tướng con rể của hắn điền hạ cấp thiên đao vạn quả, lúc này hắn biết bản thân chọc tới người không nên trêu. Mà Lý Sơn tâm tình không có so với Đinh Hồng tốt hơn chỗ nào, nguyên bản ngày hôm nay hắn cho rằng chỉ là tới bang Đinh Hồng một cái tiểu bang, dù sao ở bên cạnh hoàn cảnh dẫn bọn hắn là tác uy tác phúc quán, ai biết đạo lần này lại là chọc tới một vị Diêm Vương gia, trong lòng quả thực là so với đậu Nga còn oan a. Sắc mặt tái nhợt Đinh Hồng cùng Lý Sơn tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, nếu như chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không lời nói, vậy không thể tốt hơn. Đinh Hồng khuôn mặt thượng miễn cưỡng nổi lên một vòng dáng tươi cười, khách khí nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, ta xem sự tình hôm nay hoàn toàn là một hồi hiểu lầm, chúng ta có thể hướng ngài xin lỗi, ngài thấy thế nào? Đối, chúng ta có thể hướng ngài xin lỗi. Lý Sơn lập tức phụ họa nói, cái này sống còn thời khắc, có thể nhất điểm đều qua loa không được a. Tây Viên trấn thôn dân thấy mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang Đinh Hồng cùng Lý Sơn, lại có thể thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến, hướng Diệp Thần Phong nói xin lỗi. Bọn họ sôi nổi tại trong lòng thầm nghĩ, tiểu thần tiên chính là tiểu thần tiên a. Làm quan tại thần tiên trước mặt nhằm nhò gì a? Đứng ở một bên Mao Khang Bình Lâm vào trầm tư chính giữa, hắn vừa rồi chỉ nhìn thấy Diệp Thần Phong gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, tuy rằng hắn không có nghe được trong điện thoại nội dung. Thế nhưng không bao lâu thời gian Đinh Hồng cùng Lý Sơn tiếp xong một chiếc điện thoại sau tự đổi sắc mặt, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho thân phận của Diệp Thần Phong không đơn giản a. May là trước đây hắn lựa chọn lái xe mang Diệp Thần Phong tới Tây Viên Trấn, bằng không hắn chắc chắn sẽ không cùng Diệp Thần Phong có bất luận cái gì cùng xuất hiện, hiện tại hắn càng thêm vững tin Diệp Thần Phong có thể giúp hắn giải quyết biên cảnh thị trường giao dịch phiền toái. Diệp Thần Phong ngoạn vị cười nói, hai người các ngươi tại sao phải hướng ta xin lỗi? Sự tình hôm nay ta có thể đương làm cái gì cũng không có phát sinh, các ngươi có thể ly khai. Thật vậy chăng, vậy thật là cảm ơn ngươi, chúng ta sau đó tuyệt đối không hội lại bước vào Tây Viên Trấn nửa bước. Đinh Hồng cùng Lý Sơn thật không ngờ Diệp Thần Phong hội tốt như vậy nói, một cái kình hướng về Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ. Ngược lại Đinh Hồng còn nói thêm, vị tiểu huynh đệ này, người xem ngài là điều không phải lại gọi điện thoại trở lại. Bằng không chúng ta trong lòng cũng không nỡ a. Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi, gọi điện thoại gì? Ta vừa rồi chẳng lẽ nói còn chưa đủ hiểu chưa? Chuyện ngày hôm nay ta có thể đương làm cái gì cũng không có phát sinh, về phần cái khác người muốn tướng hai người các ngươi dù thế nào, quan gia ra người ta đánh giám. Giá hạ tử Đinh Hồng cùng Lý Sơn nếu là còn nghe không ra bọn họ bị Diệp Thần Phong đùa bỡn lời nói. Hơn nửa đời người thật đều sống đến cẩu trên người. Đinh Hồng thu hồi khuôn mặt thượng lấy lòng dáng tươi cười, nói rằng, vị huynh đệ này, người cũng không nên bức người quá mức, bằng không sợ rằng đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt. Các ngươi có thể cổn suất Tây Viên Trấn,
lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Đinh Hồng uy hiếp đối Diệp Thần Phong mà nói, quả thực là chó má cũng không bằng. Ha ha ha, Đinh Hồng đột nhiên cười to lên, nói rằng, Lý lão đệ, xem ra chúng ta hôm nay là chạy không khỏi một kiếp này, thẳng thắn nhượng những người này hết thảy cho chúng ta chôn cùng đi. Lý Sơn đương nhiên minh bạch Đinh Hồng trong lời nói ý tứ, vội vã mệnh lệnh đứng tại hai bên võ cảnh, quát dẹp đường, nơi này mọi người toàn bộ ngay tại chỗ tử hình, không chừa một mống. Đứng tại hai bên võ cảnh đang nghe Lý Sơn mệnh lệnh sau, sôi nổi giơ lên súng máy trong tay, chuẩn bị nhắm ngay Tây Viên trấn thôn dân bắn phá. Ngày hôm nay Lý Sơn mang ra ngoài bộ hạ toàn bộ đều là tâm phúc của hắn, cho nên hắn ra lệnh những này võ cảnh là không nghi ngờ chút nào chấp hành. Ta đã nói rồi không nên ép người quá mức, cầu cấp còn có thể nhảy tường ni. Huống chi là người. Đinh Hồng vừa dứt lời, 30-40 tên võ cảnh sôi nổi bóp cò, tháp 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 tháp, trong lúc nhất thời súng máy bắn phá thanh bên tai không dứt, đau đớn màng tai. Diệp Thần Phong tướng cấp 5 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, phóng xuất ra trong cơ thể cách trở từ súng máy chính giữa bắn ra đạn. Nếu như hắn linh hồn lực còn dừng lại tại cấp 4 lời nói, muốn khống chế cái này loại đại quy mô súng máy bắn phá, có thể nói cơ hồ là không thể nào. Bất quá hôm nay hắn linh hồn lực đã đạt được cấp 5, tuy rằng muốn khống chế cái này loại tràng diện còn có chút lực bất tòng tâm, thế nhưng miễn miễn cường cường có thể nhượng ở đây Tây Viên trấn thôn dân một cái đều không bị thương. Nương theo súng máy ngọn lửa bắn ra họng, Đinh Hồng cùng Lý Sơn khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể nhượng nhiều người như vậy cùng nơi chôn cùng, bọn họ hai cái cũng hiểu được đáng giá. Nhưng mà trước mắt không có xuất hiện bọn họ trong dự đoán máu chảy thành sông hình ảnh, từ súng máy chính giữa bắn ra vô số viên đạn, đều không ngoại lệ trôi lơ lửng ở giữa không trung, mất đi động lực để tiến tới. Diệp Thần Phong đứng ở trôi ở giữa không trung mưa đạn trung gian, cái trán cùng trên gương mặt tuy rằng toát ra mồ hôi hột, thế nhưng trên mặt hắn biểu tình vẫn là phong đạm vân khinh. Lẽ nào các người tự gấp như vậy đi gặp Diêm Vương gia? Cầu cấp còn có thể nhảy tường. Có thể là các người hai chỉ cầu từ đầu đến cuối đều khiêu không ra ta cái này chắn tường cao. Diệp Thần Phong đạm mạc nói rằng. Trôi ở giữa không trung mưa đạn toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng phía này vẽ đường cho hươu chạy võ cảnh, cùng với Đinh Hồng cùng Lý Sơn hai người vọt tới, trong không khí quanh quẩn tiếng kêu thê thảm. Nguyên bản Diệp Thần Phong còn không dự định hạ sát thủ ni. Muốn cho nước Hoa pháp luật tới chế tài Đinh Hồng bọn họ, thế nhưng Đinh Hồng cách làm của bọn họ nhượng Diệp Thần Phong cải biến quyết định, dù sao hắn đợi chỉ cần gọi điện thoại cấp Diệp Lão Gia Tử, Diệp Lão Gia Tử nhất định sẽ giúp hắn chùi đít, lại mà hắn làm có thể điều không phải chuyện thương thiên hại lý, nói như thế nào coi như là vì dân trừ hại đi. Nhìn ngã trên mặt đất từng cổ một thi thể, Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, đối với những này tử không có gì đáng tiếc người. Hắn không cần phải có nửa điểm lòng thương hại. Thần tiên ca ca, ngươi vừa cứu ta một lần. Tên bị Diệp Thần Phong cứu hai lần thiếu nữ đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cúi đầu, khuôn mặt thượng lộ ra một bộ vẻ mặt ngượng ngùng. Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng hiện ra một vòng nụ cười ôn nhu, nói rằng, lần trước điều không phải đã cùng ngươi nói sao. Không nên gọi ta thần tiên ca ca, ngươi có thể trực tiếp gọi ca ca ta, hoặc gọi thần phong ca ca cũng có thể, ngươi tên là gì. Thiếu nữ nhấp mân đơn bạc môi, nói rằng, thần phong ca ca, ta là Tô Nguyệt Như, ta lớn lên sau đó có thể làm thần phong ca ca lão bà sao? Diệp Thần Phong thật thật không ngờ nhìn qua mới 17-18 tuổi Tô Nguyệt Như lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, lúng túng cười cười, nói rằng, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu như sau khi lớn lên, ngươi còn phải gả cho ta lời nói, ta có thể cho ngươi làm lão bà của ta. Diệp Thần Phong thuần túy là ở hống tiểu nữ sinh. Tại hắn cho rằng Tô Nguyệt Như cái tuổi này chỗ nào hiểu cái gì gọi là ái tình a. Sợ rằng chừng 2 năm nữa tự hội đã quên hắn người này. Tiểu nha đầu Tô Nguyệt Như kiên định gật đầu, đỏ mặt nói rằng, thần phong ca ca, người đáp ứng ta, sau đó cũng không thể đổi ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong có thể thật không ngờ hôm nay một câu lời nói đùa, thành Tô Nguyệt Như sau này đáng kể chờ mong. Lòng của thiếu nữ nghĩ rất lâu ngày hậu đều là cái khác người không thể độc hiểu. Chương 124, chỗ nào đều có thân ảnh của hắn. Kinh thành, võ gia, võ lão gia tử trong thư phòng. Võ Hiểu Phỉ vừa về đến nhà đã bị võ lão gia tử gọi vào trong thư phòng,
đồng thời phụ thân của nàng Võ Chí Phương, cùng với nàng tiểu thúc Võ Khôn Minh đều đứng ở lão gia tử hai bên. Lúc này Võ lão gia tử là giận thật, trước Võ Hiểu Phỉ chỉ là nói với hắn qua muốn theo bộ đội đi những thành thị khác quân khu tham quan học tập, ai biết đạo Võ Hiểu Phỉ vậy mà đi Nguyên Thủy Sâm Lâm chính giữa chấp hành nhiệm vụ. Với lại lần này bộ đội của bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, điều này làm cho Võ lão gia tử thiếu chút nữa một hơi thở không có xuyễn đi lên. Võ Hiểu Phỉ thế nhưng hắn cực kỳ thương yêu tôn nữ, nếu là Võ Hiểu Phỉ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, điều này làm cho Võ lão gia tử làm sao tiếp thu. Hiện tại Võ lão gia tử còn không biết may mà là Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện, Hồ Vĩ bọn họ chi tiểu đội này mới không có toàn quân bị diệt. Hồ Vĩ không có tướng Diệp Thần Phong xuất hiện báo cáo cấp Võ lão gia tử, hắn đáp ứng ban đầu qua Diệp Thần Phong thay hắn bảo mật, hơn nữa lúc đó Võ Hiểu Phỉ cũng ở tại chỗ. Nếu như muốn nói để Võ Hiểu Phỉ bản thân đối Võ lão gia tử đi nói đi. Võ lão gia tử ngồi ở cái ghế thượng, nhìn che mặt trước cúi đầu Võ Hiểu Phỉ, quát dẹp đường, là ai đồng ý ngươi đi Nguyên Thủy Sâm Lâm chấp hành nhiệm vụ? Chỉ ngươi cái này thân thủ, chỉ ngươi ba chân mèo y thuật, lần này là mạng ngươi đại tài tránh được một kiếp, nếu là có cái vạn nhất, ngươi có nghĩ tới hay không ta, nghĩ tới ba ngươi, nghĩ tới mẹ ngươi. Thời gian qua đối tôn nữ thương yêu có thừa Võ lão gia tử lúc này là giận thật. Hiểu Phỉ, ngươi cũng trưởng thành, làm việc tình trước ngươi năng động động não sao? Theo ta thấy ngươi hay là đang ra sớm làm học được làm một gia đình bà chủ đi. Bằng không sau đó thế nào chiếu cố ngươi một nửa kia? Võ Chí Phương bản gương mặt khiển trách. Võ Khôn Minh tắc khẽ mỉm cười nói, Hiểu Phỉ, ngươi cũng thật là, nhanh lên một chút hướng ra ra ngươi xin lỗi. Đồng thời lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thấy tiểu thúc giúp mình giải vây, Võ Hiểu Phỉ vội vã nhận sai nói, ra ra, lần này ta thật biết sai rồi, ta cam đoan không có hạ một lần, ngài tựu không nên tức giận, khí phá hủy thân thể ta sẽ đau lòng. Người quỷ nha đầu này, nhìn Võ Hiểu Phỉ dịu ngoan dáng dấp, Võ lão gia tử nguyên vốn chuẩn bị một bụng giáo huấn lời nói, cứ thế là không nói ra miệng, thuận miệng hỏi, nói một chút coi. Lần này các ngươi là thế nào thoát hiểm? Võ Hiểu Phỉ tướng Nguyên Thủy Sâm Lâm chính giữa chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần, bao quát Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện giải quyết địch nhân, nàng cũng không có giấu giếm Võ lão gia tử, bởi vì nàng biết ra ra mình đã tách ra Diệp Thần Phong bản lãnh, huống hồ dùng Võ gia cùng Diệp gia quan hệ cũng không cần phải giấu giếm. Võ lão gia tử, Võ Chí Phương cùng Võ Khôn Minh nghe được là hết hồn. Thẳng đến bọn họ nghe được có Diệp Thần Phong xuất hiện mới thay đổi thế cục, ba người không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ, thế nào chỗ nào đều có tiểu tử này thân ảnh. Cái này Diệp gia tiểu tử thật đúng là không cần thiết đình, tại sao lại đi Nguyên Thủy Sâm Lâm chạy hết. Bất quá lần này may là hắn đúng lúc xuất hiện, bằng không. Võ lão gia tử đối với Diệp Thần Phong vị này tôn nữ tế là đánh trong đáy lòng thỏa mãn. Đúng vậy, Thần Phong thân thủ là thật không lời nói. Thế nhưng tiểu tử này chính là không chịu tới quân khu hiệu lực a. Võ Khôn Minh trong lòng vẫn chưa quên đào Diệp Thần Phong tiến quân khu ý niệm trong đầu. Võ lão gia tử hàm gật đầu cười, đồng ý tiểu nhi tử thuyết pháp, nhìn Võ Hiểu Phỉ hỏi, Hiểu Phỉ, ngươi cho rằng Diệp gia tiểu tử người này thế nào? Võ Hiểu Phỉ trong lòng run lên bần bật, nàng còn không dự định nhượng gia gia của mình biết nàng thích Diệp Thần Phong sự tình ni. Vội vội vàng vàng nói rằng, Thần Phong không phải là cái không có lớn lên hài tử mà. Tại trong lòng ta vẫn coi hắn là đệ đệ nhìn. Nguyên lai là như vậy à. Võ lão gia tử cáo già mỉm cười, tiếp tục nói, Hiểu Phỉ, số tuổi của ngươi cũng không nhỏ, tại ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi định ra rồi một môn hôn ước, chờ đến tân niên thượng trước bả đính hôn nghi thức làm đi. Một tiếng. Võ lão gia tử lời nói như sấm sét giữa trời quang, Võ Hiểu Phỉ sắc mặt hơi trở nên trắng, liền vội vàng nói, ra ra, người tại sao có thể không kinh qua sự đồng ý của ta tự cấp ta đính hôn ni? Người không phải đã nói ta có thể bản thân quyết định đối tượng kết hôn sao? Võ Hiểu Phỉ trong lòng đã đối Diệp Thần Phong dâng lên tình cảm, một kích động liền đối Diệp lão gia tử xưng hô cũng do ngài biến thành ngươi. Hiểu Phỉ, nghe ra ra ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích hắn. Diệp Thần Phong các loại biểu hiện, nhượng Võ Chí Phương đối cái này con rể cũng là không thể thiêu dịch. Võ Khôn Minh là càng thêm tán thành môn này hôn ước, liền vội vàng nói, Hiểu Phỉ, lần này tiểu thúc cũng không giúp ngươi,
ngươi vị này vị hôn phu thế nhưng nhân trung chi long a. Đích xác xứng với ngươi. Võ Hiểu Phỉ thấy gia gia của mình, phụ thân, thậm chí bình thường giúp nàng tiểu thúc đều đồng ý môn này hôn ước, trong lòng nàng thiếu chút nữa cấp muốn khóc lên, ngược lại thầm nghĩ, thích. Thích cái rắm, ta ngay cả đối phương hình dạng thế nào đều không biết ni. Chẳng qua đến lúc đó rời nhà trốn đi, ta cũng không tin Thần Phong hội không chứa chấp ta. Nhìn tôn nữ của mình ủy khuất dáng dấp, võ lão gia tử ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Hiểu Phỉ, nếu ngươi không thích môn này hôn ước, như vậy ra ra ta đã giúp ngươi đi lui rơi đi. Ta cũng không thể đủ nhượng cháu gái của ta ngươi gả cho một cái không thích người đi. Ra ra, ngài thật tốt, ngài thật là của ta tốt ra ra. Võ Hiểu Phỉ nghe được võ lão gia tử đổi giọng, trắng nõn trên gương mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đi ra phía trước lôi kéo võ lão gia tử cánh tay làm nũng lấy lòng. Hiểu Phỉ, xem ra ngươi thật sự đối Diệp gia tiểu tử không có hứng thú a. Ta ngày mai sẽ đi Diệp gia từ hôn. Võ lão gia tử thở dài một hơi nói rằng. Cái gì, Diệp gia, gia gia, ngài đang nói gì đấy? Võ Hiểu Phỉ trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Ngươi đính hôn đối tượng là Diệp gia Diệp Thần Phong a. Nếu ngươi như thế không muốn gả cho hắn, như vậy gia gia ta chỉ có thể giúp ngươi đi từ hôn. Võ lão gia tử khóe miệng xẹt qua một vòng không đổi phát giác dáng tươi cười. Võ Hiểu Phỉ trái tim nhỏ chợt rung động vài cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, trắng nõn khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng thật không có nghĩ đến nàng đính hôn đối tượng sẽ là Diệp Thần Phong. Tốt, Hiểu Phỉ, không có chuyện gì ngươi tự đi nghỉ ngơi đi. Ta còn có chuyện muốn cùng ba ngươi, cùng ngươi tiểu thúc thương lượng ni. Thật đúng là đừng nói, võ lão gia tử diễn kịch công lực thật là gạch thẳng đánh dấu. Lúc này Võ Hiểu Phỉ thật gấp. Nguyên bản nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Diệp Thần Phong biểu lộ ni. Nếu như bọn họ hai cái thuận lý thành chương trở thành vị hôn phu phụ, đến lúc đó không tự chuyện gì đều thay đổi được nước chảy thành sông mà. Võ Hiểu Phỉ vội vã làm nũng nói, ra ra, ra ra. Võ lão gia tử nhìn Võ Hiểu Phỉ đỏ mặt dáng dấp, nói rằng, Hiểu Phỉ, ngươi là ta thương yêu nhất tôn nữ, ngươi cho rằng ra ra sẽ đem ngươi hướng tới hố lửa trong thôi sao? Ta đã sớm nhìn ra ngươi đối Diệp gia tiểu tử hữu tình tố, cái này không, Bạch gia vừa cùng Diệp gia giải trừ hôn ước, ta đã giúp ngươi định hạ môn này hôn ước, hiện tại ngươi còn muốn ta giúp ngươi đi từ hôn sao? Võ Hiểu Phỉ nhẹ nhàng nhấp mân môi đỏ mọng nói rằng, tất cả toàn bằng gia gia ngài làm chủ, gia gia ngài nhượng ta và ai đính hôn tự cùng ai đính hôn. Nói xong Võ Hiểu Phỉ tự che mặt chạy ra khỏi thư phòng. Ta là càng ngày càng bội phục Thần Phong. Ngay cả ta cái này có bạo lực khuynh hướng chất nữ cũng có thể phục tùng. Ta có thể chờ hắn lần sau hô ta tiểu thúc. Võ Khôn Minh vừa cười vừa nói. Chương 125, Hoàng sắc cự mãng thịt. Hắt xì, xa tại biên cảnh Diệp Thần Phong không kiềm hãm được đánh nhất cái nhảy mũi, cổ họng trong nói lầm bầm chẳng lẽ là ai tại nhớ ta. Diệp Thần Phong lại gọi một cú điện thoại cho Diệp lão gia tử, tướng nơi này biến cố lần nữa nói một lần. Diệp lão gia tử tại trong điện thoại một trận trầm mặc sau, nói rằng, Thần Phong, ngươi làm việc quá trùng động a. Cái này trên thế giới vẫn có luật pháp, rất nhiều chuyện chúng ta không thể đủ vượt biên giới a. Trừ phi có một ngày thực lực của ngươi có thể siêu thoát tất cả. Ngày hôm nay chuyện này ta sẽ giúp ngươi chùi đít, sau đó làm việc tình trước phải nghĩ lại sau đó làm. Diệp lão gia tử dặn dò một phen sau, mới cúp điện thoại. Hôm nay Diệp gia dòng chính thế nhưng người lớn đơn bạc a. Hắn trăm triệu không thể đủ thấy duy nhất tôn tử gia lại bất luận cái gì ngoài ý muốn, lại mà Diệp Thần Phong một loạt cải biến, nhưng Diệp lão gia tử thấy được mong muốn, có thể dùng hắn càng thêm không thể đủ để cho mình duy nhất tôn tử đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong bang Tây Viên trấn thôn dân giải quyết rồi phiền phức sau đó, Tây Viên trấn thôn dân tại ngắn ngủi hoan hô sau đó, sôi nổi lâm vào đau thương chi chính giữa. Dù sao trưởng trấn cùng một gã Tây Viên trấn thanh niên chết ở điền hạ báng súng tử hạ. Trưởng trấn chức tại Tây Viên trấn chính giữa chỉ có đức cao vọng trọng người mới có thể đủ đảm nhiệm, kết quả là Tây Viên trấn thôn dân luôn mãi cảm ơn Diệp Thần Phong sau đó, bắt đầu thủ tiến hành trưởng trấn tang sự. Thiết Ngưu, ta tới giúp ngươi tướng đại thối chính giữa đạn lấy ra đi. Diệp Thần Phong nhìn một bên ngồi ở trên tảng đá lớn Thiết Ngưu nói rằng. Ân công, vậy làm phiền ngài. Thiết Ngưu hàm hàm cười cười, dường như cùng một người không có chuyện gì giống nhau,
có thể thấy được hắn nhẫn nại năng lực đặc biệt cường. Không có phiền toái gì, một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Thần Phong đang nói chuyện gian, bàn tay vỗ vào Thiết Ngưu trên đùi, khẩn nhận là tả hai tiếng, hai viên đạn từ Thiết Ngưu đại thối chính giữa bắn ra, một nhập trước mặt nhất khỏa cây ngô đồng bên trong, điều này làm cho nguyên vốn chuẩn bị nhịn đau Thiết Ngưu là thất kinh. Đứng ở một bên Mao Khang Bình cả người đã là chết lặng, hắn tại Diệp Thần Phong trên người thấy qua nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị, trong lòng năng lực chịu đựng muốn so với vừa mới bắt đầu cường hãn không ít. Ân công, ngài cái này bang chúng tôi lấy viên đạn ra. Thế nào chúng tôi liền nhất điểm cảm giác cũng không có. Thiết Ngưu đối Diệp Thần Phong vị này ân công là càng phát bội phục. Lẽ nào cần phải muốn chịu được đau đớn mới có thể lấy viên đạn ra? Tốt, Thiết Ngưu, chúng ta đi nhìn phụ thân ngươi đi. Lúc này nói không chừng ta có thể chữa cho tốt người bệnh của phụ thân. Diệp Thần Phong nhặt lên vừa rồi ném xuống đất dùng đại thụ diệp bọc lại thịt rắn. Thật vậy chăng, chúng tôi hiện tại đã đi. Thiết Ngưu đột nhiên lại trần chờ chỉ chốc lát, nói rằng, ân công, đợi không nên đem chuyện mới vừa rồi nói cho chúng tôi ba còn không biết ngày hôm nay lại có người tới Tây Viên trấn đảo loạn ni. Yên tâm đi, Thiết Ngưu, ta sẽ không nói. Diệp Thần Phong thật đúng là không nhìn ra lớn lên 10 phần đại lão to Thiết Ngưu còn là một cẩn thận tỉ mỉ người đâu. Mao Khang Bình tại Thiết Ngưu bên cạnh đáp bắt tay, mặc dù nói Thiết Ngưu hai chân chính giữa đạn bị đã lấy ra, thế nhưng đi khởi đường tới còn là không quá phương tiện ni. Trở lại Thiết Ngưu ra chính giữa, phụ thân của Thiết Ngưu Vương Hữu Lợi đang nằm ở bên trong phòng trên giường nghỉ ngơi chứ. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi trở về, hắn vội vã từ trên giường ngồi dậy. Từ lần trước kinh qua Diệp Thần Phong sơ bộ trị liệu sau, cả người hắn cảm giác muốn so với trước đây khá. Có lẽ là Diệp Thần Phong đến hấp dẫn Vương Hữu Lợi chú ý, hắn đến không có phát hiện Thiết Ngưu trên hai chân bị thương. Tiểu huynh đệ, lần này tiến Nguyên Thủy Xâm Lâm coi như thuận lợi đi. Ngươi có không có tiến nhập chỗ sơn cốc, có không có gặp phải con đại mãng xà? Vương Hữu Lợi vội vàng hỏi nghi vấn trong lòng. Diệp Thần Phong cầm trong tay bị đại thụ diệp bao vây lại thịt rắn đặt ở một bên trên bàn, nói rằng, người xem qua những thứ kia sẽ biết. Vương Hữu Lợi tò mò mở ra đại thụ diệp, chỉ thấy nhất đại đoạn hoàng sắc cự mãng thịt rắn trình hiện tại trước mặt hắn, hắn là cùng hoàng sắc cự mãng từng có gặp mặt một lần, lập tức trước tiên nhận ra đoạn này thịt chính là sơn cốc chính giữa con cự mãng trên người, nói như vậy. Vương Hữu Lợi tâm tình của giờ khắc này đã không thể đủ khiếp sợ để hình dung. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong coi như là nhìn thấy con đại mãng xà cũng có thể hội núp xa xa, lúc này liền cự mãng thịt đều bị Diệp Thần Phong cấp cắt bỏ, có thể nghĩ con cự mãng nhất định là thua bởi trong tay của hắn. Tiểu huynh đệ, nhìn trước khi tới ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi a. Vương Hữu Lợi hai con ngươi chính giữa lóe ra thần thái. Ta nghĩ ngài thân kịch độc trong cơ thể chỉ cần thực dụng cự mãng thịt rắn, thì có thể đủ không chừng trị mà khỏi bệnh. Diệp Thần Phong nói với Vương Hữu Lợi ra trong lòng mình đoán rằng, về phần phải chăng thật có thể đủ thịt đến bệnh trừ, hắn hiện tại còn không dám bảo đảm ni. Bất quá cái này là 89 phần 10. Tiểu huynh đệ, vậy làm phiền ngươi. Vương Hữu Lợi cũng không có quá nhiều khách khí, nhìn ra được hắn cũng là một cái không câu nệ tiểu tiết, thoải mái vô cùng nhanh người. Thiết Ngưu, nhà ngươi có nấu cơm địa phương sao? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Ân công. Ngài cùng ta đây tới, chúng tôi mang ngài đi. Thiết Ngưu mang theo Diệp Thần Phong đi vào nhà mình tại chủ phòng. Nói là phòng bếp đảo cũng có chút miễn cưỡng, Thiết Ngưu ra tiểu viện tử chính giữa trong một cái góc, dùng đầu gỗ dựng khởi một cái tiểu bằng, bằng hạ ngoại trừ một cái lò bếp bên ngoài tựu ngoài ra không vật gì khác, đây là Thiết Ngưu ra phòng bếp. Bất quá đơn giản một chút gia vị nguyên liệu vẫn phải có những... Này tựu cũng đủ nhượng Diệp Thần Phong nấu ra nhất hoa mỹ vị thịt rắn tới. Diệp Thần Phong thuần thục tướng thịt cự mãng đoạn bên ngoài cây hồng bì cấp lột xuống, dùng thái đao nhanh chóng lấy ra thịt đoạn chính giữa đầu khớp xương, khẩn đón tướng hoàng sắc cự mãng thịt heo đoạn cắt thành từng mảnh, mỗi một mảnh độ dày là giống nhau như đúc, chăm chú thời gian mấy hơi thở, Diệp Thần Phong liền đem thịt rắn đoạn toàn bộ thiết xong, sau đó tướng sở hữu thịt rắn phiến đều để vào rót đầy nước nồi trong. Thuận lợi bỏ thêm một ít gia vị nguyên liệu đi vào. Đứng tại lò bếp bên cạnh Mao Khang Bình là nhìn trợn mắt hốc mồm, muốn nói Diệp Thần Phong thân thủ được hắn vẫn có thể tiếp thu, nhưng hắn vạn lần không ngờ Diệp Thần Phong phòng bếp công phu cũng nhất điểm đều nghiêm túc,
dường như bất cứ chuyện gì đến Diệp Thần Phong trước mặt đều không phải chuyện. Thừa dịp nấu thịt rắn thời gian, Mao Khang Bình tò mò hỏi, Diệp tiên sinh, con mãng xà thật sự có chừng 20 thước trường sao? Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, không sai biệt lắm 20 thước chiều dài đi. Độ rộng lời nói có chừng thùng nước như to. Diệp tiên sinh, ngài cứ như vậy bả con cự mãng giết đi. Nghe được Diệp Thần Phong chính mồm thừa nhận, Mao Khang Bình cổ họng trong chật vật nuốt khởi nước bọt, chừng 20 mễ, độ rộng dường như to lớn thùng nước mãng xà, đối với người bình thường mà nói quả thực có thể xưng là quái vật. Ngược lại nghĩ đến Diệp Thần Phong liền đạn còn không sợ, Mao Khang Bình tình tự mới xem như là hòa hoãn một ít, ở trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định muốn cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ mới được, đây đối với hắn tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bằng không còn có thể thế nào? Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, hắn đương nhiên không thể có thể đem ngay lúc đó mạo hiểm chậm rãi đối Mao Khang Bình nói tới. Tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Mao Khang Bình gian, bát tô tử trong bay ra khỏi từng đợt mê người hương vị, loại mùi thơm này nhượng người nghe thấy tức khắc ngón trỏ mở rộng ra. Theo lý mà nói thịt rắn không thể có thể có thơm như vậy, cũng không thể có thể cái này mê hoặc người, Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là hoàng sắc cự mãng tại Sơn Cốc Trường Kỳ dùng ăn vân đằng cô nguyên nhân. Như vậy cái này hoàng sắc cự mãng thịt không đơn giản, khả năng đối với ta để thăng thực lực còn có trợ giúp ni. Chương 126, thịt đến bệnh trừ. Nghe hương vị rơi vào ngắn trong trầm tư Diệp Thần Phong, bên tai đột nhiên nghe được sùng sục thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng tại lò bếp bên cạnh Thiết Ngưu cùng Mao Khang Bình cổ họng trong liều mạng nuốt nước bọt, xem ra thịt rắn này hương vị đối với bọn họ hai cái mê hoặc không nhỏ a. Thiết Ngưu hàm hàm gãi đầu, nói rằng, ân công, thịt rắn này thật là thơm, chúng tôi cho tới bây giờ không có ngửi qua tốt như vậy văn vị đạo ni. Mao Khang Bình cũng lập tức phụ họa nói, Diệp tiên sinh, xem ra bị ngài giết chết con cự mãng đoán chừng là thành tinh, ăn nó thịt có thể vẫn có thể kéo dài tuổi thọ ni. Mao Khang Bình nhắc tới cũng đều không phải một cái chưa thấy qua quen mặt người, từ trước ăn rồi sơn chân hải vị nhiều đi, hôm nay hắn thậm chí tương đối thiên hảo rau cải, thế nhưng vừa rồi thịt rắn hương vị xông vào mũi hắn sau, dường như thoáng cái đưa hắn dạ dày đồ vật bên trong đào được không còn chút nào, có loại một hơi thở muốn ăn rơi ngay nghiu đói cảm giác. Cái này dẫn đến miệng hắn trong hồ ngôn loạn ngữ lên, thậm chí ngay cả xà tinh cái này loại lời nói vô căn cứ đều nói ra khỏi miệng. Bất quá Diệp Thần Phong đối với Mao Khang Bình nói nửa câu sau lời nói vẫn còn có chút nhận đồng, này hoàng sắc cự mãng dù sao cũng là biến dị giống, quanh năm lại dùng ăn vân đằng cô. Có thể ăn nó thịt đối thân thể của con người thật là có chỗ tốt cũng nói không nhất định. Đương nhiên Diệp Thần Phong càng quan tâm là thịt rắn này có thể hay không đề thăng trong cơ thể hắn linh hồn lực, nếu như có thể tăng lên lời nói, như vậy lần này tựu thật kiếm quá. Lần này Diệp Thần Phong chỉ cắt lấy cự mãng trên người nhất đoạn ngắn thịt, cả người trên cơ bản không nhúc nhích ni. Nếu như hoàng sắc cự mãng thịt đối với hắn đề thăng thực lực thật có tác dụng, như vậy tướng nhất cả điều đầy đủ 20 thước chiều dài thịt rắn ăn vào bụng, hắn chẳng phải là có thể đến linh hồn lực nhất đỉnh cao. Bất quá đây cũng chỉ là Diệp Thần Phong không tưởng mà thôi, trên thế giới làm sao có chuyện tốt như vậy. Huống hồ linh hồn lực càng lên cao thăng, đột phá lên sẽ không quang dựa vào ngoại lực được. Hai người các ngươi trước chớ tham, dù sao có nhất bát tô tử thịt rắn ni. Đợi không thể thiếu các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn liền nước bọt cặn đều muốn từ khóe miệng lưu lại Thiết Ngưu cùng Mao Khang Bình nói rằng. Mao Khang Bình cảm thấy quẫn bách, thật sự là mùi thơm này đối cám dỗ của hắn lực quá lớn, vội vã khoát tay nói rằng, thịt rắn này là cho Thiết Ngưu phụ thân chữa bệnh, có thể nhượng Thiết Ngưu bệnh của phụ thân khỏi hẳn mới là chính sự. Đối, ân công, chúng tôi cũng không nên ăn, còn là cấp chúng tôi cha một người ăn đi. Thiết Ngưu lúc nói chuyện còn không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá, đây là cái gì vị đạo? Trong phòng Vương Hữu Lợi vậy mà nghe hương vị đi ra, bởi Thiết Ngưu hai chân không quá tiện lợi, mà Thiết Ngưu lại không ngờ phụ thân hắn nhìn ra đầu mối, Mao Khang Bình chỉ có đi tới đỡ Vương Hữu Lợi. Thịt rắn cũng nấu không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong cầm lấy hai bên trái phải một con đại chén canh, múc một chén đi ra. Vừa vặn lò bếp hai bên trái phải còn để một cái bàn nhỏ ni. Diệp Thần Phong tướng một chén ngon thịt rắn bỏ lên bàn. Nói đùa nói rằng, ngài mũi thật đúng là linh ni. Thịt rắn vừa vặn có thể ra nồi, ngài trước hết nếm thử đi.
nhìn đối với ngài kịch độc trong cơ thể có hữu dụng hay không. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là không chê trực tiếp gọi nhất tiếng đại ca đi. Không cần đối với ta dùng ngài và vân vân xưng hô, huống hồ ngươi hay là chúng ta gia ân nhân ni. Vương Hữu Lợi có chút sảng khoái nói rằng, Diệp Thần Phong xưng hô Vương Hữu Lợi vì ngài, cũng là xuất phát từ một loại lễ phép, dù sao Vương Hữu Lợi nếu là lại lớn tuổi mấy tuổi lời nói, tự cùng gia gia của hắn tuổi không sai biệt lắm, xưng hô đối phương vì ngài đảo cũng không có cái gì. Thế nhưng Diệp Thần Phong nhìn ra được Vương Hữu Lợi là một cái sảng khoái người, cũng sẽ không từ chối, đại ca, vậy ngươi ăn trước ăn nhìn thịt rắn này đi. Nghe Diệp Thần Phong không có chối từ sửa lại đối với mình xưng hô, Vương Hữu Lợi khuôn mặt thượng mỉm cười ngồi ở trước bàn, nhìn che mặt trước nhất chén lớn thanh mùi thơm khắp nơi thịt rắn, trong cổ họng tựu không kiềm hãm được phân bố ra nước bọt tới. Chỉ thấy thịt rắn sắc thuốc là nãi bạch, quả thực so với thạch nồi cá sắc thuốc còn muốn bạch, nghe hương vị, nhìn phẩm sắc, Vương Hữu Lợi đầu tiên là uống một ngụm thang. Thanh mùi thơm khắp nơi, tiên mà không ngán. Đây thật là thịt rắn sắc thuốc sao? Quả thực là so với Tây Hồ Thượng Cá còn phải tới ngon a. Vội vã cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh thịt rắn phóng vào trong miệng, nhập khẩu sự phân cực khuynh hướng cảm xúc, có loại đại hạ thiên lý ăn kem cảm giác, nhưng Vương Hữu Lợi khoang miệng thoáng cái phóng ra khai tới, thịt rắn này quá mỹ vị, có thể không thể đủ mỹ vị để hình dung, đây là một loại tươi mát, một loại thanh nhã, dường như có thể lễ rửa tội toàn bộ thân thể của con người thông thường. Vương Hữu Lợi liên tục mang theo thịt rắn phiến phóng vào trong miệng, thẳng đến 10 phút sau, hắn cảm giác trong thân thể có cổ nhiệt khí tại thoán động, trên đỉnh đầu vậy mà bốc lên khói trắng tới, trên mặt bệnh trạng biến mất không còn chút nào, trong thân thể có cổ sử không xong lực lượng, điều này làm cho hắn cảm giác mình thu được đệ nhị xuân. Diệp Thần Phong nhìn đỉnh đầu mạo khói trắng Vương Hữu Lợi, trong lòng không khỏi gật đầu. Xem ra cái này hoàng sắc cự mãng thịt còn thật có thể đủ khu trừ Vương Hữu Lợi kịch độc trong cơ thể ni. Bất quá Thiết Ngưu thấy cha của mình đỉnh đầu mạo khói trắng, miệng quát cha, ngài đỉnh đầu phát hỏa, ngài đỉnh đầu phát hỏa. Thiết Ngưu, ba người không có việc gì, hắn đây là đang bài độc ni. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Thiết Ngưu vai nói rằng, vừa rồi Vương Hữu Lợi ăn quá mức đầu nhập vào, kinh qua Thiết Ngưu cái này một tá đoạn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nét mặt già nua hơi đỏ lên nói rằng, lão đệ, cho ngươi chế giễu, chỉ là thịt rắn này thật là nhân gian cực phẩm a. Diệp Thần Phong đệ nhất lần nhìn thấy Vương Hữu Lợi thời gian cũng cảm giác đối phương đều không phải một cái phổ thông nông dân, lúc này thấy Vương Hữu Lợi thần thái động tác, nhưng hắn càng thêm xác định cái này đoán rằng, bất quá cái này là chuyện của người khác, Diệp Thần Phong cũng không tiện quá nhiều hỏi, vì vậy liền nói rằng, lão ca, để cho ta tới bang ngươi xem một chút. Kịch độc trong cơ thể của ngươi có không có bị toàn bộ khu trừ. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đặt tại Vương Hữu Lợi ngực, một luồng ôn hòa linh hồn lực chậm rãi thẩm thấu vào thân thể của đối phương, một lát qua đi, Diệp Thần Phong mới gật đầu, nói rằng, xem ra ta đoán không lầm, thịt rắn này chính là khu trừ bên trong cơ thể ngươi kịch độc giải dược, hiện tại thân thể của ngươi đã khỏi rồi. Kỳ thực không cần Diệp Thần Phong nói, Vương Hữu Lợi cũng biết, thân thể hắn bản thân còn không rõ ràng lắm sao. Chỉ bất quá hắn biết nếu là lần này không có Diệp Thần Phong xuất hiện, hắn này mạng già sợ rằng cách hoàng tuyền lộ tựu không xa, dù sao hơn 20 thước chiều dài đại mãng xà có thể không phải ai đều có thể đủ đối phó, nguyên bản hắn đã nhìn thấu nhân sinh, làm tốt vừa chết quyết định. Ai biết đạo Diệp Thần Phong xuất hiện nhường Vương Hữu Lợi sinh mệnh tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Vội vàng hướng Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ, lão đệ, thực sự là cảm ơn ngươi, thật là cảm ơn ngươi. Vương Hữu Lợi là càng xem Diệp Thần Phong người thanh niên này càng là thích, kết quả là hắn liền dự định đợi nói cho Diệp Thần Phong một việc, có thể sau đó hắn vẫn có thể giúp đỡ người thanh niên này chiếu cố ni. Chương 127, ngươi đoán ta là làm cái gì? Nếu Vương Hữu Lợi kịch độc trong cơ thể đã toàn bộ xua tan, Diệp Thần Phong cũng không sao tốt lo lắng. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái này hoàng sắc cự mãng thịt đối với hắn để thăng thực lực rốt cuộc khởi không có tác dụng. Nồi chính giữa thịt rắn còn nhiều nữa. Diệp Thần Phong cho mình múc một chén sau, đúng dịp thấy đứng ở một bên nhìn chằm chằm Thiết Ngưu cùng Mao Khang Bình, vì vậy liền thuận miệng nói rằng, hai người các ngươi cũng ăn đi. Dù sao còn nhiều nữa. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói, bọn họ hai cái đâu còn có khách khí nói lý. Dù sao Vương Hữu Lợi kịch độc trong cơ thể đã xua tan,
bọn họ cũng không sợ thịt rắn không đủ chuyện. Một chén thịt rắn hạ đỗ sau, không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong cũng cảm giác được trong cơ thể dòng nước ấm thoán động, bất quá hắn chút nào không cảm giác cái này dòng nước ấm đối trong cơ thể hắn linh hồn lực có bất kỳ tác dụng gì. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy thất vọng. Mà ở hắn thất vọng chi tế, hắn đột nhiên cảm giác lực lượng trong cơ thể thay đổi được càng ngày càng tràn đầy, thân thể các bộ vị bắp thịt của cùng cốt cách cũng đang phát sinh không nhận thức được cải biến, trong lòng không khỏi khinh di một tiếng. Thầm nghĩ, xem ra cái này hoàng sắc cự mãng thịt cũng đều không phải chút nào không tác dụng a. Đối với người thể bắp thịt của cùng cốt cách có cường hóa tác dụng, nếu như ta tướng nhất cả điều hoàng sắc cự mãng toàn bộ ăn, như vậy thì toán thực lực của ta không có tăng, bị đánh công phu mới có thể thay đổi được lô hỏa thuần thanh đi. Có thể nhường ta biến thành lì lợm cũng nói không nhất định. Đợi cho Diệp Thần Phong từ trong trầm tư tỉnh hồn lại thời gian. Chỉ thấy nhất bát tô tử thịt rắn đã bị Thiết Ngưu cùng Mao Khang Bình hai người cấp càn quét xong, hai người vuốt ve có chút chống đỡ được cái bụng, khuôn mặt thượng là chưa thỏa mãn a. Ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, chỉ sợ cũng không có ai biết cái này hoàng sắc cự mãng chỗ tốt rồi, hắn cũng là bằng vào linh hồn lực cảm giác bén nhạy, mới có thể nhận thấy được trên thân thể các bộ bắp thịt của cùng với cốt cách rất nhỏ cải biến, dù sao chỉ ăn nhất hai chén hoàng sắc cự mãng thịt. Không thể có thể để cho thân thể lấy thoát thai hoán cốt biến hóa. Đây càng thêm nhượng Diệp Thần Phong xác định, đẳng lần này hồi Nguyên Thủy Xâm Lâm thời gian, hắn phải thật tốt tại chỗ sơn cốc chính giữa đợi một đoạn thời gian, hắn chuẩn bị tới một lần bế quan tu luyện, thuận tiện tướng hoàng sắc cự mãng thịt ăn hết tất cả, đến lúc đó thì là thực lực của hắn không đột nhiên tăng mạnh, thân thể hắn cường hãn trình độ cũng đều không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể đến khi đó người khác dùng quyền đầu đánh vào Diệp Thần Phong trên người, hắn không ở trong người vận chuyển linh hồn lực đối phương cũng có thể bản thân xương vỡ vụn. Lão đệ, có hứng thú hay không đến trong phòng đi theo ta hạ bàn cờ tướng? Vương Hữu Lợi nhìn Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong thấy Vương Hữu Lợi khuôn mặt thượng ý vị thâm trường tiểu ý, hắn biết sợ rằng cũng không phải hạ nhất bàn cờ tướng đơn giản như vậy, vì vậy liền bất động thanh sắc nói rằng, lão ca, người cái này nói là kia lời nói. Bất quá ta cờ vua xoay ngang rất thúi. Lão đệ, người quá khiêm nhường. Ta cũng đã lâu không có xuống cờ vua, chỉ là trong lúc rảnh rỗi muốn đánh nhau phát xiết thời gian mà thôi. Vương Hữu Lợi đứng lên hướng phía phòng trong đi vào, lúc gần đi còn nói với Thiết Ngưu, mang Mao tiên sinh nơi đi đi dạo một chút, ta nghĩ cùng người ân công an tĩnh đánh ván cờ. Tốt liệt, cha, Thiết Ngưu vội vã đáp ứng nói. Mao Khang Bình là người thông minh tự nhiên biết Vương Hữu Lợi trong lời nói ý tứ là không muốn có người quấy rối hắn và Diệp Thần Phong chơi cờ, bất quá hắn thấy Vương Hữu Lợi nhiều lắm chính là cái nông dân, nhìn nông dân chơi cờ hắn cũng không có cái này hứng thú, hắn quan tâm là Diệp Thần Phong lúc nào bồi hắn đi biên cảnh thị trường giao dịch tìm về bãi. Diệp tiên sinh, do dự sau một lúc lâu, Mao Khang Bình còn là quyết định mở miệng hỏi vừa hỏi. Bất quá hắn lời nói chỉ nói phân nửa. Đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, ngày hôm nay quá muộn, ngay Tây Viên Trấn ở một đêm đi. Ngày mai ta cùng ngươi đi thị trường giao dịch đi một chuyến. Diệp Thần Phong đi giúp Mao Khang Bình giải quyết phiền toái, khả năng sẽ tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa nghỉ ngơi cá biệt tháng, thuận tiện hắn còn muốn bả điều chế để thăng linh hồn lực dược liệu mua tề ni. Chỉ dựa vào Vân Đằng cô có thể điều chế không ra nước thuốc tới. Nghe vậy, Mao Khang Bình vội vã khoát tay. Hắn cũng hiểu được bản thân quá mức nóng lòng, tượng Diệp Thần Phong cao nhân như thế là nói không giữ lời người sao. Hắn thuần túy là dùng lòng tiểu nhân đố quân tử chi phúc, vội vàng lúng túng nói, Diệp tiên sinh, chuyện của ta không nóng nảy, ngài muốn lúc nào đi tựu lúc nào đi. Nhìn Diệp Thần Phong khoát tay áo đi vào trong nhà hình bóng, Vương Hữu Lợi nhìn Thiết Ngưu hỏi, Thiết Ngưu, nếu không tựu mang ta đi Tây Viên Trấn nơi đi dạo đi. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Bất quá chân người thượng tổn thương. Khi lấy được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời thuyết phục sau, Vương Hữu Lợi tâm tình cũng thay đổi được khá hơn nhiều. Thiết Ngưu hai chân chính giữa đạn bị lấy lúc đi ra, Diệp Thần Phong còn thuận liền lợi dụng linh hồn lực giúp hắn cầm máu, bất quá vết thương vẫn là đau dữ dội, chỉ có thể miễn cưỡng cắn hàm răng bước đi. Bất quá khi vừa rồi Thiết Ngưu ăn qua hoàng sắc cự mãng thịt sau, trong cơ thể tạo thành nhất dòng nước ấm. Đón trên hai chân của hắn vết thương tựu bất giác đau như vậy đau đớn, thậm chí là đứng lên bước đi cũng thẳng lưu loát. Chúng tôi đã không sao, vừa rồi chúng tôi ăn con rắn kia thịt sau,
cũng cảm giác trên đùi vết thương chẳng phải đau. Thiết Ngưu là một địa đạo đạo người thành thật, đang khi nói chuyện không ngừng gãi ót. Bị Thiết Ngưu như thế vừa đề tỉnh, Vương Hữu Lợi nhớ tới vừa rồi trong cơ thể cũng có cùng đối phương vậy cảm giác, tại trong lòng nghi ngờ nói lầm bầm, lẽ nào Diệp tiên sinh giết chết con mãng xà thật thành tinh phải không? Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn đương nhiên không quay về đánh con cự mãng chủ ý, vì vậy liền tướng cái ý niệm này bính ngoại trừ trong đầu. Vương Hữu Lợi trong phòng có nhất trương thấp bé bàn nhỏ, trên bàn nhỏ bị câu khắc đi ra một cái bàn cờ, quân cờ chỉ dùng để hắc bạch hai loại tảng đá điêu khắc thành, xem ra những thứ này đều là ra tự Vương Hữu Lợi tay. Tại cuộc bắt đầu sau đó, Vương Hữu Lợi mới biết được Diệp Thần Phong vừa rồi thật là ở khiêm tốn, thời gian không bao lâu hắn đã bị giết không chừa mảnh giáp, trong miệng không phục nói rằng, lão đệ, ngươi thật quá không hậu đạo, chúng ta trở lại. Diệp Thần Phong hàm gật đầu cười, kế tục dọn xong quân cờ, một ván, hai cục. Lục cục, mỗi một ván Vương Hữu Lợi đều bị Diệp Thần Phong giết là một cây lông cũng không có. Vương Hữu Lợi khoát tay áo, thở dài nói rằng, không chơi, không chơi, ta và lão đệ ngươi chơi cờ chỉ do là tìm ngược a. Ngươi lẽ nào thì không thể đủ nhường ta thắng co lại sao? Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, đại ca, ta nghĩ ngươi sẽ không quang tới tìm ta chơi cờ đi. Ngươi còn là trước bả lời muốn nói cấp nói đi. Đến lúc đó ngươi muốn thắng ta nhiều ít cục đều có thể. Vương Hữu Lợi nhìn trước mặt thanh niên nhân này, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cờ cái, một lát sau mới lên tiếng, xem ra lão đệ ngươi thật không đơn giản a. Ngươi nên đã sớm đoán ra không thể nào là một cái phổ thông thôn dân đi. Như vậy ngươi đoán sai xem ta rốt cuộc là làm cái gì. Vương Hữu Lợi mỉm cười nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ai muốn ngươi vừa rồi thắng ta nhiều như vậy cục. Nếu như ngươi thật có thể đủ đoán ra thân phận của ta tới, ngày hôm nay ta liền theo họ ngươi. Thật đúng là đừng nói Vương Hữu Lợi chưa kịp mới vừa cuộc khó chịu lắm. Mà Diệp Thần Phong biểu tình trái lại từ đầu đến cuối như nhất, một đôi con ngươi đen nhánh bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt Vương Hữu Lợi. Chương 128, Đồng Sàng Cộng Trầm. Vương Hữu Lợi là chắc chắc Diệp Thần Phong đoán không ra thân phận của hắn, nếu là tùy tiện nhìn hai mắt là có thể đoán được hắn trước kia làm gì. Như vậy Diệp Thần Phong thật hay sống thần tiên, bị Tôn Hầu Tử chiếm được có hỏa nhãn kim tinh. Diệp Thần Phong im lặng không lên tiếng, từ Vương Hữu Lợi mạnh mẽ đôi mắt, cùng với cái chuôi này niên kỷ có thể bình an xuất nhập nguyên thủy xâm lâm, hắn là có thể đoán ra đối phương thân thủ không đơn giản. Đồng thời hắn vẫn có thể từ Vương Hữu Lợi trên người cảm giác được một luồng như có như không sát khí, mặc dù nói đối phương giấu rất kỹ. Trên người có thể tản mát ra sát khí tới, từ trước nhất định là đã giết người, hoặc là quân khu chính giữa tinh anh, hoặc là thuần túy chính là một cái người mang tội giết người, đương nhiên trên đường lẫn vào người cũng là có khả năng. Vương Hữu Lợi tính cách tuy rằng sang sảng, thế nhưng cũng không tượng trong quân doanh người, bởi vậy người thứ nhất đoán rằng có thể loại bỏ. Người mang tội giết người thông thường đều là cùng hung cực ác đồ, không thể có thể tưởng Vương Hữu Lợi như vậy ẩn cư tại sơn thôn chính giữa, lại mà người mang tội giết người sát khí trên người cũng không thể có thể ẩn nấp như thế hoàn mỹ, nếu không Diệp Thần Phong sức quan sát đặc biệt nhạy cảm, có thể hắn cũng vô pháp phát hiện trên người đối phương phát ra như có như không sát khí ni. Nếu người mang tội giết người cái này đoán rằng cũng có thể loại bỏ ra ngoài, như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái đoán rằng, Diệp Thần Phong thốt ra, ta nghĩ lão ca ngươi trước đây chắc là lăn lộn thế lực dưới đất đi. Nguyên bản Vương Hữu Lợi tại bình tĩnh bãi lộng trong tay quân cờ ni. Đang nghe Diệp Thần Phong sau khi trả lời, khuôn mặt thượng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, liền vội vàng hỏi, lão đệ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Diệp Thần Phong thật là thần. Vương Hữu Lợi đã ẩn cư Tây Viên Trấn đầy đủ 10 năm sau. Đối phương làm sao có thể nhìn hai mắt là có thể chuẩn xác mà nói ra hắn trước kia thân phận. Thế nhưng sự thực tựu đặt tại trước mắt, những Vương Hữu Lợi không được không tin. Diệp Thần Phong cũng chỉ là sơ bộ phân tích sau thuận miệng vừa nói như vậy, hắn đương nhiên không thể có thể thần hồ kỳ kỹ đoán ra Vương Hữu Lợi từ trước thân phận, trong này đại bộ phận đều dựa vào vận khí. Lão ca, ta chỉ là tùy tiện sai sai, thật không nghĩ tới còn bị ta đoán trúng. Xem ra vận khí của ta còn là tốt vô cùng, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Vương Hữu Lợi đương nhiên không thể có thể tin tưởng cái này thuần túy là vận khí, bất quá nếu đối phương không muốn nói,
hắn cũng nghiêm chỉnh hỏi nhiều, chỉ là trong lòng đối Diệp Thần Phong vị thanh niên này là càng phát tò mò. Người đoán không lầm, ta hơn 10 năm trước đúng là lăn lộn thế lực dưới đất, hơn nữa còn là một cái đại hình bang hội hội trường, ta là nhìn phai nhạt đả sát sát sinh hoạt mới ẩn cư đến Tây Viên Trấn tới, Thiết Ngưu cũng không phải là ta con trai ruột, là ta đi tới Tây Viên Trấn sau cổ nuôi, đương nhiên Thiết Ngưu cũng là biết chuyện này, ta nhận nuôi hắn thời gian, hắn đã có 13 tuổi. Vương Hữu Lợi nói từ trong túi móc ra một khối thiết bài đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, cái này cho ngươi, có thể đối với ngươi có trợ giúp, ta trước đây xây dựng bang hội tên là Thiên Đao Hội, tại Vận Thành vẫn có nhất định ảnh hưởng lực, sau khi ta rời đi vẫn nhượng người mà ta tín nhiệm nhất xử lý, ta xem ra lão đệ ngươi cũng không phải một người bình thường, nếu là ngươi nguyện ý sau đó ngươi chính là Thiên Đao Hội hội giải quá, ta yêu cầu duy nhất chính là lần này ngươi ly khai Tây Viên Trấn thời gian. Mang theo Thiết Ngưu cùng đi đi, hắn vẫn muốn ra đi gặp một chút thế giới bên ngoài, nhượng hắn theo ta ngươi yên tâm. Diệp Thần Phong tuy rằng đoán được đối phương là lăn lộn thế lực dưới đất, thế nhưng còn thật thật không ngờ Vương Hữu Lợi là đại lão cấp nhân vật ni. Nhìn Vương Hữu Lợi đưa cho hắn thiết bài, mặt trên thình lình có khắc một cái thật to đao tự. Diệp Thần Phong cũng không phải một kẻ xảo trá người, hắn lúc này chính là yêu cầu thực lực thời gian, vì vậy liền tướng thiết bài thu vào. Nói rằng, ta đây cần phải nhiều tạ lão ca ngươi tiễn ta phần này hậu lễ. Về phần Thiết Ngưu lời nói, ta sẽ dẫn hắn ly khai Tây Viên Trấn, bất quá ta còn phải ở chỗ này ngây ngốc cá biệt tháng ni. Đằng đến lúc đó ta trở lại nhận Thiết Ngưu ly khai đi. Vận Thành đúng lúc là thiên hải liền nhau thành thị, tại Vận Thành không tốn sức chút nào phải đến một cái đại hình bang hội, Diệp Thần Phong đương nhiên là cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Lão đệ, tính cách của ngươi ta thích. Không giống có vài người như vậy dối trá. Vương Hữu Lợi thấy Diệp Thần Phong sảng khoái như vậy, tâm tình của hắn cũng là tốt. Thần Phong ca ca, y phục của ngươi trả lại ngươi. Tô Nguyệt Như đi vào phòng trong, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, hai tay dâng lúc đó Diệp Thần Phong từ trên người cưỡi ra khoác lên trên người nàng áo khoác. Tô Nguyệt Như phía sau còn theo một đôi vợ chồng trung niên, thấy Diệp Thần Phong sau là một cái kình nói lời cảm tạ, tiểu thần tiên. Chúng ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngài. Ngài đã cứu chúng ta nữ nhi hai lần. Diệp Thần Phong nhận lấy Tô Nguyệt Như tán tụng tại y phục trong tay, y phục đã bị rửa sạch, mặt trên còn tản ra nhàn nhạt xà phòng mùi thơm ngát, vội vã khoát tay áo nói rằng, ta thật không phải là cái gì tiểu thần tiên, các ngươi sẽ không tất cảm tạ ta, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tiểu thần tiên, ngài có thể nghìn vạn không thể đủ nói như vậy, ngài là của chúng ta ân nhân. Là Tây Viên Trấn ân nhân. Gặp Diệp Thần Phong khiêm tốn lễ độ, vợ chồng trung niên là hoảng hồn, dù sao Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Tiểu thần tiên, ngày hôm nay là điều không phải muốn tại Tây Viên Trấn ngủ lại. Muốn không đi ở nhà của chúng ta đi thôi. Nhà của chúng ta vừa vặn còn có một gian phòng trống, Vương lão ca gia là ở không người làm. Phụ thân của Tô Nguyệt Như khách khí mời đạo. Diệp Thần Phong không chút suy nghĩ vừa vặn muốn cự tuyệt, liếc mắt liền thấy được Tô Nguyệt Như đang nhìn mình ánh mắt mong đợi, hình như hắn nếu như cự tuyệt yêu cầu này, cái này làm cho đau lòng người tiểu nha đầu lập tức tự muốn khóc lên giống nhau. Đi ở một đêm tự ở một đêm đi, dù sao tới nơi nào đều là ở, vì vậy liền nói rằng, được rồi. Ta đây tự quấy rối một buổi tối. Không quấy rầy, không quấy rầy. Vậy đối với vợ chồng trung niên liền vội vàng khoát tay nói. Thì là Diệp Thần Phong muốn tại nhà bọn họ ở cả đời, bọn họ cũng sẽ không có nửa câu oán hận, ngược lại trong lòng còn có thể càng cao hứng hơn ni. Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ chính là thần tiên, có thể nhượng thần tiên ở nhà mình, cái này là người khác cầu đều không cầu được. Buổi tối, nằm ở trên giường Diệp Thần Phong nghe ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang tiếng chim hót, núi này trong thôn sinh hoạt cũng là một loại hưởng thụ a. Cái này côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Nếu không để cho Diệp Thần Phong tâm tình buồn bực, trái lại nhượng hắn dần dần buồn ngủ. Ngay hắn phải ngủ thời gian, cửa phòng bị Chi Lạc một tiếng đẩy ra, khẩn đón một đạo lung linh thân ảnh rón rén đi vào phòng trong. Nương từ ngoài cửa sổ thấu chiếu vào tới ánh trăng, Diệp Thần Phong thấy được chỉ mặc nhất bộ đồ ngủ Tô Nguyệt Như đi vào phòng, khuôn mặt trắng noãn thượng treo đầy đỏ bừng. Nguyệt Như, đã trễ thế này, tới tìm ta có việc sao? Diệp Thần Phong từ trên giường làm lên. Tô Việt Tô hai chỉ trắng nõn tay nhỏ bé xả áo ngủ góc áo,
ấp a ấp úng Tiểu Thanh hỏi, Thần Phong ca ca, ta có thể cùng ngươi cùng nơi ngủ sao? Ta sợ. Diệp Thần Phong đặc biệt muốn nói không thể, thế nhưng tiểu nha đầu điềm đạm đáng yêu dáng dấp thật sự là làm cho đau lòng người, lại mà hắn chỉ coi Tô Nguyệt như là làm một cái tiểu muội muội đối đãi, thì là ngủ ở trên một cái giường cũng có thể không có chuyện gì, cuối cùng vẫn là đáp ứng, được rồi. Bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ân, Thần Phong ca ca. Tô Nguyệt Như gặp Diệp Thần Phong đáp ứng, vội vã cao hứng cưỡi giày ra đi lên sàng. Chương 129, hồi đi tìm cái chết. Thần Phong ca ca, ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Tô Nguyệt Như mềm nhẹ thẹn thùng hỏi. Ân, Diệp Thần Phong không có nghe rõ Tô Nguyệt Như lời nói, cổ họng trong tự không tự chủ lên tiếng. Tô Nguyệt Như cho rằng Diệp Thần Phong đáp ứng, đôi má hai bên đỏ ửng thay đổi được càng thêm mê người, tượng điều bạch tuộc giống nhau ôm Diệp Thần Phong thân thể, bộ ngực hai cái tiểu man đầu không khỏi ý gian tại Diệp Thần Phong ngực ma sát. Diệp Thần Phong có thể điều không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ, bộ ngực mềm mại, thường thường xông vào trong lỗ mũi thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, nhượng trong thân thể hắn hỏa diễm không ngừng dâng lên, tại như vậy đi xuống chỉ sợ hắn thật được muốn làm một hồi xúc sinh, vừa định muốn mở miệng nhượng Tô Nguyệt Như buông ra, chỉ thấy Tô Nguyệt Như hô hấp đều đặn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là thư thái biểu tình, đơn bạc môi bên lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đã là tiến nhập mộng đẹp. Thấy tiểu nha đầu đơn thuần dáng dấp, Diệp Thần Phong trong thân thể hỏa khí tức khắc biến mất vô ảnh vô tung, vươn tay sờ sờ Tô Nguyệt Như đôi má, may là lần này Diệp Thần Phong là tới đến Tây Viên Trấn, bằng không điều này làm cho người chiều mến tiểu nha đầu chỉ sợ sớm đã biến thành này xúc sinh tả hỏa công cụ. Tô Nguyệt Như hình như cảm giác có chút lãnh, kiều tiểu thân thể hướng tới Diệp Thần Phong ngực trong dùng sức chui toàn, cổ họng thảo luận mơ mơ hồ hồ nói mớ. Ta lớn lên sau đó nhất định phải làm Thần Phong ca ca lão bà, nhất định phải làm Thần Phong ca ca lão bà, nhất định. Diệp Thần Phong trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, bất quá hắn tin tưởng Tô Nguyệt Như chỉ là nhất thời thích hắn mà thôi, dù sao hắn hai lần cứu đối phương, đợi được hắn ly khai Tây Viên Trấn sau đó, Tô Nguyệt Như nên tự nhiên mà vậy hội quên hắn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần Phong tự cùng Mao Khang Bình khởi hành đi hướng tới biên cảnh thị trường giao dịch. Mao Khang Bình tọa giá vẫn như cũ là lúc đó khai tới Tây Viên Trấn chiếc kia lộ hổ. Từ Tây Viên Trấn đến biên cảnh thị trường giao dịch lộ trình ước chừng phải hai cái tiếng đồng hồ, dọc theo đường đi Mao Khang Bình tướng đại khái tình huống nói một lần. Hắn tại biên cảnh thị trường giao dịch chính giữa đắc tội người là hổ ca, tại thị trường giao dịch chính giữa có một chút nho nhỏ thế lực, thuộc hạ có 5-60 số tay chân, Mao Khang Bình chỉ là tại thị trường giao dịch chính giữa làm việc buôn bán. Đương nhiên là đắc tội không nổi người như vậy, hiện tại hắn dược liệu cửa hàng mặt tiền của cửa hàng bị hổ ca bọn họ cấp chiếm đoạt, nếu không hắn thoát được nhanh rất khả năng đã sớm là bị mất mạng, tượng biên cảnh thị trường giao dịch loại địa phương này. Chuyện giết người trên căn bản là mỗi ngày đều đang phát sinh, trà trộn người ở chỗ này không có ai sẽ đối mỗi ngày sát nhân sự kiện mà đại kinh tiểu quái. Giữa đường hổ lái vào biên cảnh thị trường giao dịch sau, Diệp Thần Phong mới biết được cái này thị trường giao dịch quy mô còn rất lớn, có thể nói là một cái trấn nhỏ tử, ở đây bất kể là thương điếm, khách sạn còn cần dược liệu điếm cái gì cần có đều có, dù sao ngoại giới có buôn bán ở đây đều có, mà nơi này có buôn bán ngoại giới tựu không nhất định có. Lộ hổ vừa lái vào biên cảnh thị trường giao dịch thời gian, Diệp Thần Phong tự xuyên thấu qua thủy tinh thấy được có hai nhóm người tại sống mái với nhau, thậm chí trong tay bọn họ đều có báng súng tử ni. Là súng thật đạn thật liều mạng, thời gian không bao lâu đã có hơn 10 người ngã trong vũng máu, chu vi cũng không thiếu vây xem đoàn người ni. Bọn họ cũng không phải sợ bị cuốn vào phong ba chính giữa, có thể tại ở đây sinh tồn người, lá gan nhất định phải so với người bình thường lớn hơn nhiều. Diệp tiên sinh, không có gì thật là kỳ quái, loại chuyện này tại ở đây cơ hồ là mỗi ngày phát sinh. Hai thủ cầm tay lái Mao Khang Bình đối suy nghĩ con ngươi nhìn ngoài cửa sổ Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp tiên sinh, ta là trước mang ngài đi ăn một chút gì ni. Còn là, Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt Mao Khang Bình lời nói rằng, trực tiếp đi tiệm của ngươi cửa hàng đi. Giúp ngươi giải quyết rồi phiền phức sau, ta còn có chuyện muốn làm ni. Tốt, Diệp tiên sinh, Mao Khang Bình rất cung kính nói rằng, lái lộ hổ hướng phía hắn dược liệu cửa hàng lái đi. Khoảng chừng 6-7 phút sau, lộ hổ đình tại một cửa tiệm cửa hàng trước cửa.
bất quá trước mắt mặt tiền của cửa hàng có thể không là thuốc gì tài cửa hàng, mà là biến thành một nhà phục vụ trung tâm, đương nhiên nơi này phục vụ trung tâm là thỏa mãn nam nhân sinh lý thượng nhu cầu. Phục vụ trung tâm cửa chính một gã lưng hùm vai gấu nam nhân thủ chính giữa mang theo nhất điếu xì gà, đang thản nhiên tự đắc hưởng thụ ni. Mao Khang Bình nói rằng, hắn chính là Hổ Ca. Lộ Hổ xe cửa được mở ra, Mao Khang Bình dẫn đầu từ trên xe đi xuống, Hổ Ca còn tưởng rằng là sinh ý tới ni. Vừa định phải đi hết trước bắt chuyện, liền phát hiện nguyên lai là một vị người quen cũ, hung ác khuôn mặt thượng tràn đầy chẳng đáng, quát Mao Khang Bình. Lẽ nào ngươi hồi đi tìm cái chết sao? Lần trước bị tiểu tử ngươi chạy nhanh hơn, lần này ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Hổ Ca một tiếng này giống qua sau, phục vụ trung tâm trong vội vã chạy ra ngoài mười tới danh thủ chỉ thép côn tên côn đồ, khi bọn hắn thấy là Mao Khang Bình sau, khuôn mặt thượng sôi nổi buông lỏng cảnh giác, theo bọn họ Mao Khang Bình chính là một cái kẻ bất lực. Mao Khang Bình, ngày hôm nay ngươi nếu là khẳng hướng ta quỳ dập đầu ba cái hưởng đầu, ta Hổ Ca có thể tha cho ngươi một cái mạng, sau đó ngươi chỉ cần không ở thị trường giao dịch chính giữa xuất hiện là được rồi. Hổ Ca vừa hút xì gà vừa nói, hoàn toàn không có coi Mao Khang Bình là thành một hồi sự. Mao Khang Bình ngày hôm nay có thể là có thêm Diệp Thần Phong vị cao thủ này làm dựa ni. Trong lòng mười phần phấn khích nói rằng, ngày hôm nay ta là tới phải về tiệm của ta cửa hàng, điều không phải hướng ngươi dập đầu nói xin lỗi. Ha ha ha, Hổ Ca tục tằng cất tiếng cười to lên, nói rằng, Mao Khang Bình, tốt ít ngày không gặp, ngươi sẽ không phải là đầu xảy ra vấn đề đi. Phải về cửa hàng, hiện tại ở đây đã là ta mặt tiền của cửa hàng. Đúng lúc này Diệp Thần Phong không nhanh không chậm mở cửa xe, từ Lộ Hổ thượng đi xuống, nhìn liền đều lười liếc mắt nhìn cái này cái gọi là Hổ Ca, lãnh đạm nói rằng, không muốn chết lập tức cút cho ta, bà cửa hàng trả lại cho hắn. Diệp Thần Phong tuy rằng giọng nói vô cùng băng lãnh, nhưng là của hắn tướng mạo thật sự là tượng một cái tiểu bạch khuôn mặt, Hổ Ca bọn họ thế nhưng trường kỳ tại thị trường giao dịch lẫn vào người, đã gặp ngoan người cũng nhiều đi, đương nhiên sẽ không bị trước mặt cái này tiểu bạch khuôn mặt dọa cho đến, trái lại cảm thấy bản thân hình như là nghe được cái này trên thế giới hay nhất cười cười nhạo thông thường. Mao Khang Bình, ta xem người đầu óc thật là bị hư, mang như thế một cái tiểu bạch khuôn mặt trở về. Đã nghĩ phải về tiệm của ngươi cửa hàng. Nếu ngươi hồi đi tìm cái chết, ta Hổ Ca cũng không thể không thành toàn ngươi mà. Còn ngươi nữa cái tiểu bạch khuôn mặt, đợi những ngươi xem một chút là của ngươi cãi bướng, còn là quả đấm của ta ngạnh. Hổ Ca kế tục chỉ vào Diệp Thần Phong khinh thường quát dẹp đường. Lẽ nào lời nói của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Không muốn chết lập tức cút cho ta. Lúc này Diệp Thần Phong trên người tản mát ra cuồn cuộn sát khí. Những ngậm xì gà Hổ Ca nhất thời ngây ngẩn cả người, trong miệng xì gà rơi vào trên mặt đất. Lúc này chu vi đã sớm tụ tập không ít người, bọn họ sôi nổi chỉ vào Diệp Thần Phong trêu đùa, theo bọn họ Diệp Thần Phong cái này tế cánh tay tế chân đối Hổ Ca đại hống đại khiếu thuần túy là chịu chết. Người vây xem chính giữa rất nhiều người cũng đều nhận ra Mao Khang Bình, bọn họ cho rằng Mao Khang Bình thật là não kinh xảy ra vấn đề, vậy mà tìm như thế một cái tiểu bạch khuôn mặt tìm đến bãi. Cái này đều không phải tự tìm đường chết sao? Bọn họ đã có thể nghĩ đến Mao Khang Bình cùng cái kia tiểu bạch khuôn mặt bị Hổ Ca chính là thủ hạ, dùng thiết côn cùng khảm đao chặt thành thịt nát hình ảnh. Chương 130, phạm pháp giết người. Hổ Ca, ngài không có sao chứ? Bên cạnh một gã tiểu đệ đẩy một cái Hổ Ca, hắn mới từ ngây người chính giữa phản ứng kịp, vừa rồi Diệp Thần Phong trên người phát ra khí thế, có loại nhượng hắn như gần vết nứt ảo giác, lưng cốt lạnh phát lạnh. Thậm chí cảm giác mình tại Diêm Vương trên điện đi một lượt. Hung ác trong con người mang theo một chút nghi ngờ, Hổ Ca lại một lần nữa quan sát lần nữa Diệp Thần Phong một phen, vô luận như thế nào nhìn cũng nhìn không ra đối phương có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, không phải là một thân hình cốt gầy yếu tiểu bạch khuôn mặt mà. Hắn Hổ Ca tốt xấu đã ở thị trường giao dịch chính giữa trà trộn nhiều năm, hắn cũng không tin hội tại cống ngầm trong lật thuyền, hắn cho rằng vừa rồi hoàn toàn là hắn bản thân sinh ra ảo giác. Cùng trước mặt tên mặt trắng nhỏ này một chút quan hệ cũng không có. Có lẽ là cảm giác được bị một cái tiểu bạch khuôn mặt hù được đã đánh mất mặt, Hổ Ca trên mặt biểu tình thay đổi được càng thêm dữ tợn, quát dẹp đường, tiểu bạch khuôn mặt, ngươi nhìn không thấy rõ tình thế. Ta muốn giết chết ngươi tự tượng giết chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi phải biết rằng ở bên cạnh cảnh thị trường giao dịch chính giữa sát nhân là không phạm pháp, không ai hội để ý tới chết sống của ngươi.
Hổ ca, chúng ta cùng hắn rong dài cái gì? Các huynh đệ đã thật lâu không có thấy máu, ngày hôm nay cuối cùng là có thể đại khai sát giới. Đối, Hổ ca, chúng ta đã không kịp đợi, Mao Khang Bình cùng tên mặt trắng nhỏ này, chúng ta phân chung là có thể tống bọn họ đi gặp Diêm Vương gia. Hổ ca bên cạnh 10 tới danh thủ chỉ thiết côn cùng khảm đao tiểu đệ một đám nhiệt huyết dâng trào, hai mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình thời gian, tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, hình như Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình theo bọn họ là cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc cho bọn hắn tới xâm lược giống nhau. Hổ ca ngắt xoay cái cổ, xương tủy phát ra một trận bùm bùm âm hưởng, hắn cũng không tin chính là một cái tiểu bạch khuôn mặt vẫn có thể trở mình được khởi cái gì cành hoa tới, cổ họng trong ra lệnh thượng. Lên cho ta, không cần lưu người sống. Nga hổ ca bên cạnh 10 tới tên tiểu đệ cổ họng trong phát ra tiếng hoan hô, thủ chính giữa mang theo thiết côn cùng khảm đao hướng phía Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình vọt tới, khuôn mặt thượng đều lộ vẻ không gì sánh được hưng phấn thần thái. Bọn họ đã là thói quen lưỡi dao liếm huyết sinh sống, tốt ít ngày không có cùng người đổ máu, trong thân thể là huyết nguyên tố đã sớm sao động bất an. Đương nhiên tại bọn họ cho rằng Mao Khang Bình cùng cái kia tiểu bạch khuôn mặt căn bản không cần phải bọn họ xử suất toàn lực, bọn họ chỉ là muốn thấy máu tươi mà thôi, thấy người khác tại bản thân khảm đao cùng thiết côn hạ muốn chết dẫy giụa. Đối mặt đằng đằng sát khí 10 tới tên côn đồ, Mao Khang Bình trên mặt biểu tình vô cùng nhạt định, thậm chí khóe miệng còn lộ vẻ mỉm cười, chỉ cần có Diệp Thần Phong tại, hắn tự không có gì phải sợ. Ta xem cái này Mao Khang Bình thật là được bệnh tâm thần. Lại có thể loại thời điểm này còn đang cười. Hắn lẽ nào cho rằng cái kia tiểu bạch khuôn mặt có thể giải quyết hổ ca chính là thủ hạ. Đợi được đợi hắn bị hổ ca chính là thủ hạ đại tá tám khối thời gian tự không cười được, nếu là tên mặt trắng nhỏ này có thể một người giải quyết hổ ca tất cả thủ hạ, ta bả đầu của ta lâu cắt bỏ cho hắn đương ghế ngồi. Ngay quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ thời gian, xông lên phía trước nhất một gã cầm trong tay thiết côn hán tử đã đến Diệp Thần Phong trước mặt. Giơ lên trong tay thiết côn liền hướng Diệp Thần Phong trên ót ném tới, nếu như bị một côn này tử đập trúng, 100% cần phải muốn đầu nở hoa rồi phải không? Tên này hán tử mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười, hắn cho rằng trước mặt tên mặt trắng nhỏ này là bị sợ choáng váng, lại có thể đứng tại chỗ liền né tránh cũng không có né tránh. Tại tên này hán tử trong tay thiết côn cách Diệp Thần Phong ót càng ngày càng gần, mắt thấy máu tươi nhễ nhại hình ảnh sẽ hiện ra tại mọi người trước mắt thời gian. Diệp Thần Phong tay phải động, đặc biệt tùy ý đi lên duỗi một cái, hướng phía hắn ót kéo tới thiết côn đã bị hắn nắm. Khóe miệng hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một đạo nụ cười lạnh như băng, tay phải cố sức nắm chặt, thiết côn trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong cấp bóp dẹp, nhẹ nhàng mang một tí chân, tên hắn tử thân thể tự bay rớt ra ngoài 10 nhiều mễ xa, hung hăng đụng vào sau lưng nhất bức tường thượng. Tĩnh, đặc biệt an tĩnh. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người tại chỗ thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, trong đầu một mảnh trống không, tư duy còn chưa kịp phản ứng. Thật sự là đây hết thảy quá ngoài dự liệu của bọn họ, cái kia tiểu bạch khuôn mặt bị đánh đầu nở hoa hình ảnh không nhìn thấy, trái lại thấy được cái kia tiểu bạch khuôn mặt tay không tướng thiết côn niết làm thịt, nhẹ nhàng một cước đã đem hổ ca nhất danh thủ hạ đá bay. Cái này thế giới thật sự là quá điên cuồng, liền tiểu bạch khuôn mặt đều biến thành siêu nhân rồi. Ở đây duy nhất đầu coi như là thanh tỉnh cũng chỉ có Mao Khang Bình, may là hắn kiến thức qua Diệp Thần Phong bản lĩnh, mỗi một lần Diệp Thần Phong xuất thủ, trái tim của hắn đều sẽ tăng nhanh tần suất, tại hắn cho rằng Diệp Thần Phong đã không thuộc về nhân loại phạm vi. Hổ ca hung ác trên khuôn mặt còn lưu lại dáng tươi cười, khóe miệng không khỏi kéo kéo, đôi môi tái nhợt khẽ run, hiện tại hắn mới biết được vừa rồi cái loại này như gần vết nứt cảm giác, cũng không phải một loại ảo giác. Mà là trước mặt tên mặt trắng nhỏ này trên người phát ra sát khí. Đã cho các ngươi còn sống cơ hội, nếu các ngươi không hảo hảo quý trọng, ta cũng không để ý tống các ngươi đoạn đường. Tại mọi người còn không có phản ứng qua đây chi tế, Diệp Thần Phong thân ảnh động, nhanh như cấp tốc chạy trốn chính giữa liệp báo, trong không khí thỉnh thoảng truyền bá răng rắc xương vỡ vụn thanh âm. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, ngoại trừ đứng tại chỗ mắt choáng váng hổ ca. Hắn mười tới danh thủ hạ toàn bộ bị Diệp Thần Phong vặn gãy cái cổ, thân thể lung tung ngã trên mặt đất, mắt mở thật to, bọn họ vừa rồi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại bị bản thân cười nhạo tiểu bạch khuôn mặt cấp giết chết, hơn nữa còn là như vậy dứt khoát phương thức, thậm chí bọn họ liền cơ hội phản kháng cũng không có.
Hổ ca chính là thủ hạ cứ như vậy được giải quyết. Cái nghi vấn này quanh quẩn tại quần chúng vây xem trong lòng, nhất là vừa rồi cười nhạo Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình hẳn phải chết không thể nghi ngờ người. Hổ ca chính là thủ hạ không ngừng mười tới tên, chỉ là hắn tại thị trường giao dịch chính giữa có nhiều chỗ sản nghiệp ni. Mặt khác 3-40 danh thủ hạ tại những sản nghiệp khác chỗ nhìn bãi ni. Nhìn thấy Diệp Thần Phong từng bước hướng phía bản thân đi tới, hổ ca dưới chân nhịp bước không kiềm hãm được từng bước lui về phía sau, thẳng đến thân thể thối lui đến sau lưng trên vách tường, không thể lui được nữa thời gian, hắn mới mạnh mẽ chấn định ở hốt hoảng tâm tình, nói rằng, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể nghìn vạn không cần loạn tới, sát nhân là phạm pháp, ngươi có thể không nên vọng động. Sát nhân là phạm pháp. Diệp Thần Phong có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn hổ ca, tiếp tục nói, bất quá, hình như ngươi mới vừa nói qua, ở bên cạnh cảnh thị trường giao dịch chính giữa sát nhân là không phạm pháp đi. Không ai hội để ý tới chết sống của ngươi. Mao Khang Bình thấy hổ ca thất kinh dáng dấp, trong lòng là cảm thấy sảng khoái, giờ khắc này hắn trong lòng càng thêm xác định muốn cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ, có thể sau đó gặp phải chuyện như vậy vẫn có thể tìm đối phương giúp đỡ ni. Ở bên cạnh cảnh tiến hành chợ, quả đấm của người nào ngạnh người đó chính là đại ca, hắn tin tưởng kinh qua ngày hôm nay Diệp Thần Phong giúp hắn xuất đầu, sau đó thông thường sẽ không có người lại tới gây sự với hắn. Chương 131, miễn phí bảo tiêu. Tránh ra, hết thảy cho chúng ta tránh ra. Một đám khí thế hung hăng hán tử đẩy ra rồi đoàn người, thấy thẳng tại thi thể trên mặt đất sau, lại thấy được bị buộc đến góc tường hổ ca. Một gã hán tử dẫn đầu, quát dẹp đường, Mao Khang Bình, ngươi là chán sống đi. Lại dám gây sự với chúng ta, xem ra ngươi là không biết chữ chết là thế nào viết. Những hán tử này ước chừng có 40 người, nguyên bản tại hổ ca cái khác sản nghiệp thượng khán bãi ni. Cũng không biết là ai thông chi bọn họ hổ ca đã xảy ra chuyện, vừa tiếp xúc với đến tin tức sau tự hấp tấp chạy tới. Lúc này chu vi không có tiếng nghị luận. Vừa rồi bọn họ là tận mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong thủ đoạn, sợ rằng cái này chừng 40 người cũng sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ đi. Diệp Thần Phong liền đầu cũng không có hồi một tí, xòe bàn tay ra trực tiếp giữ lại hổ ca cổ họng, sau đó nhẹ nhàng nhắc tới, hổ ca cả người đã bị lăng không nói lên. Người chung quanh đều đảo hít một hơi lương khí, liền tới rồi trợ giúp người của hổ ca cũng ngây ngẩn cả người, hổ ca hình thể thực tại dày rộng, ít nói cũng có 150-160 cân. Lại có thể bị một cái tế cánh tay cái chân tiểu bạch khuôn mặt cấp chế trụ cổ họng nhắc tới. Đây cũng không phải là đang đóng phim A. Hổ ca hai chân lăng không loạn đạp, sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, viền mắt chính giữa trong mắt thỉnh thoảng vãng thượng phiên, cổ họng trong ô nức nở nuốt liền một chữ cũng nói không nên lời. Người cái tiểu bạch khuôn mặt, mau buông ra hổ ca, bằng không có người đẹp mắt. Hán tử dẫn đầu hồi qua thần, lập tức đối Diệp Thần Phong chợt quát lên. Sắp tắt thở hổ ca, nếu như vẫn có thể hành động, thật muốn đạp chết hỗn đản này, hiện tại hắn đã biết ai mới là bị đơn giản bóp chết con kiến. Diệp Thần Phong vốn là muốn trực tiếp giải quyết rồi hổ ca tính mệnh, thế nhưng ngày hôm nay hắn là tới bang Mao Khang Bình xử lý phiền toái, hắn cảm thấy Mao Khang Bình cái này người coi như có thể, sau đó nói không chính xác còn sẽ gặp phải như vậy phiền phức ni. Nhưng hổ ca bọn họ giữ lại một cái mạng đương Mao Khang Bình bảo tiêu cũng không là một chuyện tốt sao. Diệp Thần Phong buông lỏng ra chế trụ hổ ca cổ họng tay phải, khái hổ ca nhẹ vỗ về cổ họng một trận ho, trên cổ huyết quản rõ ràng có thể thấy được. Ngươi biết ta vì sao không giết ngươi sao? Ngươi vẫn là lấy cho ta là sợ các ngươi người đông thế mạnh. Diệp Thần Phong nhìn che mặt trước chật vật hổ ca hỏi. Vừa rồi Diệp Thần Phong không tới một phút thời gian tự giết chết hắn mười tới danh thủ hạ, giống như vậy kinh khủng nhân vật, muốn giết chết 40-50 người sợ rằng cùng ăn giống nhau giản đơn, trong miệng khí đều không để ý tới thuật, rất sợ trả lời chậm chọc cho Diệp Thần Phong tức giận, vừa định muốn nói lời nói, đã bị tên hán tử dẫn đầu cắt đứt, coi như ngươi cái tiểu bạch khuôn mặt thức thời, bất quá ngươi còn là mơ tưởng muốn sống qua ngày hôm nay. Hổ ca nhất nghe cấp. Hai chỉ trong mắt thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài, trước mặt vị này nhìn như bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu bạch khuôn mặt, thật đúng là cái tiểu Diêm Vương gia a. Như vậy tàn nhẫn nhân vật, bây giờ là có người bả đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng không muốn đi đắc tội. Hổ ca vội vàng 3-2 bước chạy tới tên hán tử trước mặt, vươn nắm tay cho đối phương mấy cái ót, mắng, người cái không lớn không nhỏ hỗn đản,
nhanh đi gặp qua đại ca. Hổ ca đang đối mặt Diệp Thần Phong thời gian, khuôn mặt thượng lại lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, nói rằng, lão đại, mới vừa rồi là ta tiểu hổ có mắt như mù, sau đó ngài muốn ta hướng tới đông, ta tuyệt đối không dám đi tây, ngài muốn ta nhảy lầu, ta tuyệt đối không trong buổi họp treo. Nhìn tại Diệp Thần Phong trước mặt thành hoàng thành khủng hổ ca tự xưng vì tiểu hổ, chung quanh quần chúng cùng với thủ hạ của hắn đều là mở rộng tầm mắt, tuy rằng hổ ca ở bên cạnh cảnh thị trường giao dịch không tính là một cái chân chính nhân vật, thế nhưng khuyên can mãi hắn cũng là có ta thế lực nhỏ, bình thường nào có người gặp qua hắn bộ dáng này. Quả thực là tượng cổ đại tiểu thái giám tại phụng dưỡng hoàng đế mà. Hổ ca, người phát sốt đi, là không phải là bị đánh ngu. Tên hán tử không cam lòng xoa cái ót hỏi. Ngu em gái ngươi, nếu là đang cùng lão tử chít chít hoa hoa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hổ ca tức giận quát, cái này có thể quan hệ hắn quý giá mạng nhỏ ni. Có thể trăm triệu qua loa không được a? Còn không mau tới gặp qua lão đại. Hổ ca một cước trực tiếp đá vào tên hán tử phần mông thượng, ngược lại đối Diệp Thần Phong thời gian lại khôi phục thái giám tư thái. Lão đại, tên tiểu hỗn đản này không hiểu quy củ. Đợi lát nữa ta nhất định giúp ngài thật tốt giáo huấn một chút hắn, ngài gọi hắn hai kẻ ngu si là được rồi. Tên này hán tử vốn là biệt hiệu là 2BK, hổ ca cảm thấy không tốt lắm nghe, cho nên đến lúc cho hắn sửa lại hai kẻ ngu si cái ngoại hiệu này, giới thiệu cho Diệp Thần Phong nhận thức. Ta có thể không có hứng thú đương các ngươi lão đại, ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, đối với những này người sống tạm bợ hắn thật không có quá để vào mắt. Chỉ là ôm người tốt làm được để, Tống Phật đưa đến Tây ý niệm trong đầu, bang Mao Khang Bình sau đó tại biên cảnh thị trường giao dịch tìm một nhóm miễn phí bảo tiêu mà thôi. Đối, ngài là người làm công tác văn hóa, ta đây xưng hô ngài vì Diệp tiên sinh đi. Hổ ca liền vội vàng gật đầu cúi người sửa lời nói. Diệp Thần Phong thầm chấp nhận tiếng xưng hô này, nhìn hổ ca hỏi, người biết ta vì sao buông tha ngươi sao? Vấn đề này hổ ca còn thật không biết ni. Đối phương muốn giết chết hắn và nghiền tử một con kiến không có bao lớn khác nhau, về phần tại sao đột nhiên tha cho hắn nhất cái mạng nhỏ, hắn thật đúng là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Diệp Thần Phong bả Mao Khang Bình gọi vào bên người, nói rằng, hắn là bằng hữu của ta, hiện tại ngươi nhưng làm tiệm của hắn cửa hàng trả lại cho hắn sao? Còn có sau đó nếu như hắn tại ở đây gặp phải phiền phức, ngươi nên làm như thế nào? Nếu là Diệp Thần Phong nói xong như thế minh bạch, hổ ca còn nghe không hiểu lời nói, như vậy hắn thật có thể ngay đụng chết, vội vàng hướng Mao Khang Bình há mồm ngậm miệng hô Mao đại ca, đồng thời hướng Mao Khang Bình nói xin lỗi, nghe được Mao Khang Bình trong lòng thoải mái không gì sánh được, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, từ trước hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hổ ca lại còn có cúi đầu trước hắn nói xin lỗi một ngày. Diệp tiên sinh, ngài hãy yên tâm. Sau đó lông chuyện của đại ca chính là ta tiểu hổ sự tình, nếu ai cùng hắn không qua được chính là cùng ta tiểu hổ không qua được. Hổ ca lời thề son sắt bảo đảm nói. Đám kia tới rồi trợ giúp hổ ca chính là thủ hạ, tịnh không có kiến thức qua Diệp Thần Phong thủ đoạn, một đám sôi nổi không thể tin được lỗ tai của mình, nhất là dẫn đầu hai kẻ ngu si, hắn hận không thể xông lên cấp tên mặt trắng nhỏ này vào đầu hai gậy gộc. Diệp Thần Phong gật đầu. Trong cơ thể cấp 5 linh hồn lực lăn lộn, chợt hướng phía bên cạnh tường đánh một quyền, phanh một tiếng sầu muộn, khẩn đón chắn tiếp cận hai thước cao trên vách tường, xuất hiện dường như mạng nhện như cái khe, ầm một tiếng biến thành đầy đất toái cục gạch, Diệp Thần Phong biết không cho thấy nhất điểm thực lực cường hãn, thì không cách nào trấn nhiếp những người này. Sùng sục, hai kẻ ngu si cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt, hiện tại hắn mới hiểu được lão đại của mình vì sao sẽ đối tên mặt trắng nhỏ này khúm núm. Vừa rồi phải làm đầu đánh đối phương hai gậy gộc ý niệm trong đầu tại trong đầu biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như vừa rồi hắn thật đối tên mặt trắng nhỏ này xuất thủ, như vậy hậu quả lúc này nhớ tới hắn trong lòng mới thận được hốt hoảng. Nếu như bây giờ còn có người sẽ đối với Diệp Thần Phong không hài lòng, như vậy thì thật là tự tìm đường chết. Một quyền trực tiếp ầm tháp nhất chắn rắn chắc gạch tường, một quyền này chính giữa rốt cuộc được muốn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng a? Chương 132, oan gia ngõ hẹp. Tướng quần chúng vây xem ầm đi sau đó, hổ ca mệnh lệnh thủ hạ của hắn rất nhanh tướng Mao Khang Bình cửa hàng khôi phục được vốn là diện mạo, hắn cũng không muốn trên đường phát sinh nữa bất luận cái gì biến cố.
Diệp Thần Phong lần này ngoại trừ tới Bang Mao Khang Bình phải về cửa hàng bên ngoài, hắn còn cần mua được 5 loại cùng Vân Đằng cô cùng nơi điều chế nước thuốc thảo dược, lập tức liền đem 5 loại thảo dược tên nói cho Mao Khang Bình, làm cho đối phương giúp hắn đi mua lại. Hắn đối thị trường giao dịch bên này hoàn cảnh không là phi thường quen thuộc, lại mà cái này 5 loại thảo dược là phi thường phổ thông, muốn điều chế cái này loại để thăng linh hồn lực nước thuốc, trong đó chủ yếu nhất là Vân Đằng Cô. Mặt khác 5 loại thảo dược là đưa đến phụ trợ tác dụng. Mao Khang Bình đương nhiên đặc biệt cam tâm tình nguyện bang Diệp Thần Phong đi chân, nguyên bản cái này 5 loại thảo dược tiệm của hắn cửa hàng trong thì có bán, bất quá trước tiệm của hắn cửa hàng bị Hổ Ca chiếm lĩnh sau đó, bên trong thảo dược toàn bộ bị Hổ Ca cấp xử lý xong, cho nên hắn phải đến bên cạnh dược liệu điếm đi mới có thể mua được. Hổ Ca nhiệt tình cấp Diệp Thần Phong rời cái ghế, nhượng Diệp Thần Phong ngồi xuống. Hắn bây giờ đối với Diệp Thần Phong vị này tiểu Diêm Vương gia không dám có nửa điểm qua loa. Hổ Ca thủ hạ đắc lực hai kẻ ngu si trong lòng hoảng loạn, dù sao vừa rồi hắn thế nhưng đối Diệp Thần Phong không lớn không nhỏ, vội vã đi tới cửa hàng buồng trong đi giúp Diệp Thần Phong ngâm vào nước một ly trà đi ra, còn chưa đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, đã bị Hổ Ca cấp chặn lại xuống, tướng hai kẻ ngu si chén trà trong tay đoạt lấy, quát dẹp đường, người cấp ta bên kia mát mẻ, bên kia ở. Bớt ở lão tử trước mặt của ta chướng mắt. Xoay người trong nháy mắt Hổ Ca khuôn mặt thượng lập tức chất đầy dáng tươi cười, thí điên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, lấy lòng nói rằng, Diệp tiên sinh, ngài mời uống trà, đây là ta vừa thân thủ vì ngài phao, còn nóng hổ cái này ni. Ngài cẩn thận nóng đến miệng. Đứng ở một bên trong lòng chính biệt khuất hai kẻ ngu si, nghe được lão đại của mình ác tâm như vậy lời nói, thiếu chút nữa liền cách đêm cơm đều muốn ói ra. Trong lòng mắng to vô sỉ hai chữ. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Diệp Thần Phong gật đầu, nhận lấy Hổ Ca đưa tới chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói rằng, sau đó ngươi chỉ cần phụ trách tốt Mao Khang Bình tại biên cảnh thị trường giao dịch an toàn là được rồi, về phần chuyện lúc trước ta có thể không cùng ngươi tính toán. Cảm tạ Diệp tiên sinh, cảm tạ Diệp tiên sinh, ta tiểu hổ sau đó nhất định hội đau nhức sửa trước không đối đãi. Hổ Ca kích động một cái kình gật đầu, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống cấp Diệp Thần Phong dập đầu, cái này kia còn có một chút làm lão đại phái đoàn A. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, đau nhức sửa trước không đối đãi thì không cần, ở bên cạnh cảnh thị trường giao dịch nào có cái gì người tốt. Chỉ cần ngươi làm được ta vừa rồi ăn nói chuyện của ngươi thì tốt rồi. Hổ Ca không chút do dự phách bộ ngực bảo đảm nói, Diệp tiên sinh, ngài để lại một vạn cái tâm tính thiện lương. Sau đó Mao Khang Bình ở bên cạnh cảnh thị trường giao dịch an toàn do ta tiểu hổ toàn quyền phụ trách. Tại Diệp Thần Phong cùng Hổ Ca đang khi nói chuyện, Mao Khang Bình thủ chính giữa mang theo hai đại bao thảo dược, cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Diệp tiên sinh, những này chính là ngài muốn thảo dược. Diệp Thần Phong mở túi ra thô sơ giản lược nhìn một lần, năm loại hắn cần thảo dược một loại cũng không thiếu, vì vậy liền nói rằng, tốt. Hiện tại chuyện nên làm đều làm xong, ta cũng phải rời đi. Diệp Thần Phong cấp trở lại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa đi để thăng thực lực ni. Mao Khang Bình nghe được Diệp Thần Phong phải rời đi, vội vã mở miệng giữ lại đạo, Diệp tiên sinh, ngài không ở nơi này nhiều ở mấy ngày sao? Ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngài ni. Hổ Ca thận trọng nói rằng, Diệp tiên sinh, Mao đại ca nói rất đúng a. Nếu không đợi ta mang ngài đi nơi này bán đấu giá trường xem một chút đi. Ngày hôm nay bán đấu giá kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ ni. Nghe nói rất nhiều toàn quốc các nơi kẻ có tiền đều chạy tới ni. Ngài nếu không chờ đến ngày mai lại đi cũng không muộn a. Diệp Thần Phong đối mỹ nữ và vân vân đều không có hứng thú, cự tuyệt nói, quên đi, các ngươi nhìn đi. Mao Khang Bình còn nói thêm, Diệp tiên sinh. Ngài đi bán đấu giá trường nhìn cũng là tốt, nơi nào cách tam xoa ngũ hội bán đấu giá ra thứ tốt, có thể có ngài trung ý đồ đạc cũng nói không nhất định, dù sao chỉ là đình lại một ngày thời gian mà thôi. Diệp Thần Phong trầm tư một lát qua đi, lại nhìn đồng hồ, đợi được ngày mai lại đi ngược lại cũng không phải là không thể được, nói không chính xác tại bán đấu giá trường thật sự có hắn cần đồ đâu. Vì vậy thuận miệng nói rằng, được rồi, ta đây sẽ chờ đến ngày mai lại đi. Biên cảnh thị trường giao dịch bán đấu giá trường tên là Dịch Thuận Phách Mại Trường, từng tháng cũng sẽ cử hành một lần long trọng bán đấu giá, rất nhiều bình thường không cách nào nhìn thấy đồ đạc cũng sẽ ở Dịch Thuận Phách Mại Trường chính giữa xuất hiện, thậm chí là cực phẩm mỹ nữ,
mà hôm nay một tháng một lần bán đấu giá đã đến giờ, mà lần này Dịch Thuận Phách Mại Trường Kỳ có giọng hát và điệu bộ rất nàng tựu là một gã mỹ nữ tuyệt sắc, nghe nói còn là nhất một đứa con nít ni. Đường Hổ Ca cùng Mao Khang Bình mang theo Diệp Thần Phong đi tới Dịch Thuận Phách Mại Trường thời gian, Dịch Thuận Phách Mại Trường cửa đã là đầy ấp người, đương nhiên ở đây cũng tùy tùy tiện tiện người đều có thể đủ đi tới. Hổ Ca chen vào đoàn người đối Dịch Thuận Phách Mại Trường cửa trong coi hán tử nói mấy câu sau đó, chỉ thấy hán tử mỉm cười gật đầu, đón Hổ Ca liền chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng tốt, Diệp tiên sinh, chúng ta có thể tiến vào. Thật đúng là không nhìn ra, người ở nơi này thẳng xài được mà. Diệp Thần Phong trêu ghẹo nói. Hổ Ca liền vội vàng nói không dám, hắn chỉ là vừa vặn nhận thức Dịch Thuận Phách Mại Trường chính giữa người, khai thương lượng cửa sau chuyện như vậy, hắn vẫn có thể làm được. Đi vào Dịch Thuận Phách Mại Trường sau, đập vào mi mắt là một cái cực kỳ căn phòng thật lớn, trong đại sảnh để từng cái ghế, những này cái ghế phải là cung cấp khách nhân ngồi, mà đại sảnh phía trước nhất còn có một cái tấm ván gỗ làm xây thành mặt bàn, thay diện thượng phải là bán đấu giá đồ địa phương. Lúc này đại sảnh rất nhiều cái ghế thượng đã là ngồi có người, bọn họ đang chờ đợi bán đấu giá chính thức bắt đầu. Diệp tiên sinh, chúng ta đến lâu lên đi, vừa rồi ta đã giúp ngài định tốt nhà một gian, đứng ở một bên Hổ Ca lấy lòng nói rằng. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn lên, ở đây quả nhiên là có lầu 2, chỉ bất quá nơi này kiến trúc kết cấu là phòng theo cổ đại, lầu 2 gian phòng sắp hàng hình thành một cái vòng tròn hình cung hình dáng. Với lại từng gian phòng đều là không có đại môn, ngồi ở trong phòng liếc mắt là có thể thấy dưới trong đại sảnh bán đấu giá tất cả tình huống, nhất định phải tốn khởi tiền hoặc là có điểm thân phận người mới có thể có được lầu 2 nhà một gian, rất hiển nhiên Hổ Ca là dựa vào dùng tiền cùng hắn một chút quan hệ mới tại lầu 2 lấy được một cái nhà một gian. Dùng này để lấy lòng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tịnh không có cự tuyệt, theo Hổ Ca đi lên lầu 2, bởi gian phòng đều là xưởng mở. Diệp Thần Phong lại đi qua một gian phòng gian thời gian, ở trong phòng thấy được một vị người quen Tống gia đại thiếu, Tống Trung. Nhân sinh thực sự là nơi nào bất tương phùng a, cái này bất chính ấn chứng oan gia ngõ hẹp cái từ này ý tứ mà. Lần trước ở kinh thành thời gian Diệp Thần Phong sở dĩ không có đối với Tống Trung xuất thủ, khi đó hắn vừa linh hồn xuyên qua, không muốn quá mức phức tạp, mà hiện tại không như nhau dạng. Ở bên cạnh cảnh thị trường giao dịch loại cá này con mắt hỗn tạp địa phương, muốn giết chết Tống Trung đều không phải cùng chơi dường như mà. Bất quá, hiện tại còn không thích hợp xuất thủ, dạ hắc phong cao thời gian mới là sát nhân thời cơ tốt nhất. Chương 133, Mỹ nữ bán đấu giá. Tại Diệp Thần Phong chú ý tới Tống Trung thời gian, Tống Trung tịnh không có chú ý tới Diệp Thần Phong, trong phòng của hắn trừ hắn ra bên ngoài, còn có một cái trung niên mập mạp ni. Hắn chính nghiêng đầu cùng trung niên mập mạp trò chuyện với nhau cái gì, cho nên mới không có phát hiện Diệp Thần Phong từ phòng của hắn cửa đi qua. Nhắc tới cũng xảo, Hổ Ca lấy được gian phòng, đúng lúc là tại Tống Trung bọn họ sát phách, cứ như vậy dùng Diệp Thần Phong bén nhạy thính giác, có thể dễ dàng nghe được sát phách Tống Trung cùng trung niên mập mạp nói chuyện với nhau. Căn phòng cách vách, Tống Trung vỗ vỗ trung niên bả vai của mập mạp, đặt ra một bộ trưởng bối tư thái, vẻ người lớn mọc lan tràn nói rằng, yên tâm, lần này là ta bức bách người dẫn ta tới biên cảnh thị trường giao dịch, ba ta cùng ra ra ta nếu như muốn trách cứ, một mình ta nhận lãnh tới, sau đó chỉ cần có ta Tống Trung tại một ngày, ta cam đoan ngươi ở kinh thành con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Trung niên mập mạp đối Tống Trung cao ngạo tư thái nếu không có đặt ra sắc mặt, thậm chí mặt phì nộn thượng lộ ra dáng tươi cười tới, nhất cười rộ lên cả khuôn mặt ngũ quan dường như đều phải bị thịt mỡ cấp bao phủ. Biến thành sống cười cười một cái quả cầu thịt, nói rằng Tống thiếu, ta cái này không phải sợ ngài tại ở đây xảy ra chuyện gì mà. Dù sao bên này cảnh thị trường giao dịch không yên ổn a. Ngài nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta thế nhưng tử 100 lần cũng không đảm đương nổi a. Trung niên mập mạp cái này đảo nói là lời nói thật, Tống gia ở kinh thành có cùng Diệp gia lực lượng ngang nhau thực lực, nếu như Tống Trung xảy ra chút ngoài ý muốn. Tống gia muốn giận chó đánh mèo đến trung niên mập mạp trên người lời nói, trung niên mập mạp đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ rằng còn sẽ không để cho hắn buông lỏng chết đi, sẽ làm hắn nhận hết dằn vặt sau đó mới buông tay nhân gian. Tống Trung sở dĩ sẽ biết biên cảnh thị trường giao dịch, cũng là trung niên này mập mạp trong lúc vô tình nhắc tới, Tống Trung vừa nghe nói nơi này bán đấu giá trường còn có cực phẩm mỹ nữ bán đấu giá,
hắn trong lòng tức khắc tâm hoa nổ phóng lên, phía đối diện cảnh thị trường giao dịch nơi này bán đấu giá trường đúng hướng tới không ngớt, vì vậy liền cưỡng bức lợi dụ trung niên mập mạp dẫn hắn tới. Trung niên mập mạp đương nhiên là kinh không khởi Tống Trung uy hiếp, dùng Tống gia ở kinh thành thực lực, muốn bóp chết hắn so với bóp chết vẫn con kiến đều giản đơn, tại tất cả không biết làm sao chi hạ hắn chỉ có thể lựa chọn mang theo Tống Trung đến biên cảnh thị trường giao dịch chơi một chuyến. Ai biết đạo vừa vặn gặp Dịch Thuận phách mại trường mỹ nữ bán đấu giá, điều này làm cho Tống Trung đúng chờ mong không ngớt, hắn đã không kịp đợi muốn nhìn một chút ngày hôm nay muốn bán đấu giá mỹ nữ tư sắc rốt cuộc đến trình độ nào. Tốt, không nên quấy rầy bản đại thiếu hăng hái, đợi nếu quả như thật là một tiểu mỹ nhân lời nói, ta nhất định muốn có thể bắt được. Tống Trung vừa cười vừa nói. Tống thiếu, ta có thể nghe nói gần nhất Diệp gia không an định a? Mới vừa cùng Bạch gia giải trừ hôn ước, tại sao lại cùng Võ gia đám hỏi? Trung niên mập mạp vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện hỏi, hắn là một gã vừa mới vừa điều đến kinh thành quan viên, đối kinh thành các đại gia tộc sự tình còn không hiểu nhiều lắm. Vừa nhắc tới Diệp gia Tống Trung sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhớ kỹ mấy tháng trước hắn tiểu đệ đệ thiếu chút nữa hủy ở Diệp kẻ ngu si trong tay, nguyên bản hắn cho rằng có thể thấy Diệp kẻ ngu si quỳ cho hắn dập đầu nói xin lỗi, ai biết đạo bệnh nặng Diệp lão gia tử tượng một người không có chuyện gì giống nhau xuất viện, chuyện này cũng chỉ có thể đủ không giải quyết được gì. Sau đó Diệp Thần Phong rồi rời đi kinh thành, Tống Trung muốn tìm Diệp kẻ ngu si hết giận đều không có cơ hội, cổ họng trong trầm thấp nói rằng: Diệp kẻ ngu si, đừng tưởng rằng ngươi ly khai kinh thành, ta Tống Trung tự trêu chọc không được ngươi. Ngươi cấp ta hảo hảo chờ. Thấy Tống Trung âm trầm khuôn mặt, trung niên mập mạp biết bản thân hỏi không nên hỏi vấn đề, vội vàng thu nhỏ miệng lại, Tống thiếu, bán đấu giá cũng nhanh muốn bắt đầu, ngài lại an tâm chờ một lát. Diệp Thần Phong tướng căn phòng cách vách đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, bao quát Tống Trung trầm thấp tự nói, trong lòng không khỏi cười lạnh nói, Tống Trung, ngươi không phải là muốn trêu chọc ta sao? Buổi tối ta nhất định sẽ cho một mình ngươi thật to ngạc nhiên, đến lúc đó ngươi cũng không nên thật cao hứng a. Diệp tiên sinh, ngài có muốn uống chút hay không trà? Nhà một gian trong trên bàn đúng để nước trà cùng cao điểm, Hổ Ca bưng lên một ly trà lấy lòng hỏi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hồi qua thần, nhìn tất cung tất kính đứng Hổ Ca cùng Mao Khang Bình, nói rằng, hai người các ngươi cũng đừng ngu đứng, tất cả ngồi xuống đến đây đi. Diệp Thần Phong lên tiếng sau đó, Mao Khang Bình cùng Hổ Ca mới ngồi xuống, vừa ngồi xuống Hổ Ca tự ân cần cấp Diệp Thần Phong giới thiệu Dịch Thuận phách mại trường lão bản sau màn. Diệp tiên sinh, ta nghe nói Dịch Thuận phách mại trường lão bản sau màn đúng một vị rất lợi hại cao nhân, có một lần ta và tại ở đây người làm việc uống rượu, đối phương uống say, trong miệng đô lầm bầm nang nói cái gì bọn họ lão bản đúng cổ võ giới cao thủ, chỉ dựa vào một đầu ngón tay là có thể trực tiếp chọc thủng đầu người lô. Bất quá ta mới không tin chuyện hoang đường của bọn họ, trong mắt của ta Diệp tiên sinh ngài mới đúng cao thủ trong cao thủ, cái khác người thấy ngài đều muốn mặt bên đứng. Hổ Ca tha một vòng sau đó, lại hung hăng phách một cái Diệp Thần Phong nịnh bợ. Cổ võ giới, Diệp Thần Phong không khỏi nghi vấn hỏi, tại hắn cho rằng Hổ Ca không thể nào là đang nói dối, bởi vì người bình thường cũng không biết cổ võ giới tồn tại, cho nên Hổ Ca nói chắc là đại lời nói thật. Hiện tại Diệp Thần Phong đối cổ võ giới cái này ba chữ dị thường mẫn cảm, bất quá hắn tịnh không có hỏi tới đi xuống, vừa nhìn Hổ Ca cũng chỉ là nghe được mấy câu nói đó mà thôi, huống hồ nơi này lão bản sau màn đúng cổ võ giới người thì như thế nào. Chỉ cần không có liên lụy đến cha mẹ hắn cái cọc tai nạn xe cộ, hãy cùng hắn liền cái giám quan hệ cũng không có. Nghe Hổ Ca nước miếng văng tung tóe mò mẩm, buổi đấu giá hôm nay cũng tránh thức giật lại duy mạc. Đương nhiên trước hết phách không thể nào là cực phẩm mỹ nữ, cái này đúng ngày hôm nay Dịch Thuận phách mại trường kỳ có giọng hát và điệu bộ rất nặng, muốn phóng tới cuối cùng một cái bán đấu giá, trước đều đúng một ít tạp thất tạp bát đồ đạc, mặc dù đang bộ mặt thành phố thượng đều cũng có tiền cũng mua không được, thế nhưng đối Diệp Thần Phong mà nói nhất điểm tác dụng cũng không có. Bán đấu giá đang tiến hành hơn 2 giờ sau đó, cuối cùng cũng đến hôm nay áp trục trò hay ra sân. Chỉ thấy trên đài đấu giá đằng sau bạch sắc tường bị từ từ rời đi, một cái bị miếng vải đen che to lớn lồng sắt trình hiện tại mặt của mọi người trước, trên đài chủ trì bán đấu giá nam nhân, chỉ đằng sau lồng sắt, thanh âm trong trẻo nói rằng, cái này lồng sắt bên trong chính là hôm nay áp trục hảo hí, bên trong vị mỹ nữ này tuyệt đối có thể xưng là đúng cực phẩm, với lại đệ nhất lần còn cất giữ ni.
Nếu như muốn âu yếm bằng hữu đợi có thể phải chú ý, cuối cùng kiện vật phẩm này giá khởi đầu đúng 300 vạn. Trên đài chủ trì bán đấu giá nam nhân Tịnh không có lập tức tuyên bố bắt đầu, mà là tiếp tục nói rằng, hàng hóa đại gia khẳng định trước muốn nhìn thấy qua sau mới có thể biết thật xấu. Như vậy kế tiếp để chúng ta trước xốc lên lồng sắt thượng miếng vải đen, nhượng đại gia thấy mỹ nhân tuyệt sắc Lư Sơn chân diện con mắt đi. Vừa dứt lời, thì có hai gã lưng hùm vai gấu nam nhân đi tới lồng sắt trước, chuẩn bị tướng phía trên miếng vải đen xốc lên. Dưới trước tới tham gia lần đấu giá này hội người một đám sôi nổi nín thở, bọn họ đại bộ phận người đều là ở đằng sau cùng áp trục bán đấu giá, một đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lồng sắt. Ai cũng muốn tại trước tiên thấy lồng sắt chính giữa mỹ nữ tuyệt sắc đích thực chính diện mạo. Chương 134, đại náo bán đấu giá trường. T. Tại lồng sắt thượng miếng vải đen chảy xuống trong nháy mắt, dưới rất nhiều người đều kinh ngạc đảo hít một hơi lương khí, khẩn đón liên tiếp tiếng khen quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Quá đẹp, đây là ta đời này thấy qua nữ nhân đẹp nhất. Quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Nếu có thể nhận được như vậy mỹ nhân tuyệt sắc đệ nhất lần, coi như là nhượng ta giảm thọ 5 năm, ta đều cam tâm tình nguyện a. Chỉ thấy lồng sắt trong đang đóng tiểu mỹ nhân, mặc trên người ti chất quần áo, bộ ngực cao ngất nhượng người trông mòn con mắt, ôn nhu trên khuôn mặt mang theo một ít lành lạnh, hai điều như tranh vẽ như mày liễu hơi nhăn lại, tướng không ăn nhân gian khói lửa cái này 6 chữ là khác vô cùng nhuần nhuyễn. Bán đấu giá đài dưới đang ngồi nam nhân trong con ngươi sôi nổi lóe ra kim quang, cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt khởi nước bọt, cái này trên thế giới có người nam nhân nào đúng không thích mỹ nữ ni. Không thích tướng mỹ nữ một mình giữ lấy ni, huống chi là như vậy có thể nói tiên nữ như giai nhân tuyệt sắc. Lầu hai nhà một gian trong tống trung khi nhìn đến lồng sắt chính giữa mỹ nữ trong nháy mắt, hắn hai mắt trực câu câu cũng nữa không ly khai lồng sắt một bước. Nhắc tới Tống Trung bình thường ỷ vào Tống gia ở kinh thành thế lực, chơi qua nữ nhân 10 đầu ngón tay đều đếm không hết. Mà lồng sắt chính giữa nữ nhân thực sự là quá đẹp, có thể liền kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh cũng không bằng nàng mỹ đi. Mỹ nhân như vậy nhi thảo nào nhượng Tống Trung chưa tỉnh hồn lại. Vị này mỹ nhân, ta Tống Trung ngày hôm nay tình thế bắt buộc, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, ta đều phải lấy được. Tống Trung lời thề son sắt nói rằng. Trên đài đấu giá nam người chủ chỉ thấy dưới khách hàng phản ứng phi thường hài lòng, bất quá đây cũng là tại trong dự liệu của hắn, hắn giọng tuyên bố, ngày hôm nay sau cùng áp trục bán đấu giá chính thức bắt đầu. 300 vạn, 350 vạn, 500 vạn, 10 triệu. Mới ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, 300 vạn giá khởi đầu đã bị đổ lên 10 triệu con số kinh người, với lại tỉnh không có đỉnh chỉ dâng lên xu thế. Có chút nam nhân thậm chí muốn lên giá quang bản thân tài sản tới vỗ lồng sắt chính giữa vị này mỹ nhân, bọn họ một đám toàn bộ đều mất đi lý tính, giờ khắc này trong lòng bọn họ mặt chỉ có một ý niệm trong đầu vỗ mỹ nhân về. Lầu hai nhà một gian trong Diệp Thần Phong, khi nhìn đến lồng sắt chính giữa giai nhân trong nháy mắt, trên mặt biểu tình lần nữa biến hóa, cả người thậm chí hơi run rẩy, trong miệng thấp giọng hô đạo Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ. Thẳng đến một lát sau mới cười khổ lắc đầu. Lẩm bẩm, nàng đều không phải Tuyết Kỳ, chỉ là cùng Tuyết Kỳ lớn lên rất giống mà thôi. Nguyên lai lồng sắt chính giữa mỹ nữ tuyệt sắc cùng Diệp Thần Phong đời trước bạn gái kiêm hợp tác Lạc Tuyết Kỳ quả thực đúng một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra ngoài, thậm chí là trên người lành lạnh khí chất cũng giống nhau như đúc, bất quá đời trước Lạc Tuyết Kỳ chỉ có mặt đối với người khác thời gian mới là nhất tòa băng sơn, đang đối mặt Diệp Thần Phong thời gian còn lại là một con dịu ngoan thích nũng nịu con cừu nhỏ. Nhìn dưới lầu lồng sắt chính giữa trương khuôn mặt quen thuộc, đời trước các loại hồi ức tràn đầy đầu óc của hắn, song quyền đúng càng nắm càng chặt, thân thể cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Ngồi ở một bên hổ ca nhìn thấu Diệp Thần Phong khác thường, nhưng lại không dám dễ dàng quấy rối, vì vậy liền nhẹ giọng hỏi Mao Khang Bình, Mao đại ca, Diệp tiên sinh đây là thế nào? Mao Khang Bình cũng nghĩ không thông luôn luôn là phong đạm vân khinh Diệp tiên sinh, thế nào đột nhiên sẽ không bình tĩnh đi? Bất quá khi hắn thấy Diệp Thần Phong nhìn kỹ dưới lầu lồng sắt chính giữa nữ nhân ánh mắt thời gian, hắn mới nhẹ giọng suy đoán nói, ta nghĩ Diệp tiên sinh có thể là nhìn trúng lồng sắt chính giữa mỹ nữ tuyệt sắc. Hổ ca thân thể run lên, vẻ mặt đau khổ nói rằng, Mao đại ca, hiện tại giá đấu giá thế nhưng bay lên đến 10 triệu trở lên, coi như là ta muốn giúp Diệp tiên sinh cũng không thể ra sức a.
Hổ ca mặc dù nói tại biên cảnh thị trường giao dịch trà trộn nhiều năm, thế nhưng trong tay hắn tài sản đính phá thiên cũng ngay 10 triệu tả hữu. Hiện tại vị kia lồng sắt chính giữa mỹ nữ giá đấu giá đã sớm là vượt qua hắn tổng tư sản, cho nên thì là hắn muốn lấy lòng Diệp Thần Phong vị cao nhân này, cũng là hữu tâm vô lực. 1.700 vạn, 1.800 vạn. Giá đấu giá cách còn đang không ngừng kéo lên, lầu hai nhà một gian chính giữa trung niên mập mạp nhận được Tống Trung chỉ thị sau, hướng phía dưới lầu dơ lên nhất tấm bảng hiệu, mặt trên thình lình viết 30 triệu. Tống Trung thoáng cái tự tăng lên sắp tới gấp đôi giá cả, xem ra lồng sắt chính giữa mỹ nữ tuyệt sắc hắn thực sự là tình thế bắt buộc. Bán đấu giá trường bởi vì Tống Trung kêu giá, thực tại bình tĩnh một hồi, bất quá khi những nam nhân này thấy lồng sắt chính giữa tiểu mỹ nhân bộ dáng thời gian, đầu cùng nửa người dưới tên kia đồng thời sung huyết, một đám lại sôi nổi hô khởi giá cả. Lồng sắt chính giữa nữ nhân lành lạnh ôn nhu trên khuôn mặt lộ ra một vòng chán ghét. Linh động hai con người chính giữa tràn đầy không dám cùng phẫn nộ, nàng biết bản thân nếu như bị dưới những nam nhân này vỗ lời nói, khẳng định mỗi ngày đều sẽ là tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt trạng thái, nghĩ đến đây, trên mặt màu da càng thêm tái nhợt vài phần. Lồng sắt chính giữa nữ nhân mọi cử động bị lầu hai Diệp Thần Phong thu hết đáy mắt, không biết vì sao hắn trong lòng có loại đau đớn tại lan tràn, có thể là nữ nhân này tướng mạo thật sự là cùng hắn đời trước bạn gái kiêm hợp tác Lạc Tuyết Kỳ quá giống nhau. Thế cho nên hắn bả nữ nhân này không tự chủ cho rằng đúng là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, người ở đây thời đại kia qua có khỏe không? Diệp Thần Phong không khỏi lẩm bẩm. Sát phách nhà một gian trong Tống Trung tức giận đúng trực giơ chân, khó chịu mắng, những này hỗn đản cũng dám cùng bản đại thiếu thưởng nữ nhân. Thật là một đám thứ không biết chết sống. Tống Trung mặc dù là kinh thành Tống gia đích hệ tử tôn, thế nhưng hắn nắm trong tay tài chính hữu hạn. Hoàn hảo trong tay hắn kinh doanh một nhà không lớn không nhỏ xí nghiệp, bất quá lần này nhiều lắm có thể rút ra 6.000 vạn tả hữu tài chính, như vậy còn có thể dùng hắn xí nghiệp đối mặt đóng cửa nguy hiểm ni. Nếu để cho gia gia của hắn cùng phụ thân biết, hắn vì mua được một gã nữ nhân không tiếc hoa lớn như vậy đại giới, trở lại Tống gia sau hắn chắc chắn sẽ không có ngày lành qua, cho nên hắn mới tức giận như thế. Nếu là vừa rồi 30 triệu là có thể vỗ mỹ nhân về lời nói. Như vậy hắn cũng sẽ không như thế nổi trận lôi đình. Mắt thấy giá cả càng lên càng cao, Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn dự định xuất thủ, bất quá hắn không chuẩn bị kêu giá, dù sao lần này đi ra hắn không có mang tiền, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ tới một lần đại náo đấu giá hội tràng, trực tiếp tướng lồng sắt chính giữa nữ nhân cấp cứu ra. Xé kéo một tiếng, từ trên y phục kéo xuống tới một khối bố, che ở trên mặt. Dù sao hổ ca nói qua nơi này lão bản sau màn đúng cổ võ giới, nói không chừng so với Diệp Thần Phong lợi hại cũng là có khả năng, vì cẩn thận để dùng bố che mặt đúng không gì đáng trách. Diệp tiên sinh, ngài cái này đúng muốn làm gì? Hổ ca cùng Mao Khang Bình thấy Diệp Thần Phong quái gì cử động tò mò hỏi. Diệp Thần Phong chỉ nói một câu, hai người các ngươi nhanh ta ly khai, bằng không đợi có thể sẽ liên lụy các ngươi. Hổ ca cùng Mao Khang Bình còn không có phản ứng qua đây ni. Cũng chỉ gặp Diệp Thần Phong thân ảnh đã thoát ra nhà một gian, không có đi thang lầu, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Chương 135, ta không phải cố ý. Che mặt Diệp Thần Phong cấp 5 linh hồn lực phóng ra ngoài, ở giữa không trung làm lộn mấy vòng sau, bình ổn rơi xuống lồng sắt trước, nguyên bản trong đại sảnh bán đấu giá dậy sóng bị đổ lên nhất đỉnh cao, Diệp Thần Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhưng mọi người trong lúc nhất thời đều cử đủ luống cuống, đương nhiên bao quát trên đài chủ trì đấu giá hội nam nhân cũng giống vậy, bọn họ cũng không có ở trước tiên phản ứng kịp. Lồng sắt chính giữa giai nhân tuyệt sắc lãnh con người nhìn chăm chú vào trước mặt đột nhiên từ trên trời giáng xuống che mặt nam nhân, lành lạnh trên khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ôn nhuận môi đỏ mỏng không khỏi nhấp mân. Tại mọi người chưa từ ngây người chính giữa phản ứng kịp thời gian, Diệp Thần Phong đã bắt đầu hành động. Rát băng thanh âm liên tục quanh quẩn ở trong đại sảnh, chỉ thấy Diệp Thần Phong tay không tướng lồng sắt thượng lan can cấp xé đứt. Phải biết rằng lồng sắt thượng lan can tối thiểu thành công người hai ngón tay cộng lại giống nhau to, huống chi cái này lồng sắt thượng lan can có thể điều không phải không tâm, bên trong đều đúng thành thực, phổ thông người đừng nói là bả như vậy tráng kiện thành thực lan can sắt xé đứt, chỉ sợ là muốn đem nó làm cho biến hình cũng cơ hồ là không thể nào. Bán đấu giá dưới đài khách hàng một đám trợn to hai mắt,
cái này đúng khiến cho kia nhất ra. Chẳng lẽ là Dịch Thuận phách mại Trường An bài tiết mục? Bọn họ sôi nổi ở trong lòng suy đoán. Thẳng đến trên đài chủ trì bán đấu giá nam nhân cổ họng trong quát dẹp đường, người, vội vàng người, bà cái này tới bán đấu giá trưởng quấy rối hỗn đản bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, từ đại sảnh bốn phía tự chạy ra ngoài 30 mấy tên thân thể to tráng hán tử, một đám thủ chính giữa đều cầm thiết côn, hướng phía trên đài Diệp Thần Phong khí thế hung hăng vọt tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không đúng Dịch Thuận phách mại Trường An bài tiết mục? Cái này rõ ràng cho thấy có người tới quấy rối mà. Xem ra người bịt mặt kia là muốn cướp đi lồng sắt chính giữa mỹ nữ tuyệt sắc. Ít năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám đến Dịch Thuận phách mại trường quấy rối ni. Người bịt mặt kia thật đúng ăn gan hùm mật gấu. Theo ta thấy vị tất, người không thấy được người ta tay không tự xé đứt lan can sắt sao. Hắn cái này đúng tài cao mật lớn. Có thể nghìn vạn không thể đủ nhượng hắn cướp đi lồng sắt người mỹ nữ a. Ngày hôm nay coi như là táng ra bại sản, ta cũng vậy muốn đem mỹ nhân này phách trở về. Bán đấu giá đài dưới khách hàng nhìn thấy cái này chủng trận thế không có quá mức hoảng trương, rất nhiều người tin tưởng dùng Dịch Thuận phách mại trường năng lực, giải quyết tới quấy rối tên người bịt mặt đúng chuyện dễ dàng, cho nên bọn họ càng nhiều hơn chính là bình yên ngồi ở chỗ ngồi, trong lòng ôm nhìn tuồng thái độ. Diệp Thần Phong không có hỏi lồng sắt chính giữa giai nhân tuyệt sắc có nguyện ý hay không, liền trực tiếp vươn một tay tướng mỹ nữ tuyệt sắc kẹp ở hắn tay trái thắt lưng gian, vị này mỹ nữ tuyệt sắc cực kỳ không có phản kháng, hình như là có thể cho Diệp Thần Phong muốn làm gì thì làm giống nhau, thậm chí ngay cả cổ họng trong cũng một câu nói chưa nói. Giữa lúc này từ bốn phương tám hướng chạy đến cường tráng hán tử, đã làm thành một vòng tròn tướng Diệp Thần Phong cấp bao quanh vây lại. Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này nhiều đình lại thời gian, dù sao hắn không biết nơi này lão bản sau màn thực lực đạt tới trình độ nào. Vạn nhất nếu là so với hắn lợi hại lời nói, vậy hắn thật muốn anh hùng cứu mỹ nhân phải không, trái lại biến thành một con chó hùng. Hai chân chờ đặng địa, Diệp Thần Phong thân hình đầy đủ nhảy lên có hơn 2 thước cao, thoáng cái tựu nhảy ra 30 mấy tên hán tử vòng vây, liền cũng không quay đầu lại hướng phía Dịch Thuận phách mại trường bên ngoài chạy ra. Mắt thấy Diệp Thần Phong muốn thoát đi, một gã hán tử từ bên hông rút ra một cây súng lục nhắm ngay Diệp Thần Phong, vội vã bị trên đài chủ trì đấu giá hội nam nhân cấp quát bảo ngưng lại, biệt nổ súng, vạn nhất tổn thương đến nơi này khách hàng, hoặc là thương tổn được bị hắn bắt cóc nữ nhân, làm sao bây giờ? Chuyện này ta lập tức thông chi lão bản. Đang chủ trì đấu giá hội nam nhân xem ra, Dịch Thuận phách mại trường chiêu bài khả năng đảo, hắn tin tưởng hiện tại coi như là nhượng đối mới rời. Dùng hắn lão bản lĩnh cũng là có thể nắm đối phương, hắn thấy không có chuyện gì là có thể khó khăn ở lão bản của hắn. Nhìn Diệp Thần Phong mang theo mỹ nhân tuyệt sắc tiêu thất tại trong tầm mắt, ở đây rất nhiều người trong lòng bắt đầu thầm thì cô lên, vị này mỹ nhân tuyệt sắc để cho bọn họ những nam nhân này đúng các lưu luyến quên phản, không muốn pháp đến cuối cùng cứ như vậy bị một cái không rõ lai lịch người bịt mặt cấp cướp đi. Cái này Dịch Thuận phòng đấu giá khuôn mặt cũng cột quá lớn một chút đi. Trên đài chủ trì đấu giá hội nam nhân, không chút hoang mang nói rằng, các vị, xin an chớ nóng, chuyện nơi đây ta sẽ lập tức thông chi lão bản của ta, ta tin tưởng chúng ta Dịch Thuận phách mại trường rất nhanh thì có thể cấp đại gia một câu trả lời hợp lý, buổi đấu giá hôm nay trước đến nơi đây đi. Nói xong sau, nam nhân tự vội vã ly khai bán đấu giá đài, chắc là đi thông chi trong miệng hắn nói lão bản kia. Không nghĩ tới tên mỹ nữ tuyệt sắc thật đã bị người bịt mặt kia cấp như thế cướp đi. Quên đi, bọn chúng ta 2 ngày đi. Khả năng 2 ngày nữa Dịch Thuận phách mại trường là có thể tướng mỹ nữ tuyệt sắc tìm trở về. Tìm trở về có ích lợi gì? Nói không chừng đến lúc đó mỹ nhân tuyệt sắc đệ nhất lần sớm đã bị người bịt mặt cấp. Như vậy cũng tốt, nếu như mỹ nhân tuyệt sắc đệ nhất lần đã không có, giá đấu giá cách nhất định sẽ đại phúc độ giảm xuống. Ta chỉ muốn phải thật tốt hưởng thụ một phen mỹ nhân tuyệt sắc tư vị mà thôi, bất kể nàng đúng điều không phải đệ nhất lần. Lần thứ 2 ni. Người những lời này nói ngược lại cũng đối, dù sao hôm nay giá cả vỗ thật sự là quá cao. Chủ trì bán đấu giá nam nhân sau khi rời đi, người ở dưới đài tỉnh không có lập tức ly khai, mà là sôi nổi châu đầu ghé tai nghị luận. Lầu 2 nhà một gian trong, Hổ Ca cùng Mao Khang Bình còn ngu đứng tại chỗ ni. Diệp Thần Phong cử động này thật sự là quá đột nhiên, thật lâu sau đó, Hổ Ca phản ứng đầu tiên qua đây.
liền vội vàng nói, Mao đại ca, chúng ta lập tức ly khai thị trường giao dịch đi Tỷ Tỷ Phong Đầu, Dịch Thuận Phách Mại trường lão bản sau màn có thể điều không phải dễ trêu, vạn nhất tra được chúng ta cùng chuyện này có quan hệ, như vậy. Còn không có đẳng Hổ ca nói hết lời, Mao Khang Bình chỉ biết tình thế nghiêm trọng, cắt đứt Hổ ca, nói rằng, chúng ta đây nhanh ta đi thôi. Trong lòng ta mặt tổng đúng có chút bất an a. Diệp Thần Phong ly khai Dịch Thuận Phách Mại trường sau, tay trái thắt lưng gian mang theo giai nhân tuyệt sắc một đường cuồn cuộn, hiện tại thực lực của hắn mới cấp 5 linh hồn lực, hắn phải cẩn thận hành sự, nhất là đối mặt cổ võ giới người, lần trước tại Thiên Hải thời gian, hắn có thể thiếu chút nữa bị mất mạng. Nếu không nữ nhân này lớn lên rất giống hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ, có thể hắn thật đúng là sẽ không xuất thủ cứu giúp ni. Thật sự là hắn thấy nữ nhân này dường như liền thấy Lạc Tuyết Kỳ giống nhau. Cấp 5 linh hồn lực phát huy được tốc độ có thể là phi thường nhanh, không bao lâu thời gian, hắn tự bôn chạy ra khỏi biên cảnh thị trường giao dịch, trên đường thấy một rừng cây nhỏ thời gian, thân ảnh của hắn lập tức xông vào rừng cây nhỏ chính giữa, tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn ngừng lại. Cổ họng trong khí tức có chút hỗn loạn, vừa rồi tại chạy trốn chính giữa còn không có phát giác, đợi được lúc ngừng lại, Diệp Thần Phong cảm giác bàn tay trái chính giữa có một đoàn mềm nhũn đồ đạc, sờ lên còn thật thoải mái. Cúi đầu vừa nhìn, Diệp Thần Phong mới phát hiện tay trái của hắn bàn tay vừa vặn yểm trùm lên nữ nhân bộ ngực cao ngất thượng, nữ nhân đôi má một mảnh ửng đỏ, hai con ngươi chính giữa ẩn hàm tức giận. Diệp Thần Phong liền vội vàng đem nữ nhân để xuống, bàn tay trái rời đi đối phương trước ngực cao ngất thời gian, vậy mà lại một lần nữa quỷ thần xui khiến niết một tí, trong miệng liền vội vàng nói ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Chương 136, Tống Đại Thiếu đã lâu không gặp. Tướng nữ nhân sau giữa lưng vào trên một cây đại thụ, Diệp Thần Phong nguyên vốn cho là mình cử động hội đưa tới đối phương mắng to thanh, nhưng mà đợi 3-4 phút sau, đối phương liền một chữ cũng không có nói ra, điều này không khỏi làm hắn trong lòng cảm thấy vượt qua lấy làm kỳ quái. Ngẩng đầu trong nháy mắt, nghênh đón đúng một đôi tức giận đôi mắt đẹp, cùng nhất trương quen thuộc không thể đủ lại khuôn mặt quen thuộc. Tay phải bàn tay không kiềm hãm được vươn đi vuốt ve một tí trương lành lạnh tuyệt mỹ đôi má. Danh nữ người trong con ngươi xinh đẹp thịnh nộ đúng càng thêm thịnh vượng, cái cổ hướng tới hai bên trái phải lắc một cái, tránh ra Diệp Thần Phong bàn tay xoa. Diệp Thần Phong trong lòng đúng một trận cười khổ, hắn lại một lần nữa thác bả nữ nhân trước mặt cho rằng là hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ. Vừa rồi ta thật không phải cố ý, chỉ là ngươi lớn lên rất nhớ ta trước kia nhất vị bằng hữu. Diệp Thần Phong do dự 2 giây sau đó, còn là quyết định mở miệng giải thích một chút. Nữ nhân môi đỏ mọng hơi ngọa nguậy, khuôn mặt thượng tràn đầy thần sắc chán ghét, nàng bộ dáng này hình như là đang nói, liền biên lời nói dối cũng sẽ không biên một cái kháo phổ, cái này chủng lời nói dối hiện tại liền 80 tuổi lão thái bà đều sẽ không tin tưởng. Gặp nữ nhân vẫn là không nói lời nào, Diệp Thần Phong tại bên mép nói lầm bầm, nàng sẽ không phải là nhất người câm đi. Vội vã vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đặt tại nữ nhân cổ họng thượng, Diệp Thần Phong trong lòng mới hiểu được, nguyên lai đối phương đúng bị che lại huyệt vị, mới có thể dùng nàng không thể đủ mở miệng nói chuyện. Dễ dàng bang nữ nhân giải khai huyệt vị, tại Diệp Thần Phong giúp nàng tách ra huyệt thời gian, hắn phát hiện kinh người nữ nhân tứ chi gân tay cùng chân gân đều gãy lìa, nhưng mà trong thân thể còn có một luồng kinh khí đang lưu động, bởi vậy Diệp Thần Phong có thể đoán được nữ nhân chắc cũng là cổ võ giới người. Sốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, làm ra như thế là thủ tồi hoa sự tình tới, còn bà giai nhân tuyệt sắc như vậy cầm đến bán đấu giá trường đi tới bán đấu giá. Nếu như hôm nay nếu không phải là bị Diệp Thần Phong vừa vặn gặp gỡ, vị này giai nhân tuyệt sắc bị người nào xúc sinh vỗ, có thể nghĩ nàng sau đó khẳng định liền trực tiếp sẽ biến thành nam nhân phát tiết công cụ. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện, tay ngươi gân cùng chân gân là thế nào đứt? Có lẽ là đối phương lớn lên rất giống Diệp Thần Phong đời trước bạn gái, thế cho nên hắn không kiềm hãm được muốn đi quan tâm người nữ nhân này. Hừ, nữ nhân cổ họng trong hừ lạnh một tiếng, tức giận hai con ngươi nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, hình như muốn một hơi ăn hắn. Thấy nữ nhân không sai sắc thái dáng dấp, Diệp Thần Phong thoải mái nhún vai, dù sao hắn vừa rồi sờ soạng đối phương bộ ngực cao ngất, lại không có lễ sờ soạng mặt của đối phương gò má. Chỉ cần là một cái bình thường nữ nhân, phỏng chừng đều chắc là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Diệp Thần Phong đứng lên, nói rằng, ta còn muốn hồi một chuyến thị trường giao dịch,
ngươi ở nơi này sẽ không có nguy hiểm, ta rất nhanh thì sẽ trở lại, đến lúc đó nói không chừng ta có thể giúp ngươi bả đứt gân tay cùng chân gân liên tiếp tốt ni. Nữ nhân hơi sững sờ, khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ khinh thường, chân của nàng gân cùng gân tay đúng hoàn toàn gãy lìa, coi như là toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất cũng đều là thúc thủ vô sách, trước mặt tên lưu manh này biến thái có thể tiếp hảo nàng gân mạch. Điều này làm cho nàng làm sao cũng không thể đủ đi tin tưởng. Bất quá nhìn Diệp Thần Phong tiệm hành tiệm viễn hình bóng, nữ nhân cổ họng trong vẫn là không nhịn được hô một tiếng, này. Ôn nhu thanh âm không linh tại cây trong rừng quanh quẩn, cái này ôn nhu chính giữa còn ẩn hàm một ít lành lạnh, bất quá ti không ảnh hưởng chút nào nàng thanh âm êm tai. Diệp Thần Phong cước bộ dừng một chút, quay đầu lại hỏi, còn có chuyện gì? Ngươi bây giờ hồi thị trường giao dịch coi như là đi chịu chết, ta khuyên ngươi còn là không nên đi tốt. Nữ nhân khẽ cắn môi đỏ mọng nói rằng. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta rất nhanh thì sẽ trở lại, không hội bỏ lại ngươi ở nơi này bất kể. Nói Diệp Thần Phong tăng nhanh tốc độ, thời gian một cái nháy mắt thân ảnh tự tiêu thất tại rừng cây nhỏ chính giữa. Nhìn Diệp Thần Phong hình bóng tiêu thất tại trong tầm mắt, nữ nhân khí trong miệng khí tức có chút hỗn loạn, bộ ngực cao ngất trên dưới phập phồng, khá cụ mỹ cảm, cổ họng trong lẩm bẩm, ta quan tâm tên biến thái kia lưu manh làm gì. Đối, ta chỉ đúng hiện tại còn cần hắn tướng ta mang ra khỏi ở đây, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nữ nhân tìm cho mình một cái điều không phải lý do, bất quá muốn khởi vừa rồi Diệp Thần Phong ngoái đầu nhìn lại cười, cùng với câu kia ta rất nhanh thì sẽ trở lại, không hội bỏ lại ngươi bất kể. Lời nói, trong lòng của nàng tự tượng đúng bình tĩnh mặt hồ bị đột nhiên ném vào nhất cục đá nhỏ, nhấc lên hàng loạt rung động. Màn đêm dần dần chậm lại, biên cảnh thị trường giao dịch kinh qua dịch thuận phách mại trường sự tình, khiến cho tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Dù sao dịch thuận phách mại trường tại biên cảnh thị trường giao dịch mơ hồ có một loại lão đại tư thái, tại ở đây không người nào dám đi nhạ dịch thuận phách mại trường phiền phức, tự ngày hôm nay chuyện như vậy. Đối với dịch thuận phách mại trường mà nói, còn là đại cô nương thượng kiệu hoa, đầu nhất tao ni. Biên cảnh thị trường giao dịch, một gian xa hoa nhất lữ quán trong phòng, ngọn đèn vi thầm. Tống Trung ở trong phòng đúng đứng ngồi không yên, nhìn trước mặt trung niên mập mạp, hỏi, người bịt mặt kia rốt cuộc là ai? Cũng dám cướp đi ta Tống Trung coi trọng nữ nhân, thật đúng chán sống. Tống Thiếu, ngài xin bớt giận, ngài trước xin bớt giận. Cái này dịch thuận phách mại trường có thể cũng không phải lãng đắc hư danh, ta nghĩ bọn họ rất nhanh thì có thể tướng Tống Thiếu nhìn chúng nữ nhân tìm trở về, đến lúc đó dịch thuận phách mại trường khẳng định y nguyên hội lần nữa bán đấu giá. Tống Trung ngồi xuống, khẽ cau mày, một lát sau mới còn nói thêm, hiện tại ta tỉ mỉ nhất muốn, tổng cảm giác người bịt mặt kia thân ảnh có điểm quen thuộc, ta thật là nhớ đúng đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Bất quá trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Tống Thiếu, đây nhất định là ngài quá lo lắng, ngài bình thường tiếp xúc đều đúng kinh thành con em của đại gia tộc, tên người bịt mặt vừa nhìn cũng biết là ở trên giang hồ lẫn vào, ngài làm sao sẽ nhận thức người như vậy ni? Trung niên mập mạp bồi vừa cười vừa nói. Người cái này đảo nói xong cũng đúng, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Thế nhưng ta nhất nghĩ đến mỹ nhân kia, trong lòng tự động khó chịu, cái này đều không phải ý định dằn vặt ta mà. Tống Trung trên bụng giấy lên một đoàn hỏa diễm. Nửa người dưới có hơi biến hóa. Tống Thiếu, ngài tại nhẫn nại một buổi tối, ngày mai ta đã giúp ngài xem xét hai cái mỹ nữ tới, trước cho ngài xin bớt giận. Trung niên mập mạp lấy lòng nói rằng, ân, như vậy cũng có thể. Ngươi yên tâm đi, ngươi theo ta Tống Trung, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt, đằng lần này trở lại kinh thành, ta cam đoan cho ngươi chí ít liền thăng hai cấp. Tống Trung thuận miệng nói rằng, đối với trước mặt cái này chó săn, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Tống Thiếu, ngài cái này nói là nói chi vậy, ta có thể theo ngài chính là ta phúc khí. Trung niên mập mạp nịnh nọt đạo. Tống Trung cùng trung niên mập mạp nói chuyện trời đất thời gian, không biết có một đạo hắc ảnh đã sớm lẻn vào trong phòng, bóng đen sau dựa lưng vào gian phòng trong góc trên vách tường, hai tay cắm vào trong túi quần, một đạo hí ngược thanh âm từ bóng đen phương hướng chậm rãi truyền ra, Tống Đại Thiếu, đã lâu không gặp. Ngươi cuộc sống bây giờ đúng càng ngày càng thoải mái a. Chương 137, Tống Trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Diệp Thần Phong tuy rằng không biết Tống Trung ở tại thị trường giao dịch chính giữa kia một khu nhà lữ quán,
thế nhưng dùng Tống Trung cái này chủng ăn chơi trác táng tính cách, đương nhiên hội chọn xa hoa nhất lữ quán, cái này nhất điểm Diệp Thần Phong quả nhiên không có đoán sai. Tống Trung cùng trung niên mập mạp đồng thời cả kinh, đôi mắt nhìn về phía góc phòng trong, bởi ngọn đèn vi thầm, Tống Trung thấy không rõ trong góc bóng đen người diện mạo, vì vậy liền thận trọng hỏi, ngươi là ai? Bóng đen chậm rãi từ trong góc đi ra, khóe miệng hơi thượng di động, nói rằng, Tống Đại Thiếu, thế nào ngươi liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu? Lúc này nương đỉnh đầu vi thầm ngọn đèn, Tống Trung cuối cùng là thấy rõ ràng bóng đen người diện mạo, cổ họng trong ngạc nhiên thốt ra, Diệp, Diệp Thần Phong, thế nào lại là ngươi? Diệp Thần Phong bình tĩnh từng bước hướng phía Tống Trung đi đến, tại Tống Trung cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống, hỏi ngược lại, làm sao không biết là ta ni? Tống Đại Thiếu, ngươi nên rất muốn nhìn thấy ta mới là đi. Lần này có thật không ngờ mới thủ đoạn trêu đùa ta. Diệp Thần Phong nhất cử nhất động gian, tràn đầy thản nhiên tự nhiên, dường như hắn cũng không phải lặng yên không tiếng động lẻn vào gian phòng, mà là quang minh chính đại tới nơi này làm khách. Trung niên mập mạp nghe được Tống Trung trong miệng nói ra Diệp Thần Phong ba chữ này thời gian, hắn sẽ biết trước mặt cái này xuất hiện ở trong phòng thanh niên, chính là kinh thành không người không biết không người không hiểu Diệp gia, Diệp kẻ ngu si. Trung niên mập mạp liền không hề nghĩ ngợi tự đối Diệp Thần Phong đại giống lên, Tống Thiếu gian phòng là ngươi có thể tùy tiện đi vào sao? Xem ra hôm nay ta muốn hộ Tống Thiếu thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Trung niên mập mạp thật con mẹ nó đúng lòng tự tin bành trướng, hắn cũng không suy nghĩ thật kỹ trước mặt Diệp Thần Phong nhìn qua tượng một cái kẻ ngu si sao. Nếu như là một cái kẻ ngu si, có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập căn phòng của bọn họ sao? Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, hai con ngươi dường như tới từ địa ngục ác ma chi mắt, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái trung niên mập mạp. Trung niên mập mạp cũng cảm giác phía sau cột sống lạnh siêu siêu, bàng quang trong có loại muốn phun đi tiểu khẩn trương cảm giác. Tống Đại Thiếu, ngươi hay nhất quản giáo tốt chó của ngươi, không nên phóng suất loạn cắn người. Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh nói rằng, tại Tống Trung nhận chi chính giữa Diệp Thần Phong chính là một cái kẻ ngu si, là hắn tùy thời tùy chỗ có thể vui đùa đùa, lúc này hắn mới không có thời gian dỗi suy nghĩ Diệp Thần Phong tại sao lại xuất hiện ở biên cảnh thị trường giao dịch. Vì sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập phòng của hắn? Diệp kẻ ngu si, ngươi tới thật đúng lúc, lần trước kinh thành sự tình ta hoàn không có tìm ngươi tính sổ ni. Tống Trung chợt từ trên ghế đứng lên, vừa định muốn phát động công kích thời gian, chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay chính giữa bay bắn ra lục căn ngân châm, ba cây đâm vào Tống Trung trên người, còn có ba cây đâm vào trung niên mập mạp trên người. Tống Trung nắm tay huy đến phân nửa hơi ngừng. Cả người hình như bị thi định thân thuật thông thường, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cổ họng trong muốn nói lời nói, nhưng mà vô luận dùng nhiều ít lực lượng, liền một cái âm tiết cũng không phát ra được. Hai con người hoảng sợ nhìn trước mặt Diệp Thần Phong, giờ khắc này hắn mới phát hiện mình hình như cho tới bây giờ cũng không có chân chính nhận thức qua đối phương, hắn biết bản thân trên thân thể biến cố, nhất định là Diệp Thần Phong giở trò quỷ. Trung niên mập mạp tình hình cùng Tống Trung đúng giống nhau như đúc. Một cái nhìn không được đúng quần trong đã là hoàn toàn ướt đẫm, trước mặt người thanh niên này thật đúng người kinh thành người đều biết cái kia Diệp kẻ ngu si. Nếu như Diệp Thần Phong thật là người ngu, như vậy kẻ ngu này so với người bình thường đều muốn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Thần Phong tự mình cầm lên đặt để ở trên bàn ấm trà rót cho mình một ly trà, cầm lấy cái chén đặt ở bên mép nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói rằng Tống Đại Thiếu, hiện tại cảm giác làm sao? Ngươi cho là mình toán cái thứ gì? Nếu như không có Tống gia, ngươi nhiều lắm chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Đương nhiên cho dù có Tống gia ở sau lưng chống đỡ, ngươi ở trong mắt ta vẫn là chỉ chó nhà có tang. Tống Trung hai mắt nhìn Diệp Thần Phong chấn định tự nhiên uống trà, thân thể hắn cứng ngắc không thể động đậy nửa phân, trên trán toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, trong lỗ mũi hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắn hiện tại mới phát hiện Diệp Thần Phong đúng như vậy đáng sợ. Buồn cười hắn từ trước còn nhiều lần như vậy trêu chọc qua đối phương, nguyên lai hắn tại Diệp Thần Phong trong mắt chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Tống Trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Diệp Thần Phong tướng chén trà trong tay để xuống, tiếp tục nói, người tên này trái lại lấy rất tốt, Tống Trung. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ngày hôm nay để ta tống người đi gặp Diêm Vương ra đi. Nghe vậy, Tống Trung trong lỗ mũi hô hấp dừng lại 5-6 giây. Hai con người vạn phần hoảng sợ,
khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi được tái nhợt không gì sánh được, hắn không hoài nghi chút nào Diệp Thần Phong theo như lời nói, hắn biết hiện tại Diệp Thần Phong muốn giết chết hắn, quả thực so với giết chết một con kiến còn muốn giản đơn. Tống Trung trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, có câu không phải như vậy nói mà. Chết tử tế không bằng lại sống, chỉ cần ngươi còn sống sau đó tự còn có cơ hội báo thù, nếu như chết, như vậy thì cái gì cũng không có. Diệp Thần Phong đêm nay đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tống Trung, 3 năm trước đây hắn sở dĩ hội mắc kinh hoàng chứng, trong đó Tống Trung thế nhưng chủ yếu người tham dự chi nhất, huống chi trước lúc này 3 năm trong, Tống Trung có thể không có thiếu tầm qua Diệp Thần Phong hài lòng, tự người như vậy đối Diệp Thần Phong mà nói, đã không có lưu trên thế giới này cần thiết. Hảo hảo ra đi đi, nhớ kỹ hạ một đời nghìn vạn không nên cùng họ Diệp người đối kháng. Diệp Thần Phong theo tay vung lên, lại một cây ngân châm trực tiếp một nhập Tống Trung cổ họng bên trong. Tống Trung hai con ngươi trừng to đại, hắn không thể tin được đây là thật, hắn đường đường Tống gia cháu đích tôn, làm sao sẽ cứ như vậy tử ni. Hơn nữa còn là chết ở hắn từ trước nhất khinh thường Diệp kẻ ngu si trong tay, hắn không cam lòng, thật không cam lòng a. Nhưng mà cho dù hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng, đợi hắn cũng chỉ có chết. Thu hồi Tống Trung trên người ngân châm đồng thời, Tống Trung thân thể cũng chiêu sau từ từ ngã xuống, cả người đã là hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ngồi ở một bên thân thể không có cách gì nhúc nhích trung niên mập mạp, thấy Tống Trung cứ như vậy bị giết, thiếu chút nữa một hơi thở không có xuyễn đi lên, hù dọa đã bất tỉnh, dạ dày bên trong một trận bốc lên, khẩn đón buồn nôn mùi thúi từ đó năm mập mạp phía sau cái mông truyền ra, xem ra trung niên này mập mạp trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện thất cấm. Trung niên mập mạp phía sau quần áo toàn bộ bị mồ hôi cấp thấm ướt, Diệp Thần Phong không dự định lưu hạ người sống, huống hổ hắn đối trung niên mập mạp không có một tia hảo cảm. Tống Trung thủ hạ chính là tay sai hội tốt hơn chỗ nào sao? Sống trên thế giới này cũng chỉ là hại nhân hại mình mà thôi, chẳng sớm ngày đi Diêm Vương Điện đưa tin tới sảng khoái ni. Phi thầm dưới ánh đèn ngân quang lóe lên, đồng dạng một cây ngân châm dường như lưu tinh thông thường một nhập trung niên mập mạp cổ họng miệng. Ngắn ngủi mấy giây công phu, trung niên mập mạp tự hoàn toàn đoạn khí. Hai cái tay, một tay mang theo Tống Trung thi thể, một tay mang theo trung niên mập mạp thi thể, Diệp Thần Phong trực tiếp từ gian phòng trước cửa sổ nhảy ra ngoài, tiêu thất tại từ từ trong màn đêm. Dù sao Tống Trung đúng kinh thành Tống gia cháu đích tôn, Diệp Thần Phong bây giờ còn chưa có coi rẻ hết thảy năng lực ni. Phàm là đều tận lực khiêm tốn hành sự tuyệt vời. Chương 138, Thủ Chu Đãi Thỏ. Buông lỏng mang theo Tống Trung cùng trung niên mập mạp thi thể nhanh chóng chạy ra khỏi thị trường giao dịch. Bởi thị trường giao dịch là vị cho biên cảnh giải đất, chu vi đại bộ phận địa phương đều đúng hoang tàn vắng vẻ, Diệp Thần Phong tại một chỗ trong bụi cây rậm rạp ngừng lại, tướng Tống Trung cùng trung niên mập mạp thi thể ném vào trong bụi cây rậm rạp. Từ trong túi móc ra một con cái bật lửa, nhen hỏa, tùy ý hướng tới hai thi thể của người thượng ném một cái. Màu đỏ ngọn lửa rất nhanh biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn. Bởi rừng núi hoang vắng, hỏa hoạn rất dễ lan tràn ra, đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến tai nạn tính hỏa hoạn. Vì vậy Diệp Thần Phong tướng cấp 5 linh hồn lực phóng ra ngoài, khống chế được hỏa diễm chỉ ở hai thi thể của người thượng thiêu đốt, không hướng chung quanh lùm cây lan tràn mà đi. Trong trời đêm màu ngân bạch ánh trăng chiếu nghiêng xuống, hừng hực thiêu đốt trong hỏa diễm, không ngừng phát sinh xèo xèo chi âm hưởng. Chắc là nhân thể mỡ bị bốc hơi lên thanh âm. Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng diện vô biểu tình, đời trước cho dù là càng thêm tàn nhẫn hình ảnh, hắn đều đúng đã gặp, đối với những này hắn cho rằng người đáng chết, hắn không có nửa điểm lòng thương hại. Sau nửa giờ, Tống Trung cùng trung niên mập mạp thi thể biến thành nhất đống bị đốt thành đen thùi bộ xương, Diệp Thần Phong hai tay bỗng nhiên khẽ động, cấp 5 linh hồn lực bàng bạc năng lượng triệt để nhập vào cơ thể mà ra. Bang bang hai tiếng, hai cái nguyên bản hoàn hảo bộ xương, trong nháy mắt biến thành một chút cũng không có đếm xương bể, rải rác ở chung quanh trong bụi cây rậm rạp. Cứ như vậy, cho dù là người của Tống gia phát hiện những này đầu khớp xương đúng Tống Trung, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đủ tìm được đầu mối, hoài nghi đến Diệp Thần Phong trên người. Hô cổ họng trong hộc ra nhất ngụm chọc khí, Diệp Thần Phong thân ảnh hướng phía thị trường giao dịch phương hướng lao đi. Hắn muốn điều chế để thăng linh hồn lực phụ trợ dược liệu còn đang mau khang bình dược liệu điếm trong ni. Hắn nhất định phải trở về một chuyến,
lại mà hắn cũng lo lắng Mao Khang Bình có không có bởi vì hắn đại náo Dịch Thuận Phách Mại Trường mà chọc phiền phức. Tại Diệp Thần Phong đi tới Mao Khang Bình dược liệu cửa tiệm miệng thời gian, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, quanh mình che giấu nguy hiểm, trong lòng cảnh giác tại trước tiên đề cao. Nếu là hắn đoán không lầm lời nói, Mao Khang Bình cùng Hổ Ca chắc là lọt vào bất trắc, bất quá bất kể như thế nào hắn cũng không có lập tức thoát đi ý niệm trong đầu, trước không nói Dịch Thuận Phách Mại Trường lão bản sau màn thực lực rốt cuộc làm sao. Bằng vào hắn đối Mao Khang Bình tồn tại nhất điểm nhận đồng, hắn sẽ không đủ nhân vì chuyện của mình mà liên lụy đối phương. Hướng này đều là hắn nguyên tắc làm người, mặt đối với bằng hữu thời gian, tuyệt đối muốn chân thành đối đãi, mà đối mặt địch nhân thời gian, còn lại là muốn thủ đoạn độc ác. Phanh một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp một cước đạp ra dược liệu điếm đại môn, tại hắn đá văng dược liệu cửa tiệm đồng thời, phòng trong ngọn đèn chợt sáng lên. Lão bản quả nhiên đoán không lầm, tại ở đây thủ chu đãi thỏ đúng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Phòng trong ngay chính giữa ngồi một gã nam nhân, người này không phải là chủ trì đấu giá hội người mà. Ở phía sau hắn đứng chừng 20 tên thân thể to tráng hán tử, Hổ Ca cùng Mao Khang Bình bị bọn họ dùng dây thừng cấp trói lại, trên mặt của hai người có nhiều chỗ ứ tổn thương, y phục trên người cũng biến thành rách dưới, rất rõ ràng cho thấy bị Dịch Thuận Phách Mại Trường người cấp đòn hiểm qua. Nguyên bản Mao Khang Bình cùng Hổ Ca chuẩn bị ly khai biên cảnh thị trường giao dịch Tỷ Tỷ Phong đầu, ai biết đạo bọn họ vừa thu thập xong đồ đạc chuẩn bị ly khai, Dịch Thuận Phách Mại Trường người tựu đã tìm tới cửa, không nói lời gì trước đưa bọn họ hai cái một bữa mãnh liệt đánh, đón lại đem bọn họ trói gô bắt. Hổ Ca cùng Mao Khang Bình khi nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện sau đó, bị nhét phải lẻ trong miệng, không ngừng phát sinh ngô 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 thanh âm. Tại bọn họ cho rằng hiện tại Diệp Thần Phong là bọn hắn hy vọng duy nhất, nhất là chân chính kiến thức qua Diệp Thần Phong bản lãnh Mao Khang Bình. Lá gan của ngươi cũng quá mập nhất điểm đi, cũng dám tới chúng ta Dịch Thuận Phách Mại Trường nháo sự. Ngồi ở trên ghế nam nhân khóe môi nhếch lên nhẹ nhẹ tiêu ý, hắn cho rằng ngày hôm nay đối phương hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần Phong nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn người nam nhân kia. Bởi vì hắn cảm thấy buồng trong có một cổ cường đại khí tức, có thể phát sinh cổ hơi thở này, hắn sơ bộ phán định người nọ chính là Dịch Thuận Phách Mại Trường lão bản sau màn. Nam nhân thấy Diệp Thần Phong sơ sót ánh mắt, không khỏi trong cơn giận dữ, hắn tại Dịch Thuận Phách Mại Trường địa vị đúng gần với lão bản sau màn, vừa định muốn mở miệng nhục mạ, đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, thanh âm lãnh đạm, đoá đoá tàng tàng toán cái thứ gì. Phải ra khỏi tới liền đi ra. Không được tựu cấp ta có xa lắm không lăn rất xa. Thanh niên nhân, người khẩu khí thật là lớn, người phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Từ buồng trong đi ra một gã chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, nhất trương mặt chữ quốc, hai điều như lợi kiếm như lông mi, một đôi lấp lánh hữu thần trong con ngươi tản ra khí thế bén nhọn. Cái này người tuyệt đối không đơn giản, cái này đúng Diệp Thần Phong thấy tên này trung niên nam nhân sau phản ứng đầu tiên. Thanh niên nhân, ta nhìn ra được, ngươi có một chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi muốn đánh bại ta phỏng chừng còn quá sớm một chút, có thể tiếp qua vài ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng ngươi không có cơ hội như vậy. Trung niên nam nhân khí thế trên người đột nhiên tăng lên mấy lần, nhượng đứng ở một bên chừng 20 tên to tráng hán tử có loại cảm giác không thở nổi. Tên này trung niên nam nhân chính là Dịch Thuận Phách Mại Trường lão bản sau màn, người khác cũng gọi hắn Tam gia. Có người nói Dịch Thuận Phách Mại Trường mới vừa ở biên cảnh thị trường giao dịch thành lập thời gian, cũng là bình thường có người tới quấy rối. Nhưng mà tới quấy rối người, ngày thứ hai thi thể cũng sẽ bị treo ở cửa chính của nhà mình miệng, lâu ngày tựu không còn có người dám tới gây sự với Dịch Thuận Phách Mại Trường. Diệp Thần Phong tướng trong cơ thể cấp 5 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, hai con người từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào trước mặt cách đó không xa Tam gia. Hắn có loại cảm giác dùng hắn hiện tại cấp 5 linh hồn lực trình độ, có rất lớn khả năng đều không phải vị này Tam gia đối thủ, thế nhưng sự tình đã phát triển đến loại trình độ này, thì là biết không địch lại, hắn cũng chỉ có thể đủ kiên trì thượng, hắn cũng không thể đủ bỏ lại Mao Khang Bình cùng Hổ Ca mặc kệ đi. Chuyện như vậy hắn thật làm không được. Ngươi cũng không sợ nói nhanh đầu lưỡi. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát sao? Diệp Thần Phong biểu hiện ra dễ dàng tự tại, trong lòng thế nhưng nặng nề rất nghi. Chúng ta đây thuộc hạ gặp thật chiêu đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tại tay của ta dưới chống nổi nhiều ít chiêu ni.
Tam gia song trưởng một phen, y phục trên người vậy mà có loại cổ lên xu thế, điều này làm cho một bên sắc mặt người đúng càng thêm tái nhợt. Nguyên bản đối Diệp Thần Phong tràn đầy lòng tin Mao Khang Bình, tại cảm giác được tam gia khí thế trên người sau, trong lòng cũng bắt đầu nâng lên cổ. Tiểu tử, người đợi thì sẽ biết lão bản chúng ta là ngươi không chọc nổi người, ta rất muốn thấy thân thể của ngươi bị lão bản chúng ta xé nát tràng cảnh. Nguyên bản ngồi ở trên ghế nam nhân, tại tam gia đi tới sau đó, đã kính cẩn đứng ở tam gia nhất chắc, trong miệng trêu đùa Diệp Thần Phong, hắn từ trước đúng tận mắt đã đến, lão bản của hắn tay không tướng một cái sống thân thể của con người xé nát. Chương 139, Ba Nhật Chi Kỳ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tam gia thân hình đã hướng phía Diệp Thần Phong lướt qua đây, mũi chân mỗi khi nhẹ nhàng chỉa xuống đất, thân ảnh là có thể bay ra thật lâu nhất đại đoạn cự ly. Diệp Thần Phong dưới chân nhịp bước liên tục lui về phía sau, trực tiếp thối lui ra khỏi Mao Khang Bình dược liệu điếm, phòng trong không gian vô cùng chật hẹp, bất lợi cho hắn đối địch, huống chi tam gia thực lực rất có thể cao hơn hắn rất nhiều ni. Ngoài phòng, buổi tối gió mát trận trận, trong trời đêm màu ngân bạch ánh trăng chút xuống xuống, ánh sấn chứ Diệp Thần Phong trương phá lệ mặt nghiêm túc bàng, trong cơ thể cấp 5 cực hạn linh hồn lực không ngừng sôi trào. Diệp Thần Phong thân ảnh vừa mới vừa rời khỏi dược liệu điếm, bên tai tựu kéo tới đau đớn màng tai kình phong, tay phải cánh tay không chút do dự chắn tai bên cạnh, phanh một tiếng, tam gia lăng không nhất chân trực tiếp đá vào Diệp Thần Phong trên cánh tay của. Tay phải trên cánh tay một trận tê dại, thân thể bị trên cánh tay truyền tới cổ trùng kính, cứ thế đúng đẩy lui 3-4 thước xa, Diệp Thần Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, may là hắn đã đoán được thực lực của đối phương cao hơn hắn. Tốt xấu thực lực của hắn bây giờ tăng lên tới cấp 5 linh hồn lực, vậy mà thật đơn giản nhất chiêu tự bại vào hạ phong. Như vậy thực lực của đối phương rốt cuộc muốn cao hơn hắn nhiều ít. Trước mặt vị này tam gia thực lực, có thể điều không phải Diệp Thần Phong tại Thiên Hải gặp phải vị kia cổ võ giả có thể so sánh, hai người rõ ràng điều không phải tại một tầng thứ thượng. Lần trước tại Thiên Hải thời gian Diệp Thần Phong thực lực mới khó khăn lắm tứ cấp linh hồn lực. Hắn lợi dụng linh hồn lực phóng ra ngoài mới miễn cưỡng giải quyết rồi tên sát thủ kia, mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tới cấp 5 linh hồn lực, nếu như tại gặp phải cùng Thiên Hải tên sát thủ kia cùng một đẳng cấp người, hắn một cách tự tin có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Nhưng mà tam gia thực lực, có thể nói là rất xa vượt qua Diệp Thần Phong, trừ phi hắn linh hồn lực có thể đột phá đến lục cấp, khi đó có thể trước mặt cái này tam gia chính là bị miểu sát hóa xác. Tay phải cánh tay để xuống, trên mu bàn tay nổi gân xanh, cả cái cánh tay có tính cách tạm thời mất đi chi giác, hắn biết đêm nay muốn chiến thắng tam gia đúng chuyện không thể nào, hai người thực lực kém quá cách xa, Diệp Thần Phong không thể có thể tượng lần trước tại Thiên Hải như vậy, lợi dụng linh hồn lực phóng ra ngoài tới một lần xuất kỳ bất ý công kích. Không tệ, phản ứng của ngươi trái lại thật mau, ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi ni. Tam gia tại lúc nói chuyện, trên mặt biểu tình tịnh không có thả lỏng, tại hắn cho rằng mặc kệ đối đãi nhiều nhược tiểu chính là địch nhân, hắn đều muốn đề cao cảnh giác, để ngừa chỉ tại lật thuyền trong mương. Vừa dứt lời, tam gia thân ảnh lại một lần nữa hướng phía Diệp Thần Phong lược đã qua, may mắn là Diệp Thần Phong tốc độ so với mới thoáng khoái thượng như vậy nhất điểm, mỗi lần tam gia nắm tay chặn đánh chính giữa thân thể hắn thời gian, hắn đều có thể đủ tại khẩn yếu trước mắt đúng lúc tránh thoát. Như vậy nhất lai nhị khứ. Gần 10 phút sau đó, tam gia thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không có đánh trúng Diệp Thần Phong thân thể, tam gia bắt đầu không bình tĩnh, trong lòng toát ra thịnh nộ, hắn thấy thực lực của đối phương rõ ràng rất yếu, hắn nhất hai chiêu là có thể đơn giản giải quyết, tiếc rằng, Diệp Thần Phong thân ảnh linh hoạt tượng con khỉ, hắn bất kể như thế nào nhanh hơn tốc độ, luôn luôn kém như vậy nhất điểm, cổ họng trong quát dẹp đường, mặc kệ ngươi thế nào trốn đều là vô dụng. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu khí lực né tránh công kích của ta. Chính như tam gia nói, Diệp Thần Phong phải giữ vững cấp 5 linh hồn lực phát huy được cực hạn tốc độ, đúng tương đương tiêu hao thể lực, hắn rõ ràng cảm giác trong thân thể lực lượng tại vô cùng giảm xuống, tại tiếp tục như vậy chỉ có chờ tử phần. Thân thể tức khắc tới một cái 180 độ đại chuyển biến, thân ảnh hướng phía thị trường giao dịch bên ngoài cấp tốc lao đi, hiện tại chỉ có chạy ra thị trường giao dịch đi vào nguyên thủy xâm lâm. Hắn có thể vẫn có thể lợi dụng địa hình chiến thắng tam gia. Tam gia gặp Diệp Thần Phong vậy mà chạy trốn, không chút do dự đuổi theo, đêm nay hắn và Diệp Thần Phong đối chiến, trong lòng thực tại cảm giác biệt khuất,
đánh hơn nửa ngày liền một quyền cũng không có đánh trúng Diệp Thần Phong. Hai người một trước một sau, người truy ta vội vàng. Nguyên Thủy Xâm Lâm cách thị trường giao dịch có thật lâu một đoạn cự ly ni. Kèm theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong thân lực lượng trong cơ thể tiêu hao phi khoái, có mấy lần thậm chí bị Tam gia cấp đuổi theo, sau lưng đeo ngạnh sinh sinh ăn vải nhớ đối phương trọng quyền, cổ họng miệng nhất điểm, trong miệng tức khắc phun ra máu tươi. Cắn chặt hàm răng, tự mệnh vận chuyển linh hồn lực, mới khó khăn lắm tướng tốc độ lại tăng lên. Trong miệng mùi máu tanh nồng đậm khuếch tán khai tới, Diệp Thần Phong âm thầm mắng, đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội, nếu không nhượng ta Diệp Thần Phong khẳng định cho ngươi nếm thử so với tử càng thêm thống khổ tư vị. Đầy đủ chạy trốn hai cái tiếng đồng hồ, Nguyên Thủy Xâm Lâm cuối cùng cũng là xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt, dưới chân một lần nữa tăng tốc, thật nhanh xông vào Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa. Tốt xấu Diệp Thần Phong cũng là xảy ra một lần Nguyên Thủy Xâm Lâm, lần thứ hai tiến nhập so với đệ nhất thứ yếu khinh xa thục lộ nhiều, rất nhanh tìm được rồi một cái địa phương bí ẩn núp vào. Tam gia tiến nhập Nguyên Thủy Xâm Lâm sau, chung quanh là một gốc cây khỏa xanh cây cối, Diệp Thần Phong thân ảnh dĩ nhiên là biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên Thủy Xâm Lâm diện tích không gì sánh được, với lại có thể cung cấp người ẩn thân địa phương thật sự là nhiều lắm, cho dù Tam gia thực lực có bao nhiêu cường hãn, cũng không thể có thể một chút thời gian là có thể tìm được Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thân ảnh núp trong bóng tối chuẩn bị tùy thời nhi động, bất quá lúc này Tam gia nói chuyện, thanh niên nhân, ngươi tránh được mùng 1, không tránh được 15, đừng cho là ta bây giờ tìm không được ngươi, ngươi là có thể bình yên vô sự. Ngươi chớ quên, ngươi hai cái bằng hữu còn đang trên tay của ta, ngày hôm nay ta tự tạm thời buông tha ngươi. Ba ngày sau ngươi mang theo bị ngươi cướp đi nữ nhân kia tới Dịch Thuận Phách Mại Trường, sau đó ở trước mặt ta tự hành kết thúc, bằng không ngươi liền chuẩn bị tốt thay bằng hữu của ngươi nhặt xác đi. Nói xong Tam gia, cũng không quay đầu lại ly khai Nguyên Thủy Xâm Lâm, hắn cũng biết nếu như lưu lại nữa tìm kiếm Diệp Thần Phong chỗ ẩn thân, tình cảnh của hắn hội thay đổi được vô cùng nguy hiểm, rất có thể hội bị đối phương nắm lấy thời cơ cấp mạt sát cũng nói không nhất định. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đúng một cái trọng tình nghĩa người, dùng Mao Khang Bình tánh mạng của bọn họ uy hiếp đúng nhất quản dùng, mà ngắn ngủi ba ngày thời gian, hắn cũng tin tưởng đối phương đúng không bay ra khỏi cái gì cành hoa tới, lẽ nào ba ngày sau Diệp Thần Phong thực lực là có thể còn hơn hắn sao? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Núp trong bóng tối Diệp Thần Phong lăng thần chỉ chốc lát, cổ họng trong mới nặng nề hộc ra một hơi thở, ba ngày cuối cùng là một cái giảm sóc thời gian. Chỉ cần hắn tại trong ba ngày này bả thực lực đề thăng tới lục cấp linh hồn lực, hắn tin tưởng đối phương tựu không phải là đối thủ của hắn. Khái khái khái, cổ họng trong một trận ho sặc sụa, Diệp Thần Phong trong miệng lại một lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Trải qua cái này một lần lại một lần sự tình sau đó, Diệp Thần Phong càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được đề thăng thực lực là cấp bách, tối thiểu muốn đem linh hồn lực khôi phục lại đời trước trạng thái tột cùng, bát cấp linh hồn lực. Cứ như vậy phỏng chừng có thể còn hơn người của hắn tựu không nhiều lắm. Chương 140, Hàn Sơ Tuyết. Biên cảnh thị trường giao dịch cách đó không xa một rừng cây nhỏ chính giữa. Bị Diệp Thần Phong từ Dịch Thuận Phách Mại Trường cứu ra mỹ nữ tuyệt sắc, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run, lúc này chính trực tháng 11 phần, khí trời đã là đặc biệt lạnh giá, huống chi nàng chỉ mặc một cái ti chất quần áo ni. Căn bản là chống đỡ không được gió lạnh. Mê người môi đỏ mọng hơi mân long, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào hắn chết tại Dịch Thuận Phách Mại Trường lão bản trong tay. Ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, hắn cái này đúng đi tự tìm đường chết, còn nói không hội bỏ lại ta ni. Ta xem hắn nhiều nhất chính là một cái ái nói mạnh miệng biến thái lưu manh. Nữ nhân tuyệt sắc trong đầu không khỏi liền nghĩ tới Diệp Thần Phong mô trước ngực nàng cao ngất tràng cảnh, tức giận đến đúng cắn chặt hàm răng, mắng tượng cái này chủng biến thái lưu manh tử đáng đời. Bất quá nàng cũng không tiện tốt ngẫm lại, nếu như không có Diệp Thần Phong xuất hiện, nàng rất khả năng sớm liền trở thành người khác tả hỏa công cụ. Ngược lại nữ nhân khuôn mặt thượng lại lộ ra một vòng không biết làm sao, hiện tại tay nàng gân cùng chân gân toàn bộ gãy lìa, muốn hoạt động một bước đều đúng chuyện không thể nào, chớ nói chi là dựa vào năng lực của mình đi ra cái này phiến rừng cây nhỏ, nếu như Diệp Thần Phong thật đúng bị mất mạng lời nói. Như vậy nàng sau đó không lâu chỉ sợ cũng phải đến trên hoàng tuyền lộ đi bồi Diệp Thần Phong. Bởi vì chỉ có Diệp Thần Phong biết nàng tại cái này phiến rừng cây nhỏ chính giữa, nếu như không có người đến nàng đi ra ngoài,
thì là nàng không bị lãnh tử, chỉ sợ cũng được phải chết đói. Trong miệng Đô lầm bầm nang mắng, biến thái lưu manh, biến thái lưu manh, biến thái lưu manh. Nữ nhân tuyệt sắc tâm tình đặc biệt không ổn định, cùng nàng bình thời hoàn toàn đúng hai người, trên mặt lành lạnh biến mất vô ảnh vô tung, cả người bày biện ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Tại đứt quảng mắng xong một lần sau, nữ nhân tuyệt sắc trong lòng có loại trống rỗng cô đơn cảm giác, nàng chưa từng có nghĩ đến qua bản thân hội dùng loại hình thức này ly khai cái này thế giới. Tâm tình trong lòng chậm rãi thay đổi được bình tĩnh lại, trong đầu hồi tạo nên Diệp Thần Phong thân ảnh, lúc này trong miệng nàng không mắng nữ người, kỳ thực trong lòng nàng rõ ràng nếu như không có Diệp Thần Phong, nàng kết cục hội càng thêm thảm liệt, chỉ là nàng nhất thời giận Diệp Thần Phong chiêm nàng tiện nghi mà thôi. Cổ họng trong thấp giọng nói rằng, biến thái lưu manh, kỳ thực ngươi chắc là một người tốt đi. Ngươi coi như là bởi vì ta mới tử, nếu có hạ một đời, ta sẽ hoàn lại ngươi, ta cũng không thích thiếu người nhân tình. Lấy thân báo đáp được không được, nữ nhân tuyệt sắc bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, nàng không hề nghĩ ngợi theo bản năng hồi đáp, có thể. Đợi được nàng trả lời xong sau đó, mới phát hiện không thích hợp, vội vã ngẩng đầu, thấy cách đó không xa địa phương đứng một đạo hắc ảnh, không cần phải nói cái này đạo bóng đen nhất định là trong miệng nàng tên biến thái kia lưu manh. Hừ cổ họng trong hừ lạnh một tiếng, không trả lời nữa, bất quá lòng của phụ nữ bên trong vẫn có vẻ vui sướng. Thế nào, vừa lời của mình đã nói, lẽ nào muốn đổi ý sao? Khó trách người khác đều nói nữ nhân dở mặt so với lật sách còn nhanh. Diệp Thần Phong đi tới nữ nhân phụ cận nói rằng, nương ngân bạch hiểu rõ ánh trăng, nữ nhân tuyệt sắc thấy được Diệp Thần Phong khóe miệng lưu lại vết máu, trong lòng nhìn không được toát ra một loại khác cảm giác, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Thần Phong tự nhiên nhún vai, khẽ mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại, không hội bỏ lại ngươi bất kể. Con người của ta không có cái khác ưu điểm, bất quá làm ra hứa hẹn tự nhất định hội thực hiện. Nữ nhân tuyệt sắc trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một vòng sương mù, bất quá rất nhanh thu liếm, không chút khách khí nói rằng, lưu manh biến thái, ta mới không cần ngươi trở về ni. Theo Diệp Thần Phong đối phương như bây giờ tổng so với gương mặt lạnh lùng tốt, thuận miệng nói rằng, chúng ta rời đi nơi này đi. Nói Diệp Thần Phong tự vươn tay cánh tay tướng nữ nhân hoành ôm vào trong lòng, nữ nhân mày liễu hơi cau, nói rằng, người buông ta xuống, người buông ta xuống. Ta đảo là muốn buông ngươi, ngươi trọng té ngã heo dường như, ngươi có thể bản thân bước đi sao? Cũng là ngươi thật muốn ta đem ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ. Diệp Thần Phong bàn tay cảm thụ được nữ nhân thân thể mềm mại, trong lỗ mũi thỉnh thoảng xông vào trên người nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Hừ, có lẽ là cho rằng Diệp Thần Phong nói có lý, nữ nhân cổ họng trong lại hừ lạnh một tiếng, sau đó tự không nói chuyện. Diệp Thần Phong ngực trong ôm nữ nhân. Thân ảnh hướng phía nguyên thủy xâm lâm lao đi, dọc theo đường đi khó tránh khỏi sẽ có rung sóc, nữ nhân gò má không bao lâu tự cùng Diệp Thần Phong rắn chắc trong ngực tới một cái tiếp xúc thân mật, đồng dạng đậm liệt nam nhân mùi chui vào nữ nhân trong lỗ mũi, có thể dùng tim của nàng đập không ngừng tăng nhanh, hai bên đôi má cực kỳ dâng lên hai xóa sạch đỏ ửng. Thẳng đến mấy canh giờ sau, Diệp Thần Phong ôm nữ nhân về tới nguyên thủy xâm lâm chính giữa chỗ sơn cốc. Hôm nay sơn cốc chính giữa chướng khí trên căn bản là tiêu tán, đã đối với người thể cấu bất thành uy hiếp. Diệp Thần Phong nhìn mình trong lòng ở vào ngây người nữ nhân, hỏi ta ôm ấp đúng điều không phải thật ấm áp. Lẽ nào người bỏ không được rời? Nữ nhân tuyệt sắc cái này mới phản ứng được, đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, hàm răng khinh cắn môi, nói rằng, lưu manh biến thái, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đối với nữ nhân lời nói, Diệp Thần Phong đúng tai trái đoa tiến, lỗ tai phải ra, tướng trong lòng nữ nhân thân thể phóng sau khi xuống tới, hắn tại sơn cốc chính giữa tìm một ít củi lửa, giấy lên một đống lửa. Sơn cốc chính giữa hoàng sắc cự mãng thi thể còn đang, với lại hoàng sắc cự mãng thịt nhất điểm cũng không có hư thối, cái này cũng có thể là hoàng sắc cự mãng sinh tiền trường kỳ dùng ăn vân đằng cô nguyên nhân đi. Bất quá đây đối với Diệp Thần Phong mà nói đúng một cái tin tức tốt. Hoàng sắc cự mãng thịt có thể là đồ tốt ha. Nếu là rửa nát, không phải không công lãng phí mà. Diệp Thần Phong tướng hoàng sắc cự mãng thi thể kéo dài tới trước đống lửa, nữ nhân tuyệt sắc khi nhìn đến hoàng sắc cự mãng thi thể sau, khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc,
Con cự mãng này thấy thế nào hình thể cũng có 20 thước chiều dài a. Chẳng lẽ là bị tên lưu manh này biến thái cấp giết chết sao? Bằng không hắn làm sao sẽ đi tới nơi này chỗ sơn cốc chính giữa ni? Thế nhưng 20 thước chiều dài cự mãng đúng phổ thông người có thể tùy tùy tiện tiện đối phó mà. Sợ rằng Dịch Thuận Phách Mại Trường Tam gia sẽ đối phó con cự mãng này cũng không dễ dàng đâu. Nữ nhân đoán không lầm, coi như là Tam gia chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hoàng sắc cự mãng. Trước đây Diệp Thần Phong hoàn toàn là dựa vào vượt lên cho cự mãng tốc độ, mới có thể giải quyết đối phương. Nếu là chính diện đụng nhau lời nói, Diệp Thần Phong không hề nghi ngờ đúng bị nghiền giết nguyên liệu. Nàng đối Diệp Thần Phong tên lưu manh này biến thái càng ngày càng hiếu kỳ, còn có nàng suy đoán Diệp Thần Phong vừa rồi hồi thị trường giao dịch, nhất định là cùng Tam gia đối chiến qua, nàng rất muốn biết hai người bọn họ đúng người nào thắng. Nếu như là Diệp Thần Phong thắng, như vậy thực lực của hắn thật là có thể xưng là cường hãn, nữ nhân thế nhưng biết Tam gia thực lực đạt được trình độ nào. Này, có muốn ăn chút gì hay không thịt rắn? Diệp Thần Phong mặt bên nướng thịt rắn, vừa nói. Không cần, chính ngươi giữ lại ăn đi. Còn có, ta không gọi này, ta là Hàn Sơ Tuyết. Nữ nhân không vui nói, đón nàng liền đem đầu chuyển tới một bên khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.